tu chân Lưu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 511 bi kịch. Linh hoàng tóc đỏ muốn đợi sau khi Tống thư hàng giao bảo vật ra thì sẽ đánh hắn trọng thương. Bởi vì đến lúc đó, Tống thư hàng bị trọng thương thì có thể giữ chân người có vẻ như có máu mặt trong giới tu chân là thất tu tiền bối kia lại. Mà Linh hoàng tóc đỏ có thể nhân cơ hội này để rời khỏi. Trên người ta có bảo vật có thể dẫn phệ hồn yêu hồ tới ư? Tống thư hàng suy nghĩ vô cùng thành khẩn nói nếu như ta nói ta không có bảo vật đó ngươi có tin không lời nói của tống thư hàng hoàn toàn là sự thật nhưng có những lúc lời nói thật lại không có ai tin cả tiểu tử kia sự nhẫn nại của con người là có hạn thôi đấy linh hoàng tóc đỏ sờ bảo đao của mình lạnh lùng nói ta cho ngươi một cơ hội nữa nếu như vẫn không chịu giao bảo vật ra thì đừng trách ta vô tình người có tứ chi hắn có thể cho tống thư hàng tổng cộng là bốn cơ hội để trả lời À, có lẽ có thể cho Tống Thư Hàng năm cơ hội trả lời, vì còn có cơ thể hắn nữa mà. Tống Thư Hàng cau mày lại, bắt đầu ngẫm nghĩ, nếu nói trên người hắn có thứ liên quan đến, phi kiếm dùng một lần, vậy thì chắc hẳn là đồ vật cũng do Bạch Tôn giả tặng, vạn lý phi độn thuật, chăng? Có lẽ, mình có thể giao cái hộp gỗ chứa vạn lý phi độn thuật, cho hắn ta nhỉ? Bởi vì bây giờ... Tiểu đội thám hiểm của Bạch Tôn Giả đã tạm thời lui ra khỏi di tích và đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi chỉnh đốn lại nếu như linh hoàng tóc đỏ khởi động, vạn lý phi độn thuật, rồi trực tiếp bay đến bên người bạch tôn giả thì cũng là một chuyện rất thú vị đấy nhỉ. Không ổn, không ổn. Vạn lý phi độn thuật không chỉ là con át chủ bài bảo vệ tính mạng của Tống Thư Hàng mà còn là cách hắn rời khỏi vũ trụ và về nhà. Nếu như giao nó ra thì một tháng sau hắn muốn về trái đất sẽ rất phiền phức. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, đột nhiên cơ thể của linh hoàng tóc đỏ kia chợt khựng lại. Sau đó, ánh mắt của linh hoàng tóc đỏ nhìn vào chỗ, pháp khí kết giới hình cầu. Vì để tra hỏi tống thư hàng nên linh hoàng tóc đỏ cũng vào trong, pháp khí kết giới hình cầu. Cũng chính bởi vì cơ thể của hắn ở trong pháp khí kết giới có không khí này nên hắn mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tống Thư Hàng và cả giọng nói trong trạng thái khuếch đại âm thanh của thất tu tôn giả nữa. Lúc trước Ngư Kiều Kiều cảm nhận được tiếng chuông điện thoại là do cô ở trong chiếc mũ du hành vũ trụ của Tống Thư Hàng. Audio điện tử võ tấn bền. Lúc này, linh hoàng tóc đỏ nhìn thấy chỗ kết giới có một đạo kiếm quang bay nhanh tới. Kiếm quang đó chính là kiếm quang trở, vệ hồn yêu hồ, lúc trước. Khí tức kia không thể sai được. Đi mòn gót giày tìm không ra, cuối cùng lấy được lại chả mất tí công sức nào. Linh hoàng tóc đỏ cười điên cuồng, ông trời đang giúp ta mà. Tên tiểu tử này còn nói trên người hắn không có thứ gì có thể dẫn kiếm quang tới bây giờ kiếm quang đó tự tới rồi đấy thôi nếu là của hắn thì cuối cùng cũng thuộc về hắn thôi vệ hồn yêu hồ này hắn đành không khách khí mà cầm đi vậy nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cái tên tu sĩ luôn bám sát không rời vệ hồn yêu hồ chạy đi đâu rồi chẳng lẽ hắn bị kiếm quang đá đi rồi sao nhưng bây giờ không kịp để nghĩ nhiều như thế nhiệm vụ cấp bách trước mắt là ngăn đạo kiếm quang đó lại đã cơ thể của linh hoàng tóc đỏ động một cái lắc mình từ trong pháp khí kết giới ra ngoài đồng thời ánh sáng của kim đan trong cơ thể hắn bắt đầu nhấp nháy hắn là kim đan tứ long văn ở trong số các tu sĩ kim đan thì cũng thuộc hàng trung đẳng sức mạnh của kim đan hóa thành thần quang bốn màu ở trên đỉnh đầu của linh hoàng tóc đỏ số màu sắc của kim đan ứng với số long văn kim đan của hắn thần quang trên đỉnh đầu của tu sĩ kim đan không chỉ là để cho đẹp thôi đâu mỗi một màu sắc của thần quang đều có thể tăng thêm đạo thuật một phần uy lực của đòn tấn công cho tu sĩ Kim Đan. Thần quang bốn màu có thể tăng thêm bốn phần uy lực tấn công cho linh hoàng tóc đỏ. Linh hoàng tóc đỏ vận sức chờ tấn công. Chẳng trách các thần tiên trong truyền thuyết trên đầu ai cũng đều có thần quang, hóa ra là thế này à. Ở bên trong phong ấn, tống thư hàng lẩm bẩm. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn chăm chú vào đạo kiếm quang đang bay tới kia. Phi kiếm dùng một lần thật sự bị hắn ảnh hưởng, chủ động bay tới chỗ hắn sao. Nếu thật sự như vậy thì có lẽ phi kiếm dùng một lần này là một cơ hội thoát thân rồi. Bên ngoài kết giới, Linh Hoàng tóc đỏ chắp hai tay lại tạo thành đạo ấn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào phi kiếm đang ngày càng tới gần kia, trong lòng nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa hắn và phi kiếm. Đợi đến khi phi kiếm đến gần phạm vi 1.000m, hai mắt Linh Hoàng tóc đỏ sáng lên chính là lúc này. Hắn há miệng nhổ về phái phi kiếm, bốn vòng tròn lửa đồng thời bị hắn phun ra phóng về phía phi kiếm. Bốn vòng tròn lửa này là một pháp thuật phong ấn. Linh hoàng tóc đỏ này cũng giống như lão giả linh hoàng lúc trước, đều chuẩn bị giảm tốc độ của phi kiếm, phong ấn kiếm quang của nó rồi mới lấy đi bảo vật phía trên nó. Bốn vòng tròn lửa bao quanh kiếm quang một cách chuẩn xác. Kiếm quang đã bị hạn chế, tốc độ ngay lập tức chậm đi hơn 10 lần, kiếm quang cũng dần nhạt đi, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của bảo vật bên trong kiếm quang, sao lại cảm thấy kiếm quang này không giống hồ lô nhỉ? nhưng hiện tại, linh hoàng tóc đỏ không kịp nghĩ nhiều như vậy. Thành công rồi, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, cơ thể bay nhanh về chỗ kiếm quang. Nhưng đúng vào lúc này, có một đạo kiếm khí trên kiếm quang nổ ra. Bốn vòng tròn lửa bao quanh kiếm quanh trong nháy mắt tan thành nhiều mảnh nhỏ. Cơ thể của linh hoàng tóc đỏ vội vàng dừng lại, trong lòng hắn dâng lên một cơn rét lạnh, bốn vòng tròn lửa này là pháp thuật phong ấn mạnh nhất của hắn. Thế mà không chống đỡ nổi thời gian một hơi thở, trong nháy mắt đã tan thành rồi. Kiếm quang này rốt cuộc có công kích cấp mấy vậy? Nhưng mà, bảo vật đã ở ngay trước mắt rồi, hắn không thể bỏ qua được. Ta muốn nhìn xem, kiếm quang này còn có thể phóng ra bao nhiêu đạo kiếm khí nữa. Linh hoàng tóc đỏ cắn chặt răng, thần quang bốn màu trên đầu hắn lại sáng lên lần nữa, tay hắn lại chắp thành đạo ấn, thi triển đạo thuật phong ấn vòng tròn lửa. Lần này, hắn còn tế ra một chiếc vòng kim cương để phối hợp với pháp thuật phong ấn vòng tròn lửa. Vòng kim cương và thuật phong ấn vòng lửa phóng ra cùng lúc. Phi kiếm dùng một lần, chỉ bay loạn trong không trung, không có người khống chế, vì thế nên dễ dàng bị pháp thuật của Linh Hoàng tóc đỏ khóa lại. Bốn vòng lửa lại lồng vào kiếm quang. Ngay sau đó, vòng kim cương cũng bao quanh kiếm quang. Dưới tác dụng của hai tầng phong ấn, tốc độ của kiếm quang lại bị chậm lại. Lúc này, Linh Hoàng tóc đỏ đã xông đến chỗ kiếm quang chỉ đợi lúc vòng kim cương và phong ấn vòng lửa phát huy tác dụng, phong ấn kiếm quang lại, hắn sẽ nhanh chóng lấy phệ hồn yêu hồ ở trên đó xuống. Linh lực trên vòng lửa và vòng kim cương khởi động, thi triển thuật phong ấn. Đạo kiếm quang kia nhanh chóng tắt dần. Ha ha, phệ hồn yêu hồ bây giờ đã thuộc về ta rồi. Linh hoàng tóc đỏ giơ tay ra muốn lấy bảo vật trên kiếm quang đi. Nhưng đúng lúc này, Linh hoàng tóc đỏ lại phát hiện ra có chỗ không bình thường, cái gì? Lúc trước, do bị kiếm quang bao phủ nên với thị lực của hắn không thể nào nhìn rõ được đồ ở bên trên kiếm quang rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có thể nhìn loáng thoáng được hình dáng của bảo vật mà thôi. Bây giờ, sau khi kiếm quang bị phong ấn trong thời gian ngắn, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy món bảo bối trên kiếm quang rồi. Tiên sư nó, vốn không phải là phệ hồn yêu hồ mà chỉ là một cái máy điều hòa nhiệt độ gia dụng có công suất 3200W mà thôi. Lừa bố mày à? tại sao trên kiếm quang lại có một cái máy điều hòa nhiệt độ chứ? Vệ hồn yêu hồ đâu rồi? Tại sao lại như vậy chứ? Chết tiệt, chẳng lẽ không phải là cùng một đạo kiếm quang, sao? Chẳng trách đằng sau kiếm quang này lại không có tu sĩ đi theo, hóa ra trong vũ trụ không chỉ có một đạo kiếm quang này, chết tiệt. Linh hoàng tóc đỏ lập tức ngộ ra. Nhưng tại sao trên kiếm quang lại có điều hòa? Đây không phải giỡn mặt với người ta sao? Suốt cuộc kẻ nào nhàm chán như thế, gửi một chiếc điều hòa gia dụng lên trên vũ trụ thế. Muốn tặng cho người ngoài hành tinh dùng à? Đợi chút, chiếc điều hòa này hình như bị cháy đen rồi. Tiên sư nhà nó, đây còn là một cái điều hòa bị hỏng nữa chứ. Đậu má, đậu má nó. Hơn nữa, linh hoàng tóc đỏ nhìn rõ bản thể của kiếm quang chính là một thanh kiếm gỗ bình thường. Dường như là thuận tay điêu khắc mà thành. Một thanh kiếm gỗ làm sao có thể mạnh đến vậy? Có thể dễ dàng phá hỏng phong ấn của hắn thế chứ? Loại kiếm gỗ này, phải là tu sĩ có cảnh giới thế nào mới làm ra được kia chứ? Trong nháy mắt khi Linh Hoàng tóc đỏ ngây người, trên kiếm gỗ có một đạo kiếm quang sáng lên. Ngay sau đó, bốn vòng tròn lửa lồng quanh nó bị phá vỡ trong nháy mắt. Không hay rồi, trong lòng Linh Hoàng tóc đỏ thầm kêu không ổn, hắn nhanh chóng kết tay thành đạo ấn hồng thu lại vòng kim cương. Nhưng mà kiếm khí còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Ngay sau khi vòng lửa bị vỡ khoảng 0,001 giây, pháp khí vòng kim cương của hắn ta cũng bị kiếm khí chém vỡ. Khỏi phải bàn trong lòng linh hoàng tóc đỏ đau lòng biết bao nhiêu. Đây là pháp khí kiểu phong ấn quý giá đấy. Trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, lỗ hết cả vốn nhà mẹ đẻ. Nhưng bây giờ không phải là lúc đau lòng. Kiếm khí bạo phát ra, kiếm ý tung hoành. Cơ thể của hắn cũng đang ở trong phạm vi công kích của kiếm khí. Chết tiệt, a! À linh hoàng tóc đỏ liên tục phẫn nộ hét lên thần quang bốn màu trên đầu hắn không ngừng nhấp nháy trong chớp mắt hắn tung ra mấy chục đạo phòng ngự cơ thể đội trong khiên bảo hộ bay nhanh về phía sau cho dù như vậy thì cơ thể hắn vẫn có tới ba vết thương sâu nhìn thấy tận xương máu của hắn hóa thành nhiều quả cầu máu trôi nổi trong không trung sau khi bắn ra hết kiếm khí trên thân kiếm gỗ lại được kiếm quang bao phủ lần nữa trong sắc mặt đen như đáy nổi của linh hoàng tóc đỏ kiếm gỗ thảnh thơi bay về chỗ Tống Thư Hàng. Thật sự là đi về chỗ mình, Tống Thư Hàng lẩm bẩm Phi kiếm dùng một lần chờ điều hòa nhiệt độ, chắc là sau khi bạch tôn giả không cẩn thận nghịch hỏng điều hòa thì lặng lẽ dùng phi kiếm dùng một lần bản 004 bắn nó lên vũ trụ. Sau khi phi kiếm phóng tới thì đụng vào trên pháp khí kết giới trói Tống Thư Hàng. Bùm! Pháp khí kết giới hình cầu, chân quý của linh hoàng tóc đỏ kia bị phi kiếm dùng một lần đâm vỡ rồi. Sau đó, phi kiếm dùng một lần ngừng lại, yên lặng bay bên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thử giơ tay ra chạm vào, phi kiếm dùng một lần, kiếm khí trên kiếm gỗ hoàn toàn không hề có ý định làm hại hắn. Phi kiếm thần kỳ do bạch tiền bối đặc chế lại còn có cả chức năng nhận diện nữa. Tống Thư Hàng không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn vác khoang không gian, lên, xoay người nhảy lên trên phi kiếm dùng một lần. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào. Móc lửng chấm than. Tống Thư Hàng giơ tay chỉ về phía xa, hét lớn một tiếng. "Tiểu tử, đừng hòng chạy." Sau lưng hắn truyền tới tiếng quát phẫn nộ của Linh Hoàng tóc đỏ. Hai pháp bảo chân quý của hắn liên tiếp bị phá hỏng, vậy mà bây giờ tên tiểu tử kia còn dám cưỡi lên cái kiếm gỗ kỳ quái kia để bỏ trốn. "Không được, trên người tên kia có bảo vật có thể thu hút được kiếm quang, nhất định phải cướp lấy nó." Linh Hoàng tóc đỏ gào lên một tiếng, đuổi theo Tống Thư Hàng. "Đi, đi mau!" Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng mà, có vấn đề rồi. Sau khi phi kiếm dùng một lần bản 004 dừng lại thì không có ý định khởi động lại nữa. Dường như, đối với nó mà nói, đến được bên cạnh Tống Thư Hàng cũng giống như đã đến được đích rồi vậy. Tống Thư Hàng, hắn quay đầu nhìn Linh Hoàng tóc đỏ đang đuổi theo phía sau. Chương 512, lão phu là thất tu. Ôi bi kịch. Tống Thư Hàng không thể ngờ được phi kiếm lại bất động, đúng là bất ngờ hú hồn mắt thấy bóng dáng linh hoàng tóc đỏ đằng sau ngày càng tới gần tống thư hàng dám bảo đảm sau khi linh hoàng tóc đỏ đuổi kịp hắn thì nhất định sẽ gọt hắn thành nhân côn chặt hết tay chân để xả cơn giận tống thư hàng giơ tay ra sờ vào vạn lý phi độn thuật chẳng lẽ vào lúc này phải dùng vật bảo vệ tính mạng này sao hắn có phần không cam lòng rõ ràng hắn chỉ vừa mới lên vũ trụ thôi hắn còn muốn muốn rèn luyện thể chất mạnh hơn còn muốn đi thám hiểm mộ cổ cùng thất vô tiền bối nữa Đột nhiên, Tống Thư Hàng chợt nảy ra một ý tưởng. Đợi đã, có lẽ còn một thứ có thể dùng được. Hắn móc hai chiếc hộp từ trong túi thu nhỏ một tất ra. Một cái là hộp gỗ có chứa vạn lý phi độn thuật, một tháng sau nó sẽ tự động mở ra để đưa Tống Thư Hàng về nhà. Trong lúc khẩn cấp, Tống Thư Hàng cũng có thể chủ động rót chân khí vào trong để kích hoạt nó, chạy đến bên cạnh Bạch Tôn Giả. Cái hộp còn lại có một nút bấm, đây cũng là tác phẩm của Bạch Tiền Bối. Tên của nó là máy phóng phi kiếm bản 013. Cái này là vật bạch tiền bối tặng cho hắn để phòng thân lúc hắn đến nhà ông ngoại thổ ba làm khách hồi mới nghỉ hè. Thông qua nó, Tống thư hàng có thể phóng series phi kiếm dùng một lần. Nhờ có vật này, Tống thư hàng đã dùng một kiếm đóng đinh bán hồ đạo nhân rồi bắn cả hắn lẫn cái hồ lô của hắn lên vũ trụ. Hiện tại, hắn muốn dùng máy phóng phi kiếm bản 013 để phóng chiếc phi kiếm dùng một lần bản 004 dưới chân này đi nếu như có thể thành công thì dù có là linh hoàng ngũ phẩm thì cũng phải dính trưởng. Còn nếu như thất bại thì trong tay kia của hắn còn cầm hộp vạn lý phi độn thuật, nó lập tức phóng đi ngay. Tống Thư Hàng dùng chân đạp cái điều hòa kia ra, trong trạng thái bạo phát tiềm lực, cho dù có mặc bộ đồ phi hành cồng kềnh thì tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn như cũ. Hắn dùng cánh tay kẹp lấy hộp, vạn lý phi độn thuật, hai tay thao tác nhanh như bay, Lắp phi kiếm dùng một lần bản 004 vào trong máy phóng phi kiếm. Ngay sau đó, chân khí trong đan điền được thôi động. Hắn cố gắng đè nỗi đau bị xé rách, rót chân khí vào trong máy phóng phi kiếm. Máy phóng phi kiếm và hắn hoàn thành quá trình cộng minh. Sau đó, trong mắt của Tống thư hàng đột nhiên xuất hiện một cái ống ngắm. Tống thư hàng làm liền một mạch, bởi vì đã dùng sản phẩm này một lần rồi nên lần này Tống thư hàng rất thành thạo ngắm thẳng mục tiêu linh hoàng tóc đỏ, hoàn thành. Chuẩn bị sẵn sàng. Ở phía xa, linh hoàng tóc đỏ đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm, cơ thể của hắn cứng đờ ra. Ăn một quả pháo của ta đây. Tống Thư Hàng nhấn xuống nút của, máy phóng phi kiếm bản 013, không chút do dự. Đồng thời tay còn lại của hắn nắm chắc lấy hộp, vạn lý phi độn thuật, chuẩn bị kích hoạt nó để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Vèo, phi kiếm dùng một lần bản 004 được phóng đi một cách thuận lợi, dù sao thì chúng cũng là cùng một bộ mà đồ vật mà bạch tôn giả làm ra tất cả đều là tinh phẩm cả kiếm quang sáng trói tốc độ cực nhanh kiếm khí bên trên kiếm gỗ bị ép thành một ánh sáng mỏng dưới tình trạng diện tích bị thu nhỏ lực sát thương của kiếm khí tăng lên gấp bội lúc ấy bán hồ đạo nhân căn bản không thể trốn khỏi đạo kiếm quang này được hắn trực tiếp bị bắn chết nhưng mà linh hoàng tóc đỏ không phải bán hồ đạo nhân Linh Hoàng tóc đỏ trừng mắt nhìn kiếm quang, thần quang bốn màu trên đỉnh đầu đột nhiên tăng vọt, đáng chết, quả nhiên là tên tiểu tử này có quan hệ với kiếm quang đó. Nhưng mà, chỉ bằng đạo kiếm quang này mà muốn ngăn cản hắn sao, nằm mơ đi. Linh Hoàng tóc đỏ nhấc khảm đao lên, tay phải dựng thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm, sáu trận pháp đạo thuật xếp chồng lên nhau ở phía trước. Hỏa Vương đao trận, một đao này của hắn đâm vào trong sáu trận pháp xếp chồng lên nhau kia sức mạnh của sáu trận pháp lập tức truyền vào trong cây đao. Sau đó, linh hoàng tóc đỏ dơ cao khảm đao lên, chém ra một đao. Một đạo đao quang màu đỏ như lửa lóe sáng trong không trung. Đao quang như núi lửa đang phun trào, khí tức nóng cháy như muốn đốt cháy cả không gian, thiêu hủy hết thảy. Chỉ trong chớp mắt. Kiếm quang do phi kiếm dùng một lần bản 004 hóa thành va vào đao quang. Không có tiếng động gì, chỉ có ánh sáng trói mắt của vụ nổ. Vụ nổ mạnh liên hoàn bao phủ lên cả thân hình của Linh Hoàng tóc đỏ. Cuối cùng, phi kiếm dùng một lần lấy nhỏ đánh lớn, kiếm quang nhỏ bé đánh vỡ đao quang của Linh Hoàng tóc đỏ. Thế tấn công của kiếm quang không giảm, nó đánh vào trong ánh sáng của vụ nổ, chém về phía Linh Hoàng tóc đỏ. Kiếm quang này thật đáng sợ. Đây còn là phi kiếm dùng một lần bản 004, đã bay trong vũ trụ một thời gian dài rồi đấy. Mà khi nãy nó còn mới phát ra hai lần kiếm khí. Tiêu Hao rất nhiều linh lực, nhưng dù có như vậy thì nó vẫn có uy lực có thể đánh bại được linh hoàng ngũ phẩm. Ngủ rồi sao?" Tống Thư Hàng hỏi. "Không chắc lắm, nhưng chúng ta vẫn nên nhân cơ hội này mà chạy đi thôi." Ngư Kiều Kiều trả lời. Tống Thư Hàng bắt lấy khoang không gian, móc con rối ngân long ra để chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này, có một bóng người phi ra từ bên trong ánh sáng của vụ nổ. "Tiểu tử, chịu chết đi!" Linh Hoàng tóc đỏ phẫn nộ hét lên, tiếng hét của hắn đánh thẳng vào não hải của Tống Thư Hàng. Linh Hoàng ngũ phẩm, quả nhiên không thể chết dễ dàng thế được. Lúc này tình trạng của Linh Hoàng tóc đỏ khá thảm hại, cả người đều là vết thương, không có chỗ nào lành lặn cả. Pháp bào trên người bị nổ thành miếng rẻ rách, trên vài còn sót lại mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngay đến cả bản mệnh bảo đao của hắn cũng bị chém gãy làm đôi. Hắn bị tổn thất nghiêm trọng, toàn bộ pháp bào phù bảo trên người hắn đều bị mất hết, chỉ trong một buổi sáng mà lại quay về thời kỳ trước giải phóng. Thực ra thì, linh hoàng tóc đỏ vẫn khá là may mắn, lúc bay trong vũ trụ, phi kiếm dùng một lần bản 004, kia đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu không thì, một kiếm của phi kiếm dùng một lần, hoàn toàn mới được phóng ra, chỉ bằng tu vi tứ long văn kim đan linh hoàng của hắn thì chỉ chớp mắt là ngủm, hoàn toàn không có đường sống sót. Tiểu tử kia, ông đây phải băm người nát như tương. Linh hoàng tóc đỏ gầm lên dữ tợn, hắn đã không cần phải ép cung nữa rồi, quá rõ ràng, cái hộp nhỏ phóng ra, kiếm gỗ, vừa nãy chính là bảo vật có thể khống chế kiếm quang. Chỉ cần nện chết tên tiểu tử chết tiệt trước mặt kia, cướp lấy chiếc hộp đó thì hắn có thể lấy được vệ hồn yêu hồ, rồi. Bây giờ chỉ có đoạt được vệ hồn yêu hồ thì mới đền bù được cho tổn thất của hắn. Thân hình của linh hoàng tóc đỏ không ngừng lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt tống thư hàng, chém một đao xuống không ngờ tới vẫn phải dùng tới vạn lý phi độn thuật để thoát thân. Tay phải của Tống Thư Hàng đè chiếc hộp lại, lúc nãy hắn đã rót đủ chân khí vào trong đó, bây giờ chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể chạy trốn ngay lập tức. Dừng tay, đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên trong não hải của Tống Thư Hàng. Giọng nói này giống như tiếng gầm của sư tử vậy, làm não của Tống Thư Hàng chấn động, ong ong ong. Vạn lý phi độn thuật bị gián đoạn. Tiếp sau đó, có một đạo thân ảnh với nắm đấm lớn bay nhanh đến từ xa. Ngay trong lúc hai mắt của Linh Hoàng tóc đỏ long lên sòng sọc, muốn một đao chém tống thư hàng thành hai nửa thì đạo thân ảnh với nắm đấm to ấy dùng sức nhảy vào, chắn ở giữa Tống thư hàng và Linh Hoàng tóc đỏ. "Dừng tay lại cho ta." Đạo thân ảnh đó lại lên tiếng. Âm thanh này trực tiếp xuất hiện trong não hải của Tống thư hàng và Linh Hoàng tóc đỏ. Đồng thời, trong giọng nói này còn có năng lực hạ lệnh cường đại nhát đao phẫn nộ của linh hoàng tóc đỏ cũng bị giọng nói này ảnh hưởng, thế đao cư nhiên bị khựng lại. "Đạo thuật công kích tâm linh." Linh hoàng tóc đỏ cắn chặt răng nói, trong giọng nói này còn mang theo đạo thuật tâm linh, đây là loại đạo thuật quái dị nhất, khó mà đề phòng được. Mà lúc này, Tống thư hàng cũng nhìn rõ sinh vật chắn giữa hắn và linh hoàng tóc đỏ. Đó là một con sư tử ngọc có nắm tay lớn, sống động như thật. Lúc này, con sư tử bằng bạch ngọc mở miệng ra nói tiếng người, Tống Thư Hàng tiểu hữu người không bị thương chứ? Không, ta không sao cả. Tống Thư Hàng gật đầu với con sư tử Bạch Ngọc, đây là sủng vật của thất tu tôn giả trăng. Hay là pháp khí nhỉ? Sư tử Bạch Ngọc gật đầu, nó lại quay người lại, nhìn về Linh Hoàng tóc đỏ. Ngươi là ai? Linh Hoàng tóc đỏ cắn răng nói. Giọng nói này dội thẳng vào tai Tống Thư Hàng. Lão Phu chính là người nói chuyện điện thoại với ngươi lúc trước, thất tu. Sư tử Bạch Ngọc vẫy vẫy đuôi, tiếp tục nói, vẫn là câu nói đó, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nề mặt của lão phu, hát bây giờ rời khỏi ngay, lão phu có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Dù gì thì mấy ngày này lão phu muốn đi thám hiểm mộ cổ với tiểu hữu, hiện giờ không muốn giết người để tránh nhiễm huyết khí. Sắc mặt của Linh Hoàng tóc đỏ âm trầm, tay hắn nắm chặt thanh đao đã bị gãy kia, cắn chặt răng. Còn không may cút đi hả? Sư tử Bạch Ngọc liếm móng vuốt của chính mình, lên tiếng Sắc mặt của Linh Hoàng tóc đỏ đỏ bừng lên, linh lực đang dao động trên người con sư tử ngọc này cùng lắm cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Thế nhưng tên tiểu tử này lại kiêu căng như vậy là do có âm mưu gì sao? Hay là tên này đang hù dọa người ta thôi? Cút con mẹ nhà ngươi ấy, Linh Hoàng tóc đỏ hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, dường như hắn đã không khống chế được cảm xúc của bản thân nữa. Hắn vung thanh đao gãy lên, linh lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, chém xuống một đao đao quang bùng nổ, bao phủ tống thư hàng và con sư tử. Lúc linh hoàng tóc đỏ chém ra một đao này thì ở phía sau lưng hắn, có một hình xăm hỏa diễm lặng lẽ rơi xuống, hóa thành một đốm lửa nhỏ, trốn phía sau một viên thiên thạch. Tu sĩ ấy mà, nếu không chút bản lĩnh gì thì tất phải chết, linh hoàng tóc đỏ chính là một người đàn ông có bản lĩnh. Sư tử Bạch Ngọc tiếp tục liếm láp móng vuốt của mình, cho người mặt mũi rồi mà còn không biết giữ lấy. Trong lúc nói chuyện, nó vỗ một trường xuống, mặc niệm triệu hoán thất tu bản tôn ở dưới móng vuốt của sư tử ngọc có một vật giống như là cửa không gian mở ra sau đó lại có một bóng người bước từ trong không gian đó ra không nể mặt thế sao sau khi bóng người đó hiện ra thì lẩm bẩm nói sau đó người đó nâng tay lên dùng tay chém nhẹ về phía linh hoàng tóc đỏ quả nhiên là muốn dùng âm mưu mà linh hoàng tóc đỏ hừ một tiếng xoay tròn nửa thanh bảo đao của mình chắn bàn tay của người đó lại. Keng! Bảo đao và bàn tay của người đó va vào nhau. Ngay sau đó, bảo đao của hắn bị bàn tay của người kia chém thành mảnh nhỏ giống như giấy vậy. Trong lòng linh hoàng tóc đỏ chợt thấy lạnh toát. Dù rằng bảo đao của hắn đã bị chém thành hai nửa nhưng chất liệu của nó cũng cực kỳ cứng rắn, là một bảo đao ngũ phẩm đấy. Đối phương chỉ dùng bàn tay bằng da bằng thịt mà có thể đánh vỡ bảo đao của hắn, thế này có phải hơi bị khoa trương rồi không? Bộp. Sau khi đánh vỡ bảo đao, thế công của người kia không giảm, vỗ một trưởng lên đầu của linh hoàng tóc đỏ. Dùng tay làm đao trông nhẹ nhàng thế thôi, nhưng còn đáng sợ hơn bất cứ thanh bảo đao nào. Linh hoàng tóc đỏ bị đánh bay ra, chỗ chán lập tức bị chém ra một vết thương sâu cỡ một ngón tay, máu tươi phun ra xối xả. Ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ, chết dở, gặp phải cao thủ rồi. Cũng may mà mình còn để lại một tay, bằng không thì đã ngủm củ tỏi thật rồi chương 513, hỏa diễm thế thân pháp và khiên đao thuật. Lão Phu là thất tu bản tôn, người đó chắp hai tay đằng sau lưng, đứng giữa hư không. Hắn không làm gì cả, chỉ chắp tay đứng ở đó thôi nhưng lại khiến người ta cảm giác như cả, hư không, đều lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng sụp đổ vậy. Bóng người đó cười với xích phát linh hoàng, dịu dàng nói, đạo hiếu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi nhỉ. Nói chuyện cái quần qué gì, Xích phát linh hoàng cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng lâm vào hôn mê, đây chắc hẳn là cảm giác lúc sắp chết rồi, người sắp chết rồi còn nói chuyện cái khỉ gì nữa. Rốt cuộc tống thư hàng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, thất tu tiền bối, nhanh thế mà ngài đã đến rồi. Tống thư hàng vẫn chưa biết, truyền âm nhập mật, cho nên ở trên vũ trụ, lúc giao tiếp với mọi người thì chỉ có thể hy vọng người kia có thể hiểu khẩu hình của hắn. Cũng may là, với những người có thị lực siêu phàm như các tu sĩ mà nói, đọc hiểu khẩu hình chẳng phải là chuyện gì khó khăn cả. Thất tu tôn giả mỉm cười, nói ra cũng thật trùng hợp, phân thân của Lão Phu đúng lúc đang ở gần đây để tìm người. Sau khi Lão Phu thông qua tọa độ định vị biết được vị trí của ngươi, ta bèn để cho phân thân đi đến, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến chỗ của ngươi, lại thông qua phân thân để triệu hoán bản tôn tới đây. Con sư tử Bạch Ngọc đó vươn móng vuốt về phía Tống Thư Hàng, xin chào, Tống Thư Hàng tiểu hữu ta chính là phân thân của thất tu. Tống thư hàng cảm ơn, tới sớm không bằng tới đúng lúc, cũng may mà tiền bối tới kịp thời, nếu không thì ta phải về trái đất trước rồi. Tống thư hàng tiểu hữu không cần khách sáo. Thất tu tôn giả nói xong liền nhìn về phía vị linh hoàng tóc đỏ kia, vậy thì tiếp theo phải xử lý vị đạo hữu nào thế nào đây? Không cần xử lý, hắn đã chết rồi. Sư tử bạch ngọc ấn lên thân thể của vị linh hoàng tóc đỏ kia, thần hình đều bị diệt cả rồi. Thất tu tôn giả lắc đầu, nói tứ tu ngươi nhìn nhầm rồi. Vị đạo hữu này chưa hề chết, chẳng qua là sử dụng một phép thuật thế thân rất thú vị mà thôi." Tứ Tu Ư, Tống thư hàng không khỏi nhìn con sư tử bạch ngọc kia một cái, lúc nãy thất tu tiền bối gọi con sư tử này là Tứ Tu á? Lại thêm lục tu tôn giả chi mộ nữa, quả nhiên là có liên quan gì đó rồi. Lúc này, thất tu tôn giả từ từ bước ra, đến đằng sau một tảng thiên thạch, "Đạo hữu, đừng trốn nữa, ra đây nói chuyện đi." Yên tĩnh giống như đã chết không nể mặt thế sao? Thất tu tôn giả niết lấy cầm mình, hắn tiện tay giơ ngón tay ra, linh lực bốc cháy ở đầu ngón tay, chỉ vào tảng thiên thạch kia. Xeo xeo xeo. a a a, xin tha mạng, xin tiền bối tha mạng, một ngọn lửa chui ra từ sau tảng thiên thạch. Ngọn lửa kia lăn lộn ở trên tảng thiên thạch, hóa thành một người lửa to cỡ bàn tay. Chính là hình dáng của vị linh hoàng tóc đỏ kia, chỉ là đã bị thu nhỏ đi nhiều lần. Lúc này, Linh Hoàng tóc đỏ kia hoảng sợ khỏi nói, lần này thì hắn gặp hạn thật rồi. Đến cả pháp thuật Thế Thân giữ mạng của hắn cũng bị người ta liếc mắt một cái là nhận ra. Thực lực của hai bên cách nhau quá xa rồi. Thất Tu Tôn giả cười ha ha, nói, ha ha, Hỏa Diễm Thế Thân pháp. Không ngờ đã cách 500 năm mà ta lại nhìn thấy pháp môn Thế Thân thần kỳ này một lần nữa. Nếu như không phải lão phu đây có kinh nghiệm phong phú, nói không chừng đã bị đạo hữu ngươi lừa rồi sư tử bạch ngọc gật đầu nói hóa ra là loại công pháp thần kỳ này chẳng trách đến ta cũng không phát hiện ra tứ tu thực lực của ngươi tạm thời bị hạn chế ở cảnh giới tứ phẩm vì thế cho nên không phát giác ra điều kỳ lạ lúc này nhìn qua thì vẻ mặt của thất tu tôn giả có vẻ rất hiền lành vậy thì đạo hữu ngươi có muốn sống không linh hoàng tóc đỏ cười khổ gật đầu dĩ nhiên là hắn muốn sống rồi khổ luyện ngàn năm không dễ gì mới ngưng tụ được một viên đại đạo kim đan những người đạt được đến cảnh giới như hắn có ai mà muốn chết đâu chứ. Thế thì, giao dịch đi, thất tu tôn giả cười ha ha, ta muốn hỏa diễm thế thân pháp của ngươi, à mà, ngươi còn có kỹ năng sở trường nào không? Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy lúc này mình chả khác gì con cừu non bị người ta dắt đến nơi giết mổ, mặc cho người ta chém giết. Hắn quả nhiên muốn lấy hỏa diễm thế thân pháp của mình. Hắn cười khổ đáp, bẩm tiền bối, ta còn thông thạo hỏa diễm phong ấn pháp nữa thất tu tôn giả còn chưa kịp trả lời thì sư tử Bạch Ngọc đã lên tiếng, phong ấn pháp. Cái đó chả có tẹo tác dụng nào cả, còn có cái gì khác không? Nhất định phải có chỗ đặc sắc đấy, đừng dùng mấy thứ đồ đại chúng để lừa ta. Sau khi suy nghĩ, Linh Hoàng tóc đỏ nói, bẩm tiền bối, ta còn có một bộ đao pháp phụ trợ kết hợp trận pháp, uy lực rất lớn. Ngoài ra thì, thuật pháp ngự đao phi hành của ta cũng rất đặc sắc. Linh Hoàng tóc đỏ lúc này đang ở trạng thái ngọn lửa, Lúc giao tiếp thì không cần mở miệng nói chuyện mà trực tiếp khuếch tán tinh thần lực, đạt được hiệu quả truyền âm nhập mật trong một nhóm người. Sư tử Bạch Ngọc cảm thấy hứng thú, nó hỏi, pháp thuật cầm đao phi hành đặc biệt, nó như thế nào? Tống Thư Hàng nghe thế bèn lập tức liên tưởng đến tư thế, ngự đao phi hành hai tay ôm lấy thanh đao, bị thanh đao kéo lê đằng sau của Linh Hoàng tóc đỏ. Tư thế đó quái dị thế nào khỏi phải nói. Người ta ngự đao phi hành thì hai chân đạp lên bảo đao, uy phong lẫm liệt. Còn pháp thuật ngự đao phi hành của tên linh hoàng tóc đỏ này thì giống như mấy người đáng thương bị dây thường buộc vào sau xe ô tô, cứ thế bị kéo bay đi. Lúc này, thất tu tôn giả tiện tay ném một thanh pháp đao cấp thấp ra, đạo hữu chỉ bằng bay một đoạn cho chúng ta xem thử được không? Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy đây chính là sỉ nhục nhân cách của người khác. Hắn cũng không phải mấy kẻ chuyên biểu diễn tạp kỹ, hắn cũng có tôn nghiêm đấy. Nhưng mà, tôn nghiêm tuy đáng quý nhưng sinh mạng còn quý hơn. Vì thế, linh hoàng tóc đỏ nắm lấy pháp đao, thi triển thuật pháp ngự đao phi hành, ngoan ngoãn biểu diễn một đoạn. Thất tu tôn giả nhìn thấy tư thế phi hành của hắn, gật đầu nói, thuật pháp ngự đao phi hành này rất thú vị, hơn nữa thích hợp với người mới học hơn là thuật pháp ngự đao phi hành bình thường, không cần lo vấn đề thăng bằng. Tốc độ cũng rất nhanh, thuật pháp ngự đao phi hành này mà đi tham dự, cuộc thi ngự kiếm thì rất tuyệt đây. Linh hoàng tóc đỏ cười gượng, cảm ơn tiền bối đã khen. Cứ quyết định như thế đi, ta lấy Hỏa Diễm Thế Thân Pháp và thuật pháp Ngự Đao Phi Hành của ngươi. Đúng rồi, thuật pháp Ngự Đao Phi Hành này của ngươi tên là gì? Nó có tên không?" Thất Tu Tôn giả hỏi. "Khiên Đao Thuật." Linh Hoàng Tóc Đỏ thành thật trả lời. "Cái tên không kêu lắm, thế nhưng giàu hình tượng. Vậy thì ta lấy hai loại công pháp này giao cho ta đi, đổi lại một đường sống cho ngươi." Đạo hữu ngươi cũng rất thành thực, là một người hào sảng. Thất Tu Tôn giả gật đầu nói hào sảng ông nội ngươi ý, nếu như không phải là do ngươi mạnh hơn ta thì ông đây đã chém nát ngươi trong một phút rồi. Linh hoàng tóc đỏ nghĩ thầm trong bụng, khóe miệng của con sư tử bạch ngọc nhếch lên, thất tu, hắn ta đang mắng thầm ngươi trong lòng đấy. Không hay rồi, quên mất con sư tử này có đạo pháp công kích tâm linh, linh hoàng tóc đỏ thầm kêu khổ trong lòng. Không sao cả, đây là căm hận và phẫn nộ trong lòng hắn. Đạo hữu nếu nhiều oán hận thì hãy cố gắng tu luyện đi, nếu có một ngày ngươi luyện thành thần công thì lúc nào cũng có thể đến tìm ta báo thù đạo hiệu của lão phu là thất tu lúc nào cũng hoan nghênh đạo hữu đại giá quang lâm thất tu tôn giả mỉm cười cười giống như là thánh mẫu vậy linh hoàng tóc đỏ cảm thấy hắn đúng là đen như chó mực mà hắn nhanh chóng giao hỏa diễm thế thân pháp và khiên đao thuật của mình ra hắn không dám dở trò gì ở trên hai loại công pháp này thực lực của đối phương cao hơn hắn nhiều nếu như hắn dở thủ đoạn gì ở trên công pháp thì đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Giao dịch hoàn thành, thất tu tôn giả thu hai loại công pháp lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ linh hoàng tóc đỏ, vậy thì đạo hiếu, chúc mừng ngươi giữ lại được tính mạng, tiếp theo, chúng ta sẽ từ biệt tại đây. Linh hoàng tóc đỏ, đúng rồi, mấy trăm năm gần đây lão phu đều sống ở mặt trăng, chuẩn bị trùng kích cảnh giới bát phẩm, sau này đạo hiếu cứ tu luyện cho tốt, nếu như đạo hữu có thời gian rảnh thì hoan nghênh đến tìm ta báo thủ bất cứ lúc nào." Thất tu tôn giả cười ha ha nói. Linh hoàng tóc đỏ, trùng kích bát phẩm, vậy tiên sư nhà nó chẳng phải hắn ta là tôn giả thất phẩm sao? Linh hoàng tóc đỏ cảm thấy có lẽ mình rất may mắn, bảo toàn được mạng sống từ tay tôn giả thất phẩm. Nhưng tại sao hai mắt của hắn lại ươn ướt thế này? Rõ ràng là đang ở trong hình dạng thế thân hỏa diễm, trước khi lại chuyển lại thành nhục thân thì sẽ không có nước mắt mà. Ở bên kia, Thất Tu Tôn giả vừa phóng ra một con thuyền tiên. Tống thư hàng, Ngư Kiều Kiều, Lý Âm Trúc, sở sở đều đi lên con thuyền tiên nọ. Con sư tử bạch ngọc không lên thuyền mà lại quay đầu tiến vào trời sao minh mang, dường như nó phải tiếp tục để tìm một người ở xung quanh đây. Thất Tu Tôn giả lên tiếng, "Thư hàng tiểu hữu, bây giờ chúng ta đến động phủ của ta trước trên mặt trăng, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút." Tất cả đều nghe theo sắp xếp của tiền bối. Tống Thư Hàng đáp. Sau đó, trong lòng hắn dâng lên cảm giác mệt mỏi, từ khi lên vũ trụ, trước thì hắn bị tu sĩ của vô cực ma tông cướp đường, tiếp đó là gặp Thái Sơn phong ấn pháp, sau đó thì lại là linh hoàng tóc đỏ. Cuộc hành trình trong vũ trụ của Tống Thư Hàng cũng thay đổi bất ngờ. Hôm nay, hắn lại bình an sống sót. Đúng rồi đạo hiếu, đây là phần chiến lợi phẩm của ngươi. Thất tu tôn giả quay người, giao cho Tống Thư Hàng một bản công pháp. Khiên đao thuật, Đúng là thuật pháp Ngự Đao phi hành tuyệt thế của Linh Hoàng tóc đỏ kia. Tống thư hàng: "Không hài lòng sao?" Thất Tu Tôn Giả cười hỏi, tuy rằng tư thế của thuật pháp Ngự Đao phi hành này không đẹp, nhưng mà tốc độ của nó rất nhanh, ít tốn sức, theo tính toán của lão phu, đợi sau khi tiểu Hữu luyện lên cảnh giới tứ phẩm, học thành thuật pháp Ngự Đao phi hành này, nếu như bạo phát hết sức lực thì chạy trốn khỏi tay của tu sĩ ngũ phẩm cũng không phải là chuyện khó. "Ghê vậy sao?" Tống thư hàng hỏi theo bản năng. Vì thế, không thể trông mặt mà bắt hình rong, vậy thì, tiểu hữu có muốn khiên đao thuật này không? Muốn, muốn chứ, Tống Thư Hàng nhận lấy bí pháp ngự đao phi hành, tư thế xấu thì có là gì chứ? Cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Cùng lắm thì, lúc phi hành bình thường, hắn lại học một thuật pháp ngự đao phi hành côn ngầu nào đó, lúc chạy trốn thì lại dùng khiên đao thuật. Lúc này Tống Thư Hàng không phát hiện ra hắn đã không còn nhớ thương gì đến ngự kiếm phi hành ngầu lòi nữa có lẽ là vì tầm đạo thư sinh đạo hữu nên trong tiềm thức của hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với kiếm rồi chăng. Thuật pháp Hỏa Diễm Thế Thân Thuật là bí pháp ngũ phẩm, đó là một pháp môn bảo vệ tính mạng, hiệu quả rất tốt. Thư hàng tiểu hữu, đợi khi ngươi tu luyện đến ngũ phẩm thì có thể đến tìm ta, ta sẽ dạy ngươi luyện Hỏa Diễm Thế Thân Thuật này, thất tu tôn giả lại bổ sung thêm, nhưng mà, theo như quy tắc của nhóm Cửu Châu số 1 thì có bỏ ra mới có thu về. Đến lúc đó, bộ Hỏa Diễm Thế Thân Thuật này sẽ thu một mức phí nhất định. Chương 514 Tiên Trù. Thất tu tôn giả thuận miệng đáp, lấy người giá gốc thôi, một vạn linh thạch ngũ phẩm là được, nếu đổi thành linh thạch thất phẩm thì chỉ 100 viên mà thôi, có lời lắm rồi nhé. 100 viên linh thạch thất phẩm, nghe thì có vẻ như không nhiều lắm. Nhưng nếu như đổi thành linh thạch tứ phẩm thì chính là 100.000 viên đấy, nếu đổi thành linh thạch tam phẩm thì số lượng phải lên đến hàng triệu luôn. Lúc trước, Tống Thư Hàng nhìn thấy trong thư mục nhóm của nhóm Cửu Châu số 1, các vị tiền bối có công bố một số nhiệm vụ hàng ngày, thù lao đều là 7, 8 viên linh thạch nhị phẩm. Đương nhiên, trong những nhiệm vụ nhỏ hàng ngày này, linh thạch chỉ là thù lao phụ, thù lao chính thường là những thứ thực dụng hơn như công pháp hay đan dược. Nhưng nếu như dùng linh thạch nhị phẩm làm đơn vị tính toán thì 100 viên linh thạch thất phẩm tương đương với hơn 10 triệu linh thạch nhị phẩm rồi. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy nhiều linh thạch như thế lúc sinh thời hắn cũng không kiếm đủ, hơn nữa hắn còn nợ bạch tôn giả mấy viên linh thạch tứ phẩm nữa. Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều cười nói, ta cứ có cảm giác, bây giờ Tống Thư Hàng đang nghiêm túc nghĩ xem nên gom tiền thế nào. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười gượng Ngư Kiều Kiều, sao cứ phải bốc phốt nhau thế chứ? Trong khi nói chuyện, Lý Âm Trúc lại trốn sau lưng Tống Thư Hàng, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy góc áo của Tống Thư Hàng cô ấy xoa xoa mắt, dường như có chút mệt mỏi rồi. Vì chịu ảnh hưởng của hàn khí trong cơ thể nên cô ấy luôn ở trong trạng thái ngủ đông, có lúc 3 phần tư thời gian trong ngày cô ấy đều ngủ. Sau khi sở sở cô nương vào trong thuyền thì bèn tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghỉ ngơi. Thái Sơn phong ấn pháp lúc trước cũng gây cho cơ thể cô ấy rất nhiều gánh nặng. Lúc ở trong phong ấn, cô ấy vẫn luôn cố gắng chống lại áp lực của Thái Sơn phong ấn pháp, cơ thể đã rất mệt mỏi rồi. Sau đó, Linh hoàng tóc đỏ xuất hiện, dù cách một khoang không gian nhưng uy áp của tu sĩ ngũ phẩm cũng làm cho cô ấy cảm thấy hít thở không thông. Cuộc sống như thế này chính là cuộc sống thường ngày của Tống Thư Hàng tiên sinh sao? Mỗi ngày đều trải qua kích thích và áp lực như thế à? Nếu như so với những chuyện kích thích như chuyến du hành vũ trụ này và đối mặt với đối thủ là linh hoàng ngũ phẩm thì những cuộc mạo hiểm trước đây của sở sở đều không đáng để nhắc đến. Nói thật, từ lúc vào trong khoang không gian rồi bị Lưu Huỳnh Tiên Tử bắn vào trong vũ trụ, và cho tới tận bây giờ, sở sở vẫn có ảo giác như đang mộng du. Sở sở còn có cảm giác, nếu như cô đi theo bên cạnh Tống Thư Hàng, mỗi ngày đều sống cuộc sống đầy kích thích như thế thì không bao lâu nữa, cảnh giới của cô ấy sẽ tăng mạnh. Bởi vì áp lực rất lớn, nếu như không cố gắng nỗ lực thì lúc nào cũng có thể mất mạng. Thất tu tôn giả búng tay một cái, trên thuyền có con rối người hầu dâng linh mạch bích trà lên cho mấy người tống thư hàng để giảm bớt mệt mỏi. Tôn giả lại dò hỏi, đúng rồi thư hàng tiểu hữu ta nhớ người từng nói ở trong nhóm chat là gần đây muốn rèn luyện thể chất đúng không? Đúng thế, tiền bối. Do kinh thôn thuật và một vài việc ngoài ý muốn nên tinh thần lực và chân khí của ta đã vượt qua giới hạn mà cơ thể có thể chịu được. Nếu như còn không tăng cường thể chất thì có khi cơ thể sẽ bị nổ mất. Tống thư hàng buồn giàu nói trong lúc giao chiến với linh hoàng tóc đỏ, hắn cưỡng chế vận chuyển chân khí một lần, hiện giờ trong đan điền vẫn còn cảm giác căng trướng, thần kinh lực cũng thấy đau đớn. Cũng may là lúc bắt đầu, khi ở trong Thái Sơn phong ấn, thể chất của hắn đã được nâng cao không ít, bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu như ngươi muốn nâng cao thể chất, ở động phủ trên mặt trăng của ta có một nơi rất tốt có thể cho ngươi mượn để tu luyện. Thất tu tôn giả nói, đúng lúc còn cách lúc mở, lục tu tôn giả chi mộ, hai ngày trong hai ngày này, người hãy tận dụng thời gian rèn luyện thể chất đi. Tranh thủ nâng cao thể chất đến trình độ không làm người khác vướng tay vướng chân trước khi vào thám hiểm mộ cổ. Một nơi rất tốt để rèn luyện thể chất ư, nó như thế nào vậy? Tống Thư Hàng lập tức lên tinh thần, thể chất là vấn đề phiền não nhất của hắn hiện giờ, bất kể là biện pháp thế nào, chỉ cần có thể nâng cao được thể chất của hắn thì hắn đều đồng ý thử xem, cải tạo cơ thể gì gì nữa thì khỏi bàn. Thất tu tôn giả nói, cách đây không lâu, Hoàng Sơn Trân Quân và người khác cùng nghiên cứu ra một thứ gọi là máy điều tiết trọng lực, tóm lại chính là một chiếc máy dùng máy ly tâm để tạo ra môi trường có trọng lực gấp 3 đến 10 lần. Ta đã đặt mua một chiếc, bây giờ vẫn còn đang đặt trong phủ. Lát nữa ta đem nó ra, đặt trong một căn phòng ở tầng thứ 16 dưới lòng đất của động phủ. Ở đó, có một lượng lớn vật chất thần bí và năng lượng đặc biệt của mặt trăng, có thể tăng mạnh thể chất của tu sĩ. Ở đó người thử tu luyện trọng lực lớn hơn gấp 2 đến 3 lần thử xem chắc hẳn là sẽ có kết quả rất tốt. Huấn luyện trọng lực ư, nghe có vẻ rất lợi hại đây. Tống Thư Hàng lại thuận miệng hỏi, tôn giả đã thử hiệu quả của nó chưa? Thất tu tôn giả nhún vai, chẳng có tác dụng gì với ta cả, cho dù trọng lực gấp 10 lần, ta đứng ở trong đó chẳng có tí cảm giác nào cả. Nhưng mà, ta thấy trong TV, tiểu thuyết đều có phương pháp tu luyện trọng lực để nâng cao thể chất, cảm thấy cũng có lý đấy chứ. Tóm lại là cứ thử xem sao, nếu như có hiệu quả, thì có thể mời các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 qua chơi thử. Tống thư hàng, tốc độ của thuyền tiên không hề nhanh, tiến lên trước một cách ổn định vững chãi. Cho nên, lúc nó đáp xuống động phủ trên mặt trăng thì đã là dạng sáng ngày hôm sau, chủ nhật ngày 8 tháng 7. Chủ nhật, đạo hiệu của Tống thư hàng là Thiện Tâm Tu Sĩ. Cái đạo hiệu này nghe có vẻ là lạ, khi đọc lên có ý như tôi là người tốt vậy. Tống Thư Hàng quyết định vài ngày nữa xóa cái đạo hiệu này khỏi bảy đạo hiệu. Trong động phủ của thất tu tôn giả có đủ các loại kết giới, trận pháp, trọng lực, dưỡng khí thì cũng giống như trái đất. Sau khi vào trong động phủ, thì có thể bỏ cả trang phục du hành và khoang không gian sang một bên. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Âm Trúc đã dựa vào người Tống Thư Hàng ngủ say. Sau khi vào trong phạm vi mặt trăng, thì Ngư Kiều Kiều liền tiến vào trong hình thức đả tỏa tu luyện. Có thể cô phải nhân cơ hội để bé quan một thời gian mới được. Ánh sáng của mặt trăng và năng lượng thần bí mà mặt trăng phát ra có hiệu quả rất lớn với yêu tu, nếu như Ngư Kiều Kiều tu luyện ở nơi này thì giống như được nhân đôi kinh nghiệm vậy. Vì điều tiết thời gian, thất tu tôn giả sắp xếp cho bọn tống thư hàng mỗi người một phòng riêng, để cho bọn họ nghỉ ngơi một buổi tối trước đã. 8 giờ sáng, vì ngày hôm qua quá mệt mỏi nên tống thư hàng ngủ nhiều hơn một chút. Sau đó hắn bị cơn đau kịch liệt ở bụng làm tỉnh giấc, cảm giác đau đớn ở trong bụng khiến dạ dày tống thư hàng có cảm giác như sông cuộn biển gầm. Là ai mà mới sáng sớm đã tấn công bụng của ta thế này? Tống thư hàng mở choàng hai mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy một củ hành non bị ngắt mất búp hành đang tung tăng nhảy nhót bình bịch. Ta cảm nhận được rồi, nơi đây tràn đầy năng lượng khiến ta cảm thấy thoải mái, năng lượng tràn đầy phát ra không ngừng. Nếu ở lại đây thì ta có thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất của mình rồi, khi đó ta lại có thể biến trở lại thành hình người lần nữa. Gốc hành có tay chân kia hưng phấn kêu lên. Sau đó cô ấy cứ nhảy cứ nhảy, không cẩn thận nhảy chúng vào bụng tống thư hàng. Lại thêm một cơn đau nhức nữa, có trời mới biết khi thông nương này nhảy nhót thì sẽ tạo ra lực va chạm đáng sợ cỡ nào. Thông nương, người không thể đổi cách nào dịu dàng hơn để gọi ta thức dậy sao? Tống thư hàng cười khổ nói, vươn tay ra tóm lấy ngộ đạo thạch. Thả ta ra, thả ta ra để ta đi hấp thụ năng lượng của chỗ này, không lâu nữa là ta có thể hồi phục hình người rồi. Thông nương kêu to, đừng có ồn ào nữa. Tống thư hàng nhét thông nương vào trong túi, nếu ngươi còn ồn ào nữa thì ta sẽ cắt búp hành mới mọc của ngươi đấy. Thông nương lập tức yên tĩnh lại. Sau khi ra khỏi phòng là vị trí nhà ăn của thất tu tôn giả. Lúc này tôn giả đang cầm một tờ báo xem say xưa. Sau khi nhìn thấy tống thư hàng, Thất tu tôn giả cười nói, "Chào buổi sáng, thư hàng tiểu hữu, tối qua ngươi ngủ có ngon không?" "Cảm ơn tôn giả, ta ngủ một giấc tới tận sáng luôn." Tống thư hàng hỏi, "Những người khác vẫn còn đang ngủ sao?" "Ừ, ngoại trừ Kiều Kiều tiểu hữu vẫn đang đả tọa tu luyện ra thì hai vị cô nương khác vẫn còn đang ngủ." Thất tu tôn giả nói, "Bữa sáng ngươi muốn ăn gì?" "Cái gì cũng được, ta cảm giác bây giờ ta có thể ăn hết cả con bò ấy chứ." Tống thư hàng xoa xoa bụng, nhờ phúc của kình thôn thuật, bây giờ hắn cảm thấy đói chết mất, đói đến mức dạ dày cồn cao rồi. Như vậy, chỉ bằng nếm thử tài nghệ của tiên chủ nhà ta xem sao. Nói không chừng, trong quá trình thưởng thức bữa sáng, tiểu hữu có thể lấy được thu hoạch bất ngờ cũng nên. Thất tu tôn giả đứng lên, mở từng hộp thức ăn được đậy kín trên bàn ăn ra, lộ ra đủ các món ngon khiến người ta phải thèm nhỏ rãi. Tiên chủ Tống thư Hàng lập tức nghĩ đến Thực Tiên Yến và Biệt Tuyết Tiên Cơ, là người giống như Biệt Tuyết Tiên Cơ sao? Thất tu tôn giả, đúng thế. Đương nhiên, tay nghề của tiên chủ nhà ta kém Biệt Tuyết Tiên Cơ nhiều lắm, nhưng mà hương vị cũng rất ngon. Vậy ta không khách khí nữa. Tống thư Hàng vẫn thường nghe các vị tiền bối trong nhóm miêu tả Thực Tiên Yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ ngon như thế nào, sung sướng ra sao. Hương vị món ăn do tiên chủ nhà thất tu tôn giả làm ra có hương vị thế nào nhỉ? Hắn giờ đũa lên, vươn về phía một đĩa có vẻ như là bít tết. Hiện giờ hắn rất đói, những món ăn có miếng lớn như thế này nhìn qua có vẻ ăn no hơn. Miếng bít tết lớn, hương vị không ngấy, có cảm giác vào miệng là tan. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không mà khi nuốt xong miếng bít tết này, Tống thư hàng lại cảm thấy thể chất của bản thân được nâng cao một chút. Thất tu tôn giả cười ha ha nói, cảm nhận được hiệu quả chưa? Thể chất được tăng cường rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi, rõ ràng chỉ trong thời gian ăn một miếng bít tết mà lại có thể nâng cao được thể chất. Tuy rằng chỉ tăng lên được có một chút mà thôi, chắc là bằng một lần hắn tu luyện kim cương căn bản quyền pháp. Đây chính là sức mạnh của tiên trù, tuy rằng hiệu quả không mạnh bằng đan dược, dược tề nhưng hơn ở chỗ ngon miệng, lại còn không có tác dụng phụ. Nguyện liệu làm ra cũng dễ tìm hơn đan dược. Thất tu tôn giả nói, có điều trình độ của tiên trù nhà ta không cao, chỉ có thể tăng thêm cho ngươi một chút thể chất như thế thôi ta đã thỏa mãn lắm rồi. Tống Thư Hàng cảm thán, hắn bắt đầu mong chờ thực tiên yến của biệt tuyết tiên cơ rồi. Không biết là thực tiên yến sẽ đem lại cho hắn bao nhiêu thay đổi đây. Đợi sau khi Tống Thư Hàng ăn sáng xong, thất tu tôn giả lại đặt tờ báo xuống, hoạt động cơ thể một chút. Hắn nói, Thư Hàng tiểu hữu nếu như ngươi ăn xong rồi thì chúng ta đi luyện tập được không? Chúng ta ư, ta và thất tu tiền bối sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng thế, hai người chúng ta cùng luyện không thành vấn đề, tiền bối. Tống Thư Hàng bật dậy, thất tu tiền bối muốn dạy hắn tu luyện đúng không? chương 515, 100 người khổng lồ. Thất tu tôn giả đưa Tống Thư Hàng đến tầng thứ 16 dưới lòng đất của động phủ. Đây là một không gian trắng muốt, vô cùng trống trải, không có bất cứ vật lẫn lộn nào. Tầng 16 này chính là nơi tập trung, vật chất, năng lượng thần bí của mặt trăng trong động phủ. Thất tu tôn giả hỏi, Thư Hàng tiểu hữu Bây giờ ngươi không thể nào dùng được chân khí, vậy chúng ta đối luyện không dùng chân khí nhé. Ngươi thích địa điểm chiến đấu như thế nào? Rừng rậm, thành cổ, bình nguyên hay là biển cả? Địa điểm chiến đấu mà cũng có thể thay đổi theo ý thích được sao? Tống thư hàng suy nghĩ rồi đáp, vậy chọn thành cổ đi. Được thôi, thành cổ. Thất tu tôn giả giơ hai tay ra, thúc động linh lực trong cơ thể. Ngay lập tức, không gian trắng muốt bắt đầu thay đổi không gian mở rộng vô hạn. Vách tường bao bọc cao gần 10 mét phá đất mọc lên, tháp tên, gác chuông, nhà dân, tường thành, trung tâm thành trấn, đủ các loại kiến trúc cổ kính từ dưới đất mọc lên. Trong nháy mắt, không gian của tầng thứ 16 dưới lòng đất này đã biến thành một tòa thành cổ phòng vệ nghiêm ngặt. Tống thư hàng thốt lên, thực tại ảo. Cũng chỉ có thực tại ảo của tôn giả mới có thể làm ra khung cảnh cách không tạo vật như thế này. Thực tại ảo, là một không gian ảo được Thất Tu Tôn giả mở ra ở thế giới thật. Tất cả mọi vật trong không gian ảo ảnh không hề có tí khác biệt nào với vật thật. Thậm chí nếu bị thương khi ở trong ảo ảnh thì đến khi ra khỏi, thực tại ảo cũng sẽ mang theo vết thương đó. Nó cũng giống như thế giới sa mạc của Bạch Tôn giả vậy. Thất Tu Tôn giả cười mỉm, xem ra, thư hàng tiểu Hữu đã từng vào thực tại ảo của Bạch đạo Hữu rồi đúng không? Nhưng mà, bây giờ chúng ta vẫn đang ở thế giới thực đấy còn đang ở trong thế giới thật, chẳng lẽ là ảo ảnh chân thực, ư? Ừ. Tống Thư Hàng kinh ngạc hỏi. Ảo ảnh chân thực có năng lực tương phản với thực tại ảo. Sau khi ảo ảnh chân thực được mở ra thì có thể chuyển hóa một số sự việc đã thực sự xảy ra thành ký ức ảo. Loại năng lực này, Bạch Tôn Giả chỉ lĩnh ngộ được một phần ngoài của nó, đồng thời hắn còn để Tống Thư Hàng phải thể nghiệm một đoạn ký ức cực kỳ bi thảm. Hôm đó, Tống Thư Hàng bị biến thành cá vàng rồi lại bị đậu đậu nuốt vào bụng răng chó sắc bén, còn có dịch chua trong dạ dày chó nữa. Chỉ cần nghĩ tới điều này, Tống Thư Hàng đã thấy dùng mình. Đến cả ảo ảnh chân thực mà Tiểu Hữu cũng biết há. Thất tu tôn giả nhìn Tống Thư Hàng một cái với vẻ kinh ngạc xen lẫn tò mò, sau đó giải thích, nhưng mà, loại năng lực này của ta không phải là ảo ảnh chân thực luôn. Đây là loại năng lực mà chỉ sau khi đạt được cảnh giới huyền thánh bát phẩm, nhân tiền hiển thánh thì mới có thể nắm vững được. Ta đây vẫn còn thiếu một chút nữa năng lực này của ta phải kết hợp với phù văn, trận pháp, kết giới của động phủ, sau đó thông qua đạo thuật, tượng hình, một số sự vật trong, thực tại ảo của ta để chúng xuất hiện trong thế giới thực. Nói cách khác, đây là một loại pháp thuật, miêu tả sự vật, tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều do năng lượng tinh khiết tạo thành, ngươi thử giơ tay ra sờ là biết. Tống thư hàng sờ tường thành với vẻ vô cùng hiếu kỳ, quả nhiên, hắn cảm thấy bản thân mình đã sờ vào một loại năng lượng tinh khiết có thể sờ được nhưng lại khác với tường thành thực sự quả là một đạo thuật thần kỳ sau khi thành cổ hiện ra tống thư hàng hỏi thất tu tiền bối chúng ta luyện tập như thế nào đây hắn chỉ là một tu sĩ nhị phẩm hiện chân khí và tinh thần lực trong người hắn đều không điều động được nếu như thất tu tiền bối muốn luyện cùng hắn thì chỉ e rằng phải hạn chế thực lực ở mức nhị phẩm thất tu tôn giả nói trước khi đối luyện ta tìm hiểu lực chiến đấu cụ thể của ngươi trước đã nào người hãy dùng toàn lực để tấn công ta đi. của là phong phạm của cao nhân. tống thư hàng nghe thế bèn bắt đầu tấn công thất tu tôn giả không chút do so dự. hiện giờ hắn không thể sử dụng chân khí và tinh thần lực, công pháp mà hắn có thể thi triển lúc này chỉ có kim cương bản bản quyền pháp, các chiêu đao pháp đơn thuần của nghịch lân đao pháp và thân pháp quân tử vạn lý hành. nếu như kết hợp thêm thiên phú khẩu khiếu thì có thể miễn cưỡng sử dụng. Sư tử hống, nhưng chắc chắn là sư tử hống không có tác dụng gì với thất tu tôn giả. Tống thư Hàng sử dụng thân pháp quân tử vạn lý hành, nhanh chóng đến gần thất tu tôn giả, thi triển kim cương cơ sở đao pháp, đánh úp thất tu tôn giả từ các góc độ xảo quyệt. Tôn giả không hề đánh trả mà chỉ đứng yên tại chỗ cũ. Gặp chiêu phá chiêu, hai tay của hắn phất lên, nhẹ nhàng cản hết tất cả các quyền của Tống thư Hàng. Mà chân của hắn thì không hề xê dịch đi một phân nào cả. Khá lắm. Quyền pháp này ngươi đã tu luyện tới đại thành. Lúc thi triển thì linh hoạt, biến hóa đa dạng, không câu nệ những chiêu thức cứng nhắc. Phối hợp thân pháp và quyền pháp rất chính xác." Thất Tu Tôn giả nói với vẻ hài lòng. 5 giây sau, Tống thư hàng đã thi triển toàn bộ kim cương bản bản quyền pháp một lần. Sau đó, hắn ngừng tấn công tiền bối, ta còn có vài loại công pháp nữa, nhưng cần có chân khí chống đỡ. Trạng thái hiện tại của ta không thể thi triển được. Thật là đáng tiếc. Không dễ dàng gì thất tu tiền bối mới tâm huyết dâng trào luyện tập cùng hắn mà hắn lại chỉ có thể dùng kim cương cơ sở quyền pháp. Đây chẳng khác nào khó khăn lắm mới tập hợp đủ ngọc rồng, có thể ước một điều ước nhưng cuối cùng bản thân lại chỉ có thể ước là ta rất đói, xin cho ta một bữa cơm. Tống thư hàng biết trên phương diện võ kỹ và đạo thuật hắn có khá nhiều khiếm khuyết, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù gì thì hắn mới tu luyện trong thời gian ngắn. Thất tu tôn giả gật đầu thông qua đòn tấn công lúc nãy của Tống Thư Hàng, hắn có thể đoán ra đại khái lực chiến đấu của Tống Thư Hàng hiện giờ. Vậy thì, tiến vào giai đoạn huấn luyện thứ hai thôi. Trước tiên, Thất Tu Tôn giả hỏi, Thư Hàng, người có kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú lớn hoặc thiên ma không? Ừm, đã từng gặp qua huyết ma một lần, còn có một con yêu quái mực to lớn kỳ quái nữa. Nhưng mà, chưa từng giao đấu chính diện, Tống Thư Hàng đáp. Như vậy thì, Ta sẽ bổ sung cho ngươi kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh vật to lớn, cách tấn công của ngươi có một vài khuyết điểm, có thời gian có thể xem lại thư mục của nhóm Cửu Châu số 1, chắc hẳn là có đạo hữu treo nhiệm vụ có giải thưởng là công pháp, phó kỹ, gì đó, rảnh thì đi hoàn thành những nhiệm vụ này, tu luyện thêm mấy cách công kích nữa, có nhiều kỹ năng thì không thiệt thòi đi đâu được." Thất Tu Tôn giả nói. "Ta cũng đang có ý định như vậy." Tống thư hàng đáp. "Vậy thì tốt, tiếp theo, chúng ta đổi một kiểu huấn luyện khác thôi." Trước tiên ta sẽ tạo một vài đối thủ luyện tập phù hợp cho ngươi." Thất Tu Tôn giả nói xong thì giơ hai tay lên, thiết lập cao năm tới 10 mét. "Thiết lập, thực lực là cảnh giới nhị phẩm. Thiết lập, võ kỹ là điện quang quyền. Thiết lập, số lượng 100. Thiết lập, nhược điểm trí mạng được đánh dấu ngẫu nhiên, người khổng lồ thất tu." Thất Tu Tôn giả dứt lời thì ở ngoài thành cổ có tổng cộng 100 người khổng lồ chui từ dưới đất lên. Những người khổng lồ này có gương mặt giống hệt như thất tu tôn giả toàn thân toàn là cơ bắp, cao khoảng 5 tới 10 mét. Những người này đều được tạo thành từ năng lượng tinh khiết giống như kiến trúc của tòa thành cổ này vậy. Lúc này, bọn họ đang tạo dáng pâu ở ngoài thành với tư thế như người thắng cuộc lên đài vậy. Tống Thư Hàng nghìn chằm chằm vào những người khổng lồ chui lên từ đất tiền bối, chắc không phải là ngươi muốn ta chiến đấu với 100 người khổng lồ này đó chứ. Cho dù tất cả những người khổng lồ này đều chỉ có thực lực nhị phẩm nhưng bọn chúng đều to bổ chẳng ra, lại còn có tới 100 người nữa chứ, phải đánh thế nào chứ? Tống Thư Hàng cảm thấy mình sẽ bị nghiền nát mất thôi. Thất tu tôn giả cười mỉm, Thư Hàng tiểu hiểu, hãy tin tưởng vào thực lực của bản thân, ta đã dựa vào lực chiến đấu của ngươi mà tính toán ra đối thủ thích hợp với ngươi đấy. Chỉ cần ngươi phát huy được 100% sức chiến đấu thì 100 người khổng lồ này không có gì đáng sợ cả. Tiền bối, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn đấy, Thư Hàng tiểu hiểu, ngươi có hai sự lựa chọn. Một là cầm chân 100 người khổng lồ thất tu này trong vòng một tiếng đồng hồ, bảo vệ trung tâm thành cổ. Hai là xử lý hết đám người khổng lồ này. Nếu như thành công, ta sẽ truyền cho người pháp môn, truyền âm nhập mật, độc môn của ta, chính là loại truyền âm nhập mật cho một nhóm người đó. Tống Thư Hàng nhanh mồm hỏi lại, vậy nếu như thất bại thì sao? Nếu như thất bại, cái này ta vẫn chưa nghĩ xong. Thất tu tôn giả ngẫm nghĩ, nói, nếu như thất bại, cũng không sao cả, vì dù sao cũng là để cho ngươi luyện tập thôi. thế nên nếu như thất bại, thành cổ này sẽ trở lại như ban đầu. đến lúc đó sẽ không ngừng có người khổng lồ được chế tạo ra. cứ thế huấn luyện cho đến khi người thành công thì thôi. tống thư hàng, cái hình thức thi lại ở đây là cứ thi cho đến khi đỗ thì thôi sao? mặt khác, xét thấy trạng thái của tiểu hữu hiện giờ không thể sử dụng chân khí nên những người khổng lồ này cũng chỉ được dùng sức lực mà thôi thất tu tôn giả búng ngón tay, tách, một cái, vậy thì, bắt đầu thôi. Bên ngoài tường thành, một trăm người khổng lồ thất tu đang không ngừng kêu gào phẫn nộ, xông thẳng vào trong tường thành. Tường thành cao 10 mét căn bản không thể nào cản được đám người khổng lồ này, một khi bọn chúng đến gần được tường thành thì chỉ cần trở mình một cái là nhảy vào trong được. Thất tu tiền bối, cách thiên vị của ngươi không đúng rồi. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, thư hàng tiểu hữu nhìn thấy những dấu hiệu hình nắm đấm trên người những tên khổng lồ kia không? Tìm thấy những dấu hiệu đó, dùng hết sức lực hiện tại của ngươi đánh một quyền lên đó, đó là nhược điểm chí mạng của người khổng lồ. Giọng nói của thất tu tôn giả truyền đến. Khóe miệng tống thư hàng co giật, hắn hít thở sâu, chân dùng thân pháp quân tử vạn lý hành, phi về phía tường thành, trước tiên thử di chuyển chiến trường đến tường thành hoặc bên ngoài tường thành đã. Vào lúc Tống Thư Hàng nhảy lên tường thành, một người khổng lồ cao 10 mét đã xông đến tường thành, hai tay của nó tóm lấy tường thành, để lộ ra nửa cái đầu. Mà ở trong não của tên người khổng lồ kia lại có một ấn ký. Tới đúng lúc lắm, Tống Thư Hàng nhảy lên cao, bảo đao bá toái hiện lên trong tay, hắn chém thẳng một đao vào đầu của người khổng lồ. Đúng rồi, quên mất nhắc nhở cuối cùng, Thư Hàng tiểu hiểu, ta tăng trọng lực gấp đôi đấy. Giọng nói của thất tu tôn giả tiếp tục truyền đến. Tiền bối, người đừng hại ta mà trong lòng Tống Thư Hàng thầm kêu tiêu đời rồi. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, hắn liền cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề, cơ thể một nửa ở trên không trung của hắn bởi vì trọng lực bất ngờ tăng lên mà mất đi thăng bằng. Người khổng lồ cao 10 mét kia nhân cơ hội tát một cái về phía Tống Thư Hàng giống như là đánh mũi vậy, bọn chúng là vật thể năng lượng nên không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Thất tu tôn giả đứng trong không trung, hai tay chắp lại phía sau lưng, quan sát cuộc chiến giữ Tống Thư Hàng và người khổng lồ. Sư tử Bạch Ngọc tứ tu đã trở về rồi, hiện nó đang đứng song song bên cạnh hắn, Thất tu, ta không nhìn ra, trên người Tống thư hàng tiểu hữu có chỗ nào đặc biệt chứ? Hắn không có thể chất tu chân đặc biệt, lại còn bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để trúc cơ của tu sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng chỉ thường thường, chẳng có chỗ nào khiến cho người ta nhìn một cái là hai mắt phải sáng lên cả. Chương 516 tinh, chúc mừng ngài đã nhận được bộ đồ điện gia dụng hỏng. Là do vận khí sao? Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu hỏi một cách vô thức, không có thiên phú đặc biệt nào của tu sĩ, lại bỏ lỡ mất độ tuổi hoàng kim để tu luyện. Bắt đầu với cấp bậc khó khăn cỡ này mà vẫn có thể thăng cấp nhanh như thế, nhất định phải vận khí cường đại mới được. Lại thêm việc trong nhóm Cửu Châu số 1 đã có một bạch tôn giả mang số mệnh nghịch thiên rồi, cho nên Tứ Tu lập tức nghĩ ngay theo hướng kia. Có lẽ vậy, thất tu tôn giả cười ha ha nói. Dạo gần đây, hắn online khá ít. Nhưng dù như vậy thì cũng có thể nhìn ra được từ trong nhật ký nói chuyện của nhóm Cửu Châu số 1, trong một khoảng thời gian ngắn, Tống Thư Hàng đã hòa nhập vào trong nhóm Cửu Châu số 1, có được sự thừa nhận của phần lớn các đạo hữu, chỉ riêng chuyện này thì không đơn thuần chỉ là may mắn được. Có trả giá thì mới được báo đáp, Tống Thư Hàng có được sự thừa nhận của các đạo hữu thì đương nhiên cũng phải nỗ lực trả giá cho tương xứng. Hơn nữa, ngay đến cả Bạch đạo hữu cũng chiếu cố cho vị tiểu hữu này rất nhiều. Thất tu tôn giả nói thêm, vận khí trên người Bạch tôn giả đã đạt đến tình trạng vô cùng quỷ dị, mà hắn lại bất giác chiếu cố đến Tống thư hàng nhiều như thế, việc này rất thú vị. Ở một bên khác, sau khi Tống thư hàng bị đám người khổng lồ quạt bay đi mấy lần, cuối cùng hắn cũng dần dần thích ứng được với trọng lực gấp ba này, cũng từ từ nắm vững được kỹ xảo chiến đấu với người khổng lồ. Đám người khổng lồ mà Thất tu tôn giả hiện hóa ra có cơ thể cực kỳ to lớn, lực lượng uy mãnh tuy nhiên so ra thì có vẻ hơi ngốc nghếch. Sau khi Tống Thư Hàng thích ứng được với trọng lực này, cố gắng phát huy ưu thế của quân tử Vạn Lý Hành, cuối cùng mượn sự sắc bén của bảo đao bá toái, giải quyết được một người khổng lồ cao 5 mét. Xong đứa thứ nhất, Tống Thư Hàng lầm bẩm Trong lúc chiến đấu, thể chất của hắn không ngừng tăng lên. Dù sao thì tu luyện rèn luyện cơ thể hàng ngày, sao có thể so với việc đề thăng thể chất lúc chiến đấu được kia chứ? lại thêm việc chỗ này tràn đầy vật chất và năng lượng thần bí, quả thực là nơi thích hợp nhất cho việc rèn luyện tăng cường thể chất. Ngoài ra, Tống thư hàng cũng phát hiện ra lúc đám cự nhân do thất tu tôn giả lưu lại tấn công thì thỉnh thoảng sẽ thi triển điện quang quyền. Đây là một loại quyền pháp nhị phẩm, nghe tên đã có cảm giác nó là công pháp tu chân cùng cấp bậc với Hỏa Diễm Đao. Mấy người khổng lồ không cách nào sử dụng lực lượng chân khí. Lúc quyền pháp đánh ra chỉ có cái vỏ chứ không có mang theo lôi điện. Vì vậy lại mang đến cơ hội cho Tống thư Hàng học tập chiêu thức của Điện Quang Quyền. Đương nhiên, học được chiêu thức suông thì cũng chẳng ích gì, còn cần có khẩu quyết của quyền pháp phối hợp cùng thì mới được. Vậy thì, liệu có phải khẩu quyết quyền pháp của Điện Quang Quyền cũng bị thất tu tôn giả cất giấu ở một nơi nào đó không? Tống thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Thất tu tôn giả cười ha ha nói, xem ra, Tống thư Hàng tiểu hữu đã phát hiện ra bố trí của ta rồi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía tứ tu, đã tìm thấy người kia chưa? Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu vẫn luôn tìm kiếm một người ở các khu lân cận. Đó là một vị kỳ môn tu sĩ của giới tu chân. Trước khi chưa tìm ra hắn thì không được nhắc đến tên của hắn. Nếu không, trong phạm vi cảm ứng của người đó, một khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì chỉ trong chớp mắt hắn sẽ viễn độn ra xa ngàn vạn dặm, biến mất tâm mất tích. Tứ Tu liếc mắt, nói làm gì có chuyện tìm ra được người kia dễ dàng như thế nếu như hắn không muốn thì dường như không ai có thể tìm thấy hắn bất quá vẫn có một vài manh mối không phải là gần đây có rất nhiều tu sĩ tứ phẩm ngũ phẩm đang truy đuổi một pháp bảo tên là vệ hồn yêu hồ hay sao thất tu tôn giả gật gật đầu nói có liên quan đến cái hồ lô này sao trên hồ lô này có vương một tia khí thức của người đó hay nói cách khác rất có khả năng cái vệ hồn yêu hồ kia đã từng tiếp xúc với người kia ở khoảng cách rất gần tứ tu liếm láp móng vuốt nói vệ hồn yêu hồ kia có lai lịch thế nào thất tu tôn giả hỏi vấn đề này thì nói không chừng ngươi phải hỏi vị tống thư hàng tiểu hữu này thử xem sao hôm qua cái tên linh hoàng tóc đỏ kia tìm đến tống thư hàng tiểu hữu cũng là vì manh mối của vệ hồn yêu hồ đấy bạch ngọc sư tử duỗi móng chỉ về phía tống thư hàng thất tu tôn giả chắp tay sau lưng, cười phá lên, cho nên, chuyện tìm, người kia cũng có liên quan với tống thư hàng tiểu hữu đây sao? Quả nhiên trên người tống thư hàng tiểu hữu có điểm gì đó rất thú vị. Trong lúc thất tu tôn giả và bạch ngọc sư tử tứ tu đang nói chuyện với nhau, thì tình hình chiến trận bên dưới lại xảy ra biến hóa. Tống thư hàng tiểu hữu nằm chèm bẹp rồi. Hắn tính sai một bước nên kết quả đã bị đám người khổng lồ bao vây lại sau đó là rất nhiều nắm đấm rơi xuống như mưa, trực tiếp đánh Tống Thư Hàng bị lọt xuống lòng đất luôn. Trong lúc nguy cấp, trên người Tống Thư Hàng hiện ra một tầng hộ thuẫn màu vàng, đỡ lấy những đòn công kích còn lại. Hộ thuẫn màu vàng này là hộ thuẫn mà thất tu tôn giả đã để lại trên người Tống Thư Hàng. Khi hộ thuẫn này xuất hiện thì cũng có nghĩa là Tống Thư Hàng đã chết một lần rồi. Trên mặt Tống Thư Hàng lộ ra vẻ buồn bực. Sau 10 phút nghỉ ngơi, Tống thư hàng tiến vào hình thức thi lại, chỗ thành cổ bị phá đổ đã liền lại như cũ, mà người khổng lồ bị Tống thư hàng giết chết cũng được bổ sung lại. Một trăm người khổng lồ được sắp xếp lại ở bên ngoài thành cổ bắt đầu thi lại. Nếu không đủ điểm sẽ phải bước vào hình thức thi lại tuần hoàn sau khi chết. Ở một bên khác, trong không gian của mặt trăng bên cạnh, lúc Tống thư hàng đang bù đầu dây dưa với trăm tên người khổng lồ thì ở trong không gian gần đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, đám tu sĩ vốn đang đuổi theo phệ hồn yêu hồ, đột nhiên phát hiện ra kiếm quang thần kỳ kia vậy mà không chỉ có một đạo. Trong lúc bọn họ đang đuổi theo không biết mệt mỏi, thì đột nhiên kiếm quang trở theo phệ hồn yêu hồ ở phía trước lại biến thành hai thanh. Có rất nhiều tu sĩ ngu người đưa mặt ra, không biết nên đuổi theo đạo kiếm quang nào mới đúng. Không chỉ có vậy, nghe các tu sĩ gần đây thường kháo nhau rằng trông thấy kiếm quang cường đại bay qua bay lại khắp nơi trong không gian mà ngay buổi sáng hôm nay rốt cuộc có một đội tu sĩ liên thủ may mắn hạ được một đạo kiếm quang sau khi mấy vị tu sĩ này liên thủ phong ấn kiếm khí trên kiếm quang xong lúc bọn họ mừng rỡ như điên muốn gỡ bảo vật trên kiếm quang xuống để chia nhau thì lại chừng mắt to tới mức muốn lọt chồng mẹ nó đây là cái gì thứ nằm trên kiếm quang căn bản không phải là pháp bảo cũng không phải là phệ hồn yêu hồ mà là một cái tivi màn hình lớn bên trên nó còn có dòng chữ Made in China rất bắt mắt. Cả đám người bọn họ cố sống cố chết, thậm chí còn bỏ ra phù bảo phong ấn loại cực kỳ chân quý, cuối cùng chỉ lấy được một cái tivi màn hình lớn thôi sao. Hơn nữa, cái tivi màu này còn bị hỏng nữa chứ. Một vị tu sĩ tứ phẩm trong nhóm liên thủ nọ lập tức lệ rơi đầy mặt, để bắt được đạo kiếm quang này, hắn thực sự đã tiêu hao mất phù bảo phong ấn có giá trị tương đương với 16 viên linh thạch ngũ phẩm bây giờ thì mất sạch cả trì lẫn chài mất rồi trông thấy cái tivi tàn tạ này trong ít hầu đội tu sĩ hợp tác liên thủ này như nghẹn một búng máu không phun ra thì không chịu nổi cuối cùng bọn họ lại đặt ánh mắt kỳ vọng vào đạo kiếm quang có uy lực rất lớn nọ biết đâu nó sẽ là một thanh phi kiếm rất cường đại thì sao nói không chừng bán thanh phi kiếm rồi thì có thể bù lại một chút cho tổn thất của bọn họ nhưng ngay sau đó cục máu nghẹn trong cổ họng của đám tu sĩ liên thủ kia cuối cùng cũng được phun ra khí thế như nước tràn bờ ao. Bản thể của đạo kiếm quang này, cư nhiên lại là một thanh kiếm gỗ, lại còn là cái loại vì tay đéo thành nữa chứ. Chơi đều bố mày thế này à? Giống như hiệu ứng quân bài Domino, sau khi đạo kiếm quang thứ nhất bị chặn lại, thì lại có liên tiếp hai ba thanh nữa bị đám tu sĩ khác liên thủ chặn lại được. Sau đó, đám tu sĩ liên thủ kỳ vọng mở kiếm quang ra, lúc nhìn vào bảo vật được che phủ ở trong kiếm quang. Tinh, chúc mừng ngài đã nhận được lò vi sóng hỏng. Phụt, đội ngũ tu sĩ liên thủ thứ hai thổ huyết. Tinh, chúc mừng ngài đã nhận được tủ lạnh sau khi bị nổ. Tủ lạnh sau khi bị nổ tặng thêm hai bộ phun sướng. Phụt, nhóm tu sĩ liên thủ thứ ba phụt máu. Tinh, chúc mừng ngài đã nhận được tivi bị hỏng, điều hòa bị nổ, các mảnh vỡ của tủ lạnh, bộ lò vi sóng hỏng. Phụt, nhóm tu sĩ liên thủ thứ tư hộc máu. Có lẽ hôm nay mọi người dân trên trái đất sẽ được trông thấy một cảnh tượng trăng máu vô cùng hiếm có. Thời gian trôi qua, 3 giờ chiều, trong một chỗ tu sĩ tụ tập ở mặt trăng, một nhóm tu sĩ khá đông tập hợp ở đó với ánh mắt đờ đẫn. Trên gương mặt của bọn họ đều mang theo vẻ, chẳng lưu luyến gì cuộc sống nữa. Lại có người quay lại rồi, Nhìn biểu cảm của bọn họ cũng là đạo hữu đã thành công bắt được kiếm quang đây. Cũng không biết thứ mà bọn họ lấy được là gì nhỉ? Ta nghe nói nhóm tu sĩ quay về lần trước lấy được một cái tivi với một cái tủ lạnh. Bây giờ có vị tu sĩ trẻ còn chưa chịu thông suốt, ôm lấy cái tivi kia về nhà phá ra nghiên cứu, còn nói với vẻ chắc nịch rằng nhất định trong chiếc tivi kia cất giấu báu vật nữa. Không chỉ vị tu sĩ trẻ kia thôi đâu, ta nghe nói có rất nhiều đạo hữu đều như thế ai cũng mang mấy cái như là điều hòa này tủ lạnh này lò vi sóng này về nhà đấy mất hết cả vốn gốc như thế đổi lại là ta chắc cũng sẽ phát điên mất thôi ta đoán chừng bây giờ bọn họ chỉ muốn địch cả thế giới thôi trong lúc đang nói chuyện thì lại có một nhóm tu sĩ đến cũng ánh mắt đờ đẫn như thế cũng không lưu luyến cuộc sống như thế trong nhóm chỉ có một tu sĩ tóc dài có vẻ mặt tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi sau khi vị tu sĩ tóc dài này tiến vào nơi tập hợp thì chắp tay quay sang hỏi dò mọi người đạo hiếu có ai biết nơi nào trên mặt trăng có mấy cô nàng khuyển yêu xuất hiện không hả lẽ nào tiểu huynh đệ có thu hoạch gì sao tu sĩ ở chỗ tập hợp lập tức hỏi với vẻ tò mò lẽ nào đã lấy được bảo vật gì mà chỉ có khuyển yêu mới có thể dùng hay sao ha 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 tu sĩ trẻ tuổi cười tiêu sái giơ ngón cái lên hôm nay ta nhất định phải đi đầy cầu một lần mới được chấm chấm. Hôm sau, thứ hai ngày 9 tháng 7, đạo hiệu hôm nay Kim Cương quân tử đao. Hôm qua, ở dưới tầng hầm có trọng lực gấp ba kia, Tống Thư Hàng bị 100 tên khổng lồ dày xéo cả một ngày, hành hạ mãi đến dạng sáng. Cuối cùng, Sở Sở và Lý Âm Trúc cũng được nô bộc của thất tu tôn giả dẫn đến, đứng vây xem cảnh tượng Tống Thư Hàng quần nhau với 100 người khổng lồ. Sáng ngày hôm nay, lúc Tống Thư Hàng ngủ dậy thì cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều dã rời con đường tu chân, kết hợp giữa vất vả và nhàn hạ. Vì thế, thất tu tôn giả khuyên tống thư hàng ra ngoài đi dạo một vòng, hiếm khi đến được mặt trăng, đúng lúc bên cạnh động phủ của tôn giả là chỗ tụ tập của tu sĩ, bên trong có một cái chợ nhỏ. Vì thế, tống thư hàng dẫn lý âm trúc, sở sở, ngư kiều kiều lên thuyền tiên của thất tu tôn giả đi về phía các tu sĩ tụ tập để mua sắm, xem xem trong chợ có những thứ gì. Đương nhiên, xem xem là đủ rồi, Tống thư hàng nghèo đến nỗi trên người một xu không dính túi, cũng không có linh thạch để mua bất cứ thứ gì. Sau khi lên thuyền tiên, đoàn người Tống thư hàng đến cửa vào chỗ tập hợp, Tống thư hàng trông thấy gần cửa vào chất một đống lớn các đồ điện gia dụng. Chương 517, tranh giành yêu hồ. Là ảo giác sao? Tại sao cứ cảm thấy đống tủ lạnh, tivi màu, lò vi sóng này lại quen mắt đến lạ thế nhỉ? Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi. Mấy thứ đồ như tủ lạnh này cũng đều là mặt hàng sản xuất hàng loạt cả, thỉnh thoảng trông thấy một vài thứ giống nhau y như đúc cũng không có gì là lạ mà. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng dẫn đám người lý âm trúc tiến vào trong chợ, chuẩn bị mua sắm một chút để thư giản. Lúc đi dạo trong chợ, Tống Thư Hàng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của mấy chủ sạp. Phần lớn nội dung mà họ đang nói đều là về chuyện ngày hôm qua hôm qua. Có nhiều tu sĩ liên thủ truy bắt kiếm quang ở quanh mặt trăng muốn lấy được bảo vật trên kiếm quang. Sau đó, rất nhiều tu sĩ đều thành công bắt được kiếm quang. Theo lý mà nói, đây là chuyện đáng mừng, nhưng tu sĩ bắt được kiếm quang thì lại mất hết cả trì lẫn trài, lỗ hết sạch vốn lướng bởi vì toàn bộ các thứ trên kiếm quang đều là đủ loại đồ điện gia dụng đã hỏng hóc. Nghe nói hôm qua có một vị tu sĩ tóc dài không chịu nổi cú sóc đã thực sự đi đi tất cẩu đạch chó còn rất nhiều tu sĩ bị lỗ vốn thi nhau khóc ngất trong nhà vệ sinh. Không cần phải nói nữa, đống đồ điện gia dụng ở cửa vào kia đều là chiến lợi phẩm mà những tu sĩ liên thủ truy đuổi kiếm quang thu được. Tống Thư Hàng nghe đến đây thì mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, có muốn ngừng lại cũng không được. Chẳng trách hắn cứ cảm thấy đống đồ điện gia dụng kia trông quen mắt thế. Hóa ra đó chính là đống đồ mà bạch tôn giả tống lên trời. Dúng là trùng hợp quá mà. Lại nói, những phi kiếm này chẳng phải đã bị tống vào nơi sâu trong vũ trụ rồi sao? Tại sao lại vòng về thế này? Phù văn, vạn lý phi độn thuật, trên người hắn cường đại đến như thế sao? Có thể hút những phi kiếm dùng một lần, từ nơi xa như thế quay về sao? Không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác có lỗi với quần chúng nhân dân. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ, trong chợ có tu sĩ có tin tức linh thông, lớn tiếng kêu lên, tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất đây. Thiên Nham Tản Nhân dẫn một nhóm bao gồm khung quỷ tản nhân, Yến Vô Hoan cùng với đại yêu hình người mặc nhiễm liên thủ với nhau, cuối cùng cũng đã bắt được kiếm quang mang theo, Phệ Hồn Yêu Hồ rồi. Bây giờ, tiểu đội của Thiên Nham Tản Nhân đang hộ tống Phệ Hồn Yêu Hồ cùng với kiếm quang quay về. Phệ Hồn Yêu Hồ kia, cuối cùng bị người ta lấy được rồi sao? Mỗi thành viên trong tiểu đội Thiên Nham Tản Nhân đều có thực lực cao cường là tu sĩ linh hoàng kim đan ngũ phẩm nổi tiếng trong chỗ tập hợp này. Đan văn của mỗi người đều từ ngũ long văn trở lên. Nhưng từ tin tức này thì dường như đến cả thành viên của tiểu đội này cũng không hề hàng phục được vệ hồn yêu hồ kia, mà là vận chuyển cả nó lẫn đạo kiếm quang kia về cùng thì phải. Đáng ghét, bị bọn chúng nhanh tay trước một bước. Thiên nham tản nhân đúng là dẫm phải cất chó mà. Ta không cam lòng, tại sao chúng ta liên thủ mà chỉ lấy được có một cái tủ lạnh thôi thật không cam lòng. Đám người thiên nham tàn nhân vận chuyển cả phệ hồn yêu hồ với kiếm quang về cùng chứ không tự mình hàng phục như thế là vì muốn đấu giá đấy à. Ai mà biết được, nhưng hành động đuổi theo, phệ hồn yêu hồ cuối cùng có thể lắng xuống rồi. Mọi người cũng không cần đi bắt mấy món đồ điện ra dụng hỏng hóc lừa người đó nữa. Lắng xuống sao, ta cảm thấy rằng không đơn giản như vậy đâu. Có người cười ha ha lên, hành động trước kia, vì để tranh đoạt, phệ hồn yêu hồ, này, đã có biết bao nhiêu người táng ra bại sản chứ. Còn có rất nhiều cường giả kim đan trong các thế lực cường đại, đã coi phệ hồn yêu hồ này là vật trong tay của mình. Mọi người cho rằng những người này sẽ bỏ qua như thế hay sao? Chỉ cần tiểu đội thiên nham tản tu kia không hàng phục, phệ hồn yêu hồ, đó thì chuyện này vẫn chưa thể xem là kết thúc được. Không biết có bao nhiêu con mắt đang dõi theo tiểu đội của thiên nham tản nhân đây. Nói không chừng còn chưa đợi tiểu đội của Thiên Nham Tản Nhân quay về thì đã có người đi cướp cái yêu hồ kia rồi. Hồ lô kia rốt cuộc cũng bị người ta bắt được rồi. Tống Thư Hàng cười mỉm. Hắn không để ý chuyện hồ lô bị người ta bắt được lắm. Cái hồ lô đó cũng không phải là của hắn, huống hồ gì hắn cũng không đủ thực lực để tham gia vào việc tranh đoạt hồ lô. Đối với Tống Thư Hàng, hồ lô này bị người ta bắt được cũng là việc tốt, đỡ cho lại nhảy ra thêm một linh hoàng tóc đỏ linh hoàng tóc đen, gì gì đó, phát giác được mối liên hệ giữa, vạn lý phi độn thuật, trên người hắn và kiếm quang, sau đó lại muốn vây bắt hắn, ép hắn giao ra bảo vật gì gì đó, nghĩ thôi cũng thấy đủ phiền phức. Không muốn mà lại được. Tống Thư Hàng dẫn theo ba người Lý Âm Trúc tiếp tục đi dạo ở trong chợ. Không hổ là chợ của tu sĩ, đủ các loại kỳ chân dị bảo, cần cái gì là có cái ấy. Dưỡng nhan đan, ở trong thế tục có tiền vàng bạc triệu cũng khó mà cầu được, nhưng ở đây thì chỉ cần linh thạch nhị phẩm là có thể mua được một lọ, 30 viên. Tống Thư Hàng còn trông thấy linh mễ được bán lẻ, giá của một bao cư nhiên đến tận hai viên linh thạch nhất phẩm, giá cao gấp đôi, thế nhưng gói chứa linh mễ lại nhỏ hơn một cỡ. Đúng là đồ gian thương. Ngoài ra thì còn có các loại linh thú, đan dược, linh thực. Thứ khiến cho Tống Thư Hàng đặc biệt thích là một tiệm bán pháp bào, bên trong có nho sam văn nhã, đạo bào cực oách, cùng với áo khoác ngoài theo phong cách hiện đại trông vô cùng ngầu lòi. Tống Thư Hàng rất muốn mua một chiếc, nhưng đành bấm bụng do túi tiền eo hẹp. Tống Thư Hàng có chút kích động muốn móc cái áo cà sa ngọc bích của mình ra để đổi lấy một cái đạo bào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dằn lòng nén cơn xúc động được. Bởi vì áo cà sa ngọc bích kia thật sự rất thực dụng, hiệu quả phòng ngự còn mạnh hơn những pháp y được sản xuất hàng loạt ở trong cửa tiệm pháp bào này rất nhiều. Tống Thư Hàng là một người thực tế, không thể vì phong độ mà trả giá bằng chỉ số an toàn tính mạng của mình được. Ngoài cửa hàng pháp bào và cửa hàng phi kiếm ra thì còn có vài nơi bán công pháp tu sĩ, cũng rất thu hút Tống Thư Hàng. Các loại công pháp như hỏa diễm đao, thổ linh côn, ngự hỏa quyết, kiếm thuật trúc cơ căn bản, giá cả mỗi loại cũng khác nhau. Những công pháp tu luyện này đều là những mặt hàng bình thường chẳng đặc sắc gì, rất nhiều thứ còn bị khiếm khuyết nữa. Những công pháp này, chỉ cần mua về thì nó đã trở thành vật sở hữu của bạn, có thể truyền dạy đệ tử tùy theo sở thích của bạn. Sau khi đi xem xét kỹ một lượt, Tống thư hàng thầm thở dài một hơi. Giá cả của công pháp rất đắt, công pháp chúc cơ rẻ nhất cũng phải tốn một viên linh thạch tam phẩm trở lên. Sở dĩ chúng đắt như vậy là vì mỗi quyển công pháp đều dùng cách cách đặc biệt để sao chép lại, đều có yêu cầu riêng với giấy viết và bút mực. Hơn nữa, phần lớn trên bí tịch công pháp cấp thấp đều mang theo chức năng không gian ảo thuật cấp thấp cũng không phải mỗi một quyển công pháp đều được chế tác tỉ mỉ, sử dụng văn tự bài bản, hình vẽ tạo thành không gian ảo thuật truyền thừa giống như kim cương căn bản quyền pháp. Phần lớn các bí tịch công pháp giá rẻ chỉ là tăng thêm chút năng lực ảo thuật trên bí tịch một cách thô bạo, sử dụng nó cũng bị hạn chế số lần. Đợi lần sau quay lại mà ta đã có tiền rồi, có tiền rồi thì không có tiền nửa bước cũng khó đi, chính là cái đạo lý này đây. Sau khi đoàn người Tống Thư Hàng đi dạo khá lâu, Lý Âm Trúc lại bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ. Hai ngày nay, thời gian cô ngủ lại ngày càng dài, hàn khí trên người cũng ngày càng mạnh hơn. Có lẽ, không bao lâu nữa cô lại phải bước vào trạng thái đóng băng. Tống Thư Hàng cảm thấy bất lực trước hàn bệnh của cô, chỉ có thể đợi sau này, sau khi thăm dò cái cấm địa trong ký ức của Lý Thiên Tố với Bạch Tôn Giả, để xem trong đó có cách nào giúp chữa khỏi bệnh của Lý Âm Trúc hay không. Buồn ngủ. Lý âm trúc kéo kéo góc áo của Tống Thư Hàng, ngáp một cái, một tầng nước mỏng dâng lên trong đôi mắt màu bạc của cô. Trông cực kỳ đáng yêu. Tống Thư Hàng khom lưng, thuần thục bế Lý âm trúc lên. Lý âm trúc cũng thuần thục dựa lên trên vai của Tống Thư Hàng, tìm một chỗ thoải mái rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý. Tống Thư Hàng bế Lý âm trúc, nói với sở sở, sở sở cô nương, chúng ta cũng quay về thôi sở sở khẽ gật đầu, cô đi dạo một vòng cũng không muốn mua thứ gì. Lần ra ngoài này, lão tổ sở ra có cho cô một ít linh thạch, nhưng cô không nỡ tiêu bậy. Số linh thạch này, phải dùng cho đáng, không thể lãng phí được. Chấm. Một nhóm ba người, cộng thêm cả ngư kiều kiều lại lên thuyền tiên của thất tu tôn giả một lần nữa, quay về động phủ của thất tu tôn giả. Thuyền tiên do hai nô bộc của thất tu tôn giả điều khiển, không cần đến mấy người tống thư hàng phải hao tâm tổn trí ba người an tỏa. Tống Thư Hàng cẩn thận ôm lấy Lý Âm Trúc nằm ngang ở trong lòng, hàn khí trên người Lý Âm Trúc khi ở trong trạng thái ngủ say lại càng nghiêm trọng hơn. Khiến cho Tống Thư Hàng có ảo giác giống như mình đang ôm lấy một khối băng ở trong lòng vậy. Kiên trì thêm một chút nữa, kiên trì đến khi thăm dò cấm địa kia xong, nói không chừng lại có chuyển biến. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Lúc ôm Lý Âm Trúc, hắn có cảm giác như đang vào vai của Lý Thiên Tố, coi cô như con gái mình trong tâm khiếu của hắn, linh quỷ khẽ cười, cộng hưởng ý niệm với tống thư hàng. Thuyền tiên bay lên, tốc độ ổn định, từ từ bay về phía động phủ của thất thu tôn giả. Tống thư hàng, hôm nay, nhất định phải hoàn thành khiêu chiến 100 tên khổng lồ kia. Chiến đấu cùng với mấy người khổng lồ kia khiến cho hắn thu được khá nhiều lợi ích. Chiến đấu cả ngày hôm qua, tuy rằng thân thể và tinh thần có mệt mỏi nhưng thể chất thật sự đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ, chân khí trong đan điền của hắn đã dần trở lại bình thường, cảm giác căng phồng đã bị đẩy lùi đi rất nhiều. Tinh thần lực ở mi tâm cũng vậy, không còn đau đớn như trước nữa. Thuyền tiên tiếp tục bay đi. Trong quá trình bay, nô bộc khống chế phía bên phải của tiên chu đột nhiên đứng bật dậy, hắn đưa tay ra bắt lấy một vật có hình dạng cái gậy dài, rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Có lẽ đây chính là hệ thống phanh xe, sau khi kéo vật kia, tốc độ bay của thuyền tiên chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Xảy ra chuyện gì thế?" Tống Thư Hàng hỏi. Nô bộc còn lại xoay đầu lại thưa với Tống Thư Hàng, "Xin thư hàng đạo trưởng và sở sở tiên tử cứ yên tâm, chỉ là khu vực phía trước có tu sĩ đang chiến đấu, tốt nhất chúng ta nên lách qua khu vực chiến đấu để tránh khỏi bị cuốn vào. Thuyền tiên là pháp khí rất quý giá, nếu chẳng may bị hư hại thì việc sửa chữa cũng rất phiền phức. Cho nên, gặp phải các tu sĩ đang đánh nhau như thế, tránh được thì cứ tránh." Tống Thư Hàng khẽ gật đầu hắn ngước mắt lên nhìn thì thấy hai đội tu sĩ đang giao chiến với nhau khung cảnh giao chiến rất lóa mắt phi kiếm xoay xung quanh kiếm quang nổ bung ra trói mắt như mặt trời mới mọc khiến mắt người ta không cách nào nhìn thẳng vào đó lại có đao khí tung hoành ngang dọc hóa thành thác nước chảy đổ xuống bá đạo cuốn phăng tất cả những vật thể chắn ở trước mặt nó còn có cả phù văn xoay xung quanh che kín toàn bộ không gian chiến đấu số lượng phù văn này e là phải trên cả hàng ngàn tờ hai bên giao chiến đều là những tu sĩ cao thủ thực thụ lúc này một thanh âm dữ tợn vang lên từ trong cuộc chiến thiên nham tản nhân nếu thức thời thì hãy giao nộp vệ hồn yêu hồ ra đây ngay bằng không hôm nay bản tỏa sẽ khiến ngươi thân tử đạo tiêu cũng sẽ tra tấn linh hồn ngươi ngày đêm hừ có ngon thì cứ nhào vô đi ta sợ ngươi chắc nói khoác thì ai mà chẳng nói được cơ chứ ngươi cho rằng thiên nham ta sợ vô cực ma tông các ngươi thật à?" Một thanh âm lạnh lùng khác đáp lại. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 518, đang thiếu mấy tên cường tráng có thể đào quạc. Trùng hợp chính là Tống Thư Hàng vẫn còn trông thấy hai gương mặt quen thuộc trong phe cánh của Vô Cực Ma Tông. Lúc Tống Thư Hàng vừa bước vào không gian, đã gặp phải hai đệ tử mặc áo đen của Vô Cực Ma Tông. Có điều bây giờ hắc bào pháp y trên người họ đã không còn thấy đâu nữa rồi, thay vào đó là hai chiếc pháp y ngắn màu trắng nhìn qua là biết thấp kém hơn rất nhiều. Hơn nữa pháp kiếm trong tay của bọn họ cũng không có, lúc đánh nhau, xa thì dùng đạo thuật, gần thì dựa vào nắm đấm, nhìn qua có vẻ cực kỳ thê thảm. Chúng ta là nhóm đòi nợ chuyên nghiệp, vẻ mặt tự hào lắm lắm của vị đội trưởng to con trong đội đòi nợ thuê kia lại xuất hiện trong đầu của Tống Thư Hàng. Không phải là cái đội tu sĩ đòi nợ cơ bắp cuồn cuộn kia đã lột luôn cả pháp y màu đen của hai tên này luôn đấy chứ? Lúc này, tu sĩ của Vô Cực Ma Tông và Thiên Nham tán nhân đang cuốn lấy nhau, sau khi nhau nói xong những lời oai phong lẫm liệt thì lại tiếp tục bắt đầu giao chiến. Các loại ánh sáng giống như trong phim ảnh tiếp tục nổ ra. Đạo thuật, phù bảo, kiếm quang bao trùm lấy thân ảnh của cả hai bên ở bên trong. Mà cái phạm vi bị phá vỡ này đang được mở rộng ra không ngừng nếu không rời đi nữa thì sẽ bị cuốn vào mất hơn nữa trong lòng tống thư hằng còn đang lo lắng chuyện khác hơn nhớ lại tin tức trong chợ tu sĩ thì hình như thành viên của tiểu đội thiên nham tán nhân không thể lấy vệ hồn yêu hồ được cho nên đã mang cả hồ lô và kiếm quang cùng về cả kiếm quang lẫn hồ lô cho nên nếu như khoảng cách giữa hắn và kiếm quang quá gần thì liệu kiếm quang có mang theo hồ lô bay qua đây không nhỉ mẹ nó nếu thế thật thì hơi phiền toái một chút Tống thư hàng nói, chúng ta mau vượt qua đám tu sĩ đang giao chiến kia đi. Không thành vấn đề, thư hàng đạo trưởng." Hai nô bộc của thất tu tôn giả thản nhiên nói. Sau đó, hai tên nô bộc điều khiển thuyền, lái một vòng, tránh ra khỏi vòng chiến đấu giữa Vô Cực Ma Tông và Thiên Nham tán nhân. Lại nói, được người khác gọi là thư hàng đạo trưởng, như thế đúng là cảm giác là lạ một chút nhưng không phải là thư hàng đại sư là được rồi. Cũng may chuyện mà Tống Thư Hàng lo lắng không hề xảy ra. Tiểu đội của thiên nham tán nhân không hổ là những tản tu tiếng tăm lừng lẫy ở chợ tu sĩ, thủ đoạn phong ấn rất mạnh, phong ấn kiếm quang kia cứng ngắc, không để nó thoát ra được. Thuyền tiên chở mấy người tống thư hàng về đến động phủ của thất tu tôn giả một cách thuận lợi. Về rồi, thuận lợi về đến nhà rồi, trong lòng tống thư hàng như chút được gánh nặng. Hôm nay hắn không gặp chuyện suối quẩy gì, thật là tốt quá. Hắn bế lý âm trúc lên, đi về phía động phủ của thất tu tôn giả. Cẩn thận đấy, thư hàng đạo trưởng, mau tránh đi, bỗng phía sau truyền đến thanh âm của hai tên nô bộc lái thuyền tiên. Tống thư hàng nhảy vọt sang bên cạnh một cách vô thức, trốn tránh nguy cơ sắp đến hóa ra cái suối quẩy của ngày hôm nay lại mai phục ta ở cửa nhà hả. Đồng thời, thư hàng nghi hoặc mảnh đầu lại, muốn xem xem hai tên nô bộc hét lên, cẩn thận, là cái gì, bởi vì hắn không hề cảm ứng được bất cứ nguy hiểm gì. Lúc này, Hắn trông thấy trong không trung có một vật đang bắn về phía hắn. Đó là một đạo kiếm quang, rất chói mắt và cũng rất quen. "Mẹ kiếp, đây không phải là ánh sáng trên phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả hay sao?" Nói ra thì, đây là kiếm quang duy nhất mà Tống thư hàng có thể nhận ra bằng mắt thường. Lẽ nào kiếm quang trở theo đồ điện gia dụng khác trong không gian lại bay về phía mình rồi sao? Nếu là như thế thì y vẫn còn may cùng lắm là thu dọn rác thải trong không gian một chút mà thôi. Nhưng vẫn còn một khả năng khiến người ta đau đầu hơn đó chính là kiếm quang chứa phệ hồn yêu hồ bị thiên nham tán nhân phong ấn kia đã thoát khỏi phong ấn và bay về phía mình. Nhóm người thiên nham tán nhân lựa chọn vận chuyển cả kiếm quang và phệ hồn yêu hồ về, không chỉ là vì bọn họ không có cách nào hàng phục được con yêu hồ này thậm chí rất có khả năng là bọn họ không có cách nào tách phệ hồn yêu hồ ra khỏi kiếm quang. Cho nên, rõ ràng bọn họ biết kiếm quang rất cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong ấn mà tẩu thoát. Nhưng bọn họ vẫn chỉ có kiên trì vận chuyển cả kiếm quang và phệ hồn yêu hồ cùng về mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, thì ngư kiều kiều ở trên vai tống thư hàng lên tiếng nói, hình như ở trên kiếm quang có ẩn giấu một cái bóng hồ lô. Tống thư hàng ôm chán sợ cái gì thì cái đó tới. Vèo tương đương, tốc độ của kiếm quang cực nhanh, trực tiếp cắm thẳng xuống trước mặt tống thư hàng. Trước khi bắn tới người tống thư hàng, Kiếm quang chợt khựng lại cực, lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Một tay Tống thư hàng ôm chặt lấy lý âm trúc, tay còn lại đưa ra bắt lấy, dễ dàng lơ tóm được thanh phi kiếm dùng một lần kia. Thanh kiếm quang đến hàng trăm tu sĩ cũng không làm gì được, lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong tay của Tống thư hàng. Sở sở chớp chớp mắt, thứ mà nhiều tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm trong không gian này liều sống liều chết để tranh đoạt như thế, lại tự động bay đến trước mặt Tống thư hàng như thế hay sao? Úi trời Đằng sau có người đuổi tới rồi kìa, ngư kiều kiều lại nói. Trên bầu trời, có hai tốt người trông có vẻ bản lĩnh cao cường, đang bay về phía này. Đúng là tu sĩ của vô cực ma tông và tiểu đội thiên nham tán nhân khi nãy vừa mới đánh nhau khí thế ban nãy. Vệ hồn yêu hồ là của bọn ta. Mấy tên tán nhân hèn mọn này, nếu còn dám quấy dày nữa thì đừng trách vô cực ma tông bọn ta không tha cho các ngươi. Vô cực ma tông, người cần phải cẩn thận là các ngươi mới phải bị Tô Thị A Thất liên tiếp hủy diệt 10 phân bộ rồi, vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế. Nếu như chọc giận chúng ta, mấy huynh đệ bọn ta liên thủ lại thì cũng không yếu hơn Tô Thị A Thất là bao đâu. Mấy tên tạp chủng các ngươi cũng có thể so được với Tô Thị A Thất sao? Các ngươi dám xông đến, vô cực ma tông chúng ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn ngay lập tức. Kiếm quang ở bên dưới đã dừng lại rồi. Tên tiểu tử kia là ai? Hắn cầm được kiếm quang và phệ hồn yêu hồ rồi. Đáng chết, giao nộp hồ lô ra mau. Hả, là tên tiểu tử đó à? Hai đệ tử mặc áo bào đen của vô cực ma tông mở to hai mắt tên tiểu tử ở bên dưới kia, đúng là thư sơn áp lực đại đạo nhân, người đã khiến công tử hải bị thiệt thòi lớn. Thế nhưng, tại sao kiếm quang lại rơi xuống bên cạnh của thư sơn áp lực đại đạo nhân chứ? Hơn nữa, trong bộ dạng kiếm quang lại ngoan ngoãn như thế, quả thực giống hệt như là sủng vật do thư sơn áp lực đại đạo nhân nuôi dưỡng vậy. Đợi chút, hóa ra là như thế, tất cả đều là âm mưu của vị thư sơn áp lực đại này. Cái gã này sách toán vô song như khiến công tử hải sư huynh vậy mà vẫn liên tục bị thiệt, đúng là một người đàn ông âm hiểm, đáng sợ. Nhưng, hắn chỉ là một tên tu sĩ nhị phẩm thấp kém mà thôi, vậy mà cũng dám dẫn mặt với linh hoàng cường đại như thế, đây là tự tìm đường chết mà, chơi với lửa cũng sẽ có ngày chết cháy. Hai vị tu sĩ mặc áo bào đen nghiến răng nói. Trong hai nhóm, Thiên Nham tán nhân và Bảo Bình phong chủ của Vô Cực Ma Tông có thực lực cường đại nhất lóe lên vài cái, rồi đồng thời chợt lóe lên nhắm về phía vị trí Tống thư hàng đang đứng. Sao phệ hồn yêu hồ ra đây? Hai tay Bảo Bình phong chủ chắp lại tạo thành một hình tròn như miệng thùng, giữa hai tay có một đạo xương mù được bắn ra, cuốn về phía hồ lô trong tay Tống thư hàng. Hồ lô là của ta, tên tiểu tử đáng chết nhà ngươi, đừng có hòng cướp hồ lô của ta. Thiên Nham tán nhân giận dữ hét lên. Rõ ràng là người của tiểu đội bọn họ đã phong ấn được kiếm quang, lấy được bảo vật, con vịt đã quay chín rồi thế mà còn bay mất. Trong miệng thiên nham tán nhân phụt ra một đạo hồng quang, cuốn về phía Tống thư hàng. Tên to gan lớn mật, nô bộc của thất tu tôn giả nhìn lên hai vị linh hoàng kim đan xông ra từ trên bầu trời kia, lẩm bẩm nói nhưng nơi đây lại là động phủ của thất tu tôn giả đó nha. Cuồng hổ xông vào động phủ của người khác là điều kiêng kỵ của tu sĩ gặp phải người tính tình nóng này thì dù có giết hết những người hùng hổ xông vào động phủ đi nữa cũng là do những người xông vào đó đối lý đồng thời nô bộc này vươn tay ra chặn trên bầu trời động phủ xuất hiện một tầng kết giới phòng ngự chặn mấy đòn công kích của thiên nham tán nhân và bảo bình phong chủ lại sau đó một nô bộc khác mỉm cười với tống thư hàng và sở sở rồi nói thư hàng đạo trưởng xin hãy tiến vào trong động phủ tống thư hàng cảm giác cơ thể mình bị một lực vô hình nâng lên đưa vào trong động phủ của Thất Tu Tôn giả. Sở Sở ở bên cạnh hắn cũng được đưa vào động phủ ngay sau hắn. Khởi động kết giới phòng ngự, nô bộc của Thất Tu Tôn giả tiếp tục nói. Nói xong, trước cửa động phủ mọc lên từng cột thạch trụ, nhìn qua là một vài căn cơ của kết giới phòng ngự. Những thạch trụ này đã khởi động một hệ thống phòng ngự khổng lồ. Ha ha ha, chỉ dựa vào cái kết giới ở trình độ này mà cũng đòi ngăn cản được ta sao? thiên nham tán nhân giận dữ hét lên, cho dù là hùng hổ xông vào động phủ của tu sĩ khác cũng được, nhưng nhất định phải đoạt vệ hồn yêu hồ của hắn lại. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, phòng ngự ở trước động phủ này rất bình thường, chỉ mới ở trình độ CT ưu phẩm. Phòng ngự ở trình độ này thì thiên nham tán nhân chỉ cần dùng một tay cũng có thể dỡ xuống. Trong nháy mắt, trên người hắn bắn ra vô số mũi kim nhọn. Mỗi một kim nhọn đều bắn chính xác vào phía thạch trụ ở cửa động phủ. Chỉ riêng cái năng lực điều khiển linh lực bằng một tay cũng đã cho thấy trình độ khống chế linh lực cường đại của Thiên Nham tán nhân. Những kim nhọn tinh tế này, cư nhiên có thể xuyên qua kết giới phòng ngự của động phủ thất tu tôn giả trực tiếp bắn vào bên trong hệ thống phòng ngự. Phập, 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 những thạch trụ ở cửa động phủ lần lượt bị bắn vỡ, hóa thành đá vụn. Phòng ngự của thất tu tiền bối yếu đến thế sao? Tống thư hàng cảm thấy nghi hoặc, đây là động phủ của tôn giả cơ mà. Bình thường thôi, những cấm chế phòng ngự kia là do ta bố trí, có thể mạnh đến đâu được cơ chứ?" Lúc này, Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu xuất hiện ở bên cạnh Tống Thư Hàng, nói với vẻ dương dương đắc ý. "Hả, là Tứ Tu ngươi bố trí hả?" Tống Thư Hàng lại nhìn về phía ngoài động phủ hệ thống phòng ngự sụp đổ, đối phương đã phá trận mà vào rồi, không vấn đề gì đấy chứ. "Không vấn đề gì, đúng lúc gần đây đang thiếu mấy tên cường tráng có thể đào quạc. Nếu như có ngũ phẩm đổ lên là tốt nhất." bạch ngọc sư tử tứ tu cười nói gần đây thất tu vừa mới tìm ra được một tinh cầu rất xinh đẹp trên đó có một mỏ linh thạch có chất lượng không tồi chỉ có điều trên tinh cầu đó có thứ dơ bẩn tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm trở xuống ở trên đó lâu rồi cũng sẽ bị biến thành một con quái vật không có lý trí cho nên phải bắt vài tên công nhân cường tráng đi đào mỏ sao sở sở lẩm bẩm hỏi trong giới tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm cũng được xếp ở vị trí cao cao tại thượng vậy mà phải bị bắt đi làm công nhân mỏ sao Đột nhiên, một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở bên tai Tống thư hàng, buông ra. Sau đó, một đôi chân ngọc trắng nõn hiện ra, một cước đá bay bạch ngọc sư tử tứ tu. Đá bay rồi kìa. Tống thư hàng ngẩng đầu nhìn theo đôi chân trắng nõn như ngọc kia, lại trông thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đó điểm mấy con hồ điệp. Cái váy xẻ tà đến chỗ bắp đùi, kết hợp giữa gợi cảm và tao nhã. Cô gái có mái tóc dài màu vàng kim giống như tơ vàng đúc ra từ vàng dòng, phát ra ánh sáng lóa mắt. Trên mắt cô đeo một cái màn che mắt màu đen, che khuất nửa khuôn mặt lại. chương 519, người đàn ông cái gì cũng có thể bán. Vị này là ai thế? Tống Thư Hàng hỏi. Nữ tu tóc vàng này là đạo lữ hay là đệ tử của thất tu tôn giả hà? Không đúng, bất luận là đạo lữ hay là đệ tử đều không thể một cước đá bay phân thân, tứ tu của thất tu tôn giả đi như thế mới đúng chứ? cho dù là có thân phận đạo lữ hay là đệ tử thì như thế cũng quá thất lễ rồi một kẻ mà ta cực kỳ ghét tứ tu bò từ dưới đất lên liếm liếm móng vuốt của mình tuy mặt nó buồn bực nhưng lại không có vẻ gì tức giận dường như sớm đã thành quen rồi tống thư hàng lúc này nữ tu tóc vàng kia đã đến cửa động phủ đám tạp nham xông vào động phủ nhà người khác kia bây giờ ta cho các ngươi thời gian một giây mau cút hết đi cho ta thân hình cao giáo mảnh mai của cô, đứng yên lặng ở cửa động phủ. Cho dù trên mắt cô mang biệt mắt nhưng dường như tất cả mọi người đều có thể trông thấy trong mắt cô tràn đầy ánh nhìn, khinh miệt, miệt thị, ngay cả màn che mắt dày cui cũng không ngăn được ánh nhìn khinh bỉ kia. Kỹ năng trào phúng của nữ tu tóc vàng đã đạt đến level cao nhất rồi. Ngoài ra, cho dù đối mặt với kẻ thù có nhân số đông gấp đôi, cô cũng không thèm mở màn che mắt ra, lẽ nào là vì cô đã tu luyện đồng thuật đặc biệt gì rồi chăng? Ví dụ như vừa mở màn che mắt ra một cái thì sẽ phóng ra sóng hóa thạch, khiến toàn bộ quân địch hóa thạch chẳng hạn. Một tu sĩ của Vô Cực Ma Tông tức giận nói, một tiểu nha đầu còn chưa mọc đủ lông cánh, đừng có mà kiêu ngạo quá. A, à, một mũi tên màu vàng đâm xuyên qua bụng của tu sĩ Vô Cực Ma Tông này, bắn rơi hắn từ trên không trung xuống. Nhẹ nhàng như bắn một con con chim nhỏ. Sau khi vị đệ tử của Vô Cực Ma Tông kia rơi xuống đất, Tống Thư Hàng mới trông thấy mũi tên ở phần bụng của hắn có nguyên hình là một lọn tóc màu vàng, giống y hệt những lọn tóc màu vàng như đúc từ hoàng kim ở trên đầu nữ tu nọ. Lấy tóc của mình để làm vũ khí bắn ra sao? Nếu như thế thì, lẽ nào cô không sợ bị hói đầu hay sao? Hay là, cô ta cũng giống như tạo hóa pháp phương, có năng lực khiến cho tóc mọc lại suôn dài, sáng bóng hay sao? ực ừ, trong không trung tất cả tu sĩ của vô cực ma tông, thành viên của tiểu đội thiên nham tán nhân, toàn bộ đều âm thầm nuốt nước miếng. Bởi vì, vị tu sĩ vừa bị bắn rơi xuống của vô cực ma tông là một vị linh hoàng ngũ phẩm. Linh hoàng ngũ phẩm, thế mà lại bị bắn rơi xuống từ trên trời một cách dễ dàng như thế. Không hề có khả năng chống cự giống như một con chim nhỏ thực sự vậy. Thực lực của nữ tu sĩ tóc vàng này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi đây? 1, 2, 3, 6, 10, 13. Tổng cộng 13 linh hoàng kim đan. Số lượng hơi ít, nhưng gom lại cũng dùng được đấy." Nữ tu tóc vàng lên tiếng. Mái tóc dài trên đầu cô không gió mà vẫn bay. "Mau tản ra, cẩn thận cô ta tấn công." Bảo Bình Phong chủ hét lớn. Người con gái trước mắt này tuyệt đối là cường giả cấp linh hoàng ngũ phẩm trở lên, lẽ nào cô ta là chân quân lục phẩm hay sao? Nhưng, Bảo Bình Phong chủ vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt đã có 13 đạo kim quang xẹt qua trong không trung. "Phập, phập, phập!" 13 tên linh hoàng kim đan rơi xuống như sung dụng trên không trung. Bao gồm cả tên mạnh nhất là thiên nham tán nhân và bảo bình phong chủ. Sau đó, có mấy tên nô bộc của thất tu tôn giả nối đuôi nhau chạy ra từ trong động phủ, trong tay bọn họ cầm một dây xích rất dài, cho hết 14 tên linh hoàng kim đan lại, kéo vào trong động phủ. Loại hành vi bắt cóc này, đám nô bộc lại làm rất thuần thục, giống như không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Mấy tên tu sĩ tứ phẩm còn lại trên trời bị dọa sợ mất mật. Đám tu sĩ ở trên trời chỉ có cấp bậc tứ phẩm, tạm thời không có tác dụng. Cho nên các ngươi rất may mắn đấy." Cút đi, nữ tu tóc vàng thản nhiên nói. "Đáng chết, Vô Cực Ma Tông chúng ta sẽ không, sẽ không." Một vị tu sĩ tứ phẩm kêu lên, nhưng lời hắn nói mới nói ra được một nửa thì lại ngừng lại rồi. Chỉ thấy nữ tu tóc vàng thuận tay vung lên một cái, trên động phủ có một chiêu bài bị bụi bẩn bám kín hiện rõ ra thất tu phủ. Ba chữ to, vàng rực, sáng lóa mắt. Thất, thất, thất tu phủ. Tống Thư Hàng có thể cảm giác ra được, thanh âm của tu sĩ tứ phẩm kia trở nên run dày. Xem ra, cái tên, thất tu, này thật sự rất nổi tiếng trong giới tu sĩ đấy nhỉ. Cũng đúng, nếu như không có tên tuổi, trong sự kiện linh hoàng tóc đỏ trước kia, thất tu tôn giả cũng sẽ không mở miệng để người ta cho lão phu mặt mũi, được nữ tu tóc vàng thản nhiên nói thừa dịp ta vẫn chưa đổi ý thì mau cút hết khỏi nơi này cho ta nếu còn lại gần nữa thì ta sẽ bắn rơi hết toàn bộ các ngươi đầy đến linh thú viên nuôi lợn đấy những tu sĩ tứ phẩm kia bay lật đật bay đi khỏi thất tu phủ thật nhanh ngay cả câu kiểu ta sẽ quay lại báo thù cũng không dám để lại giống như chim sợ cành cong vậy hừ nữ tu tóc vàng hừ lạnh một tiếng lại bước những bước kết ruốc tao nhã quay trở về trong động phủ Lúc đi qua người Bạch Ngọc sư tử tứ tu, cái chân trắng nõn như ngọc của cô lại nhấc lên một lần nữa, rầm, một cái đá tứ tu bay đi. Tên tứ tu ngu ngốc này, lần sau trước khi mang phiền phức đến thì trước tiên phải chọn lựa thời gian phù hợp đi đã. Đừng có làm phiền lúc ta đang ngủ, ta đã mất ngủ những 20 năm rồi, khó khăn lắm mới ngủ được đấy, hiểu chưa hả? Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói. Nói xong, Cô lại kéo kéo cái màn che mắt màu đen, "Ta đi đi ngủ tiếp đây, đừng có làm phiền ta nữa đấy." Cái màn che mắt màu đen hóa ra chỉ là cái bịt mắt cô đeo lên để đảm bảo chất lượng giấc ngủ mà thôi. Cộp cộp cộp, đôi chân trắng ngọc ngà của cô gái tóc vàng lại đi về chỗ sâu trong động phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng nữa. Bạch Ngọc sư tử tứ tu khóc không ra nước mắt, nhưng mà, phiền phức lần này không phải là ta dẫn đến mà rõ ràng là phiền phức lần này là do Tống Thư Hàng mang đến nhé. Nằm thôi mà cũng trúng đạn nữa là sao? Thật vất vả lắm mới tự moi được mình ra từ trong vách tường, sau đó Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Tầm mắt của hắn nhìn chăm chú vào cây phi kiếm dùng một lần trong tay Tống Thư Hàng, cùng với vệ hồn yêu hồ ở trên đó nữa. Ngày hôm qua, hắn còn đang nói với thất thu tôn giả về chuyện vệ hồn yêu hồ. Hôm nay, cái hồ lô này đã lại rơi vào trong tay Tống thư hàng rồi. Là ngẫu nhiên hay là trùng hợp đây, hay có lẽ đây là lựa chọn của phệ hồn yêu hồ này chăng? Bởi vì hồ lô này và người kia đã từng tiếp xúc với nhau ở cự ly gần. Có lẽ chưa biết chừng người kia đã lưu lại cái gì đó trên hồ lô rồi. Là một thương nhân thần bí nhất trong truyền thuyết giới tu chân, dường như có thể mua được bất cứ bảo vật gì đã biết trong vũ trụ từ chỗ hắn thậm chí là rất nhiều tài liệu và bảo vật thượng cổ đã bị tuyệt tích. Chỉ cần ngươi có thể trả ra một cái giá lớn tương xứng thì cái gì hắn cũng bán. Trong giới tu sĩ, rất có khả năng vô số người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng, thời gian và địa điểm mỗi lần hắn xuất hiện lại không cách nào dự đoán được. Phép thần toán, bói toán cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Mà bây giờ, manh mối để tìm thấy thương nhân lại đang ở trên hồ lô kia của Tống Thư Hàng. Thư Hàng Tiểu Hữu, bây giờ người có rảnh không?" Tứ Tu cất tiếng hỏi. "Ừm, um, Tứ Tu tiền bối có chuyện gì sao?" Tống Thư Hàng hỏi. "Thế này, là thất tu tìm người có việc, dạo gần đây thất tu đang tìm một người cần tới sự giúp đỡ từ phía Thư Hàng Tiểu Hữu." Tứ Tu cười nói. "Không thành vấn đề, ta đưa Lý Âm trúc quay về phòng trước đã." Tống Thư Hàng đáp lời. Chương 520, Cơ Nguyệt Tiên Tử. Tích góp linh thạch dư lời của Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu tựa như đâm trúng chỗ đau của Tống Thư Hàng. Con rối Ngân Long cần có linh thạch thì mới có thể hoạt động được, hắn vẫn còn nợ bạch tiền bối linh thạch kia kìa, tính ra thì, sử dụng kim cương lệnh để đến chỗ thông huyền đại sư lĩnh ngộ công pháp kế tiếp của kim cương căn bản quyền pháp cần phải dùng đến linh thạch. Tương lai muốn học được hỏa diễm thế thân Pháp từ chỗ thất vô tôn giả cũng cần phải dùng đến linh thạch. Hơn nữa, từ sau khi hắn tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm thì những lúc cần dùng đến linh thạch ngày càng nhiều hơn. Quả thật phải tích góp một ít linh thạch mới được. Tống thư Hàng thử dò hỏi, "Tứ tu tiền bối, có cách nào có thể tích góp được nhiều linh thạch trong thời gian ngắn không?" Bạch Ngọc sư tử suy nghĩ hồi lâu, "Nếu không thì, người đến vùng Lân Cận tìm một mỏ linh thạch rồi đào thử xem sao." Tu sĩ nhị phẩm mỗi ngày đào quặng linh thạch thô thì nhận được tiền công là 300 viên linh thạch tam phẩm. Hơn nữa quá trình đào quạng ở mạch khoáng cũng là một biện pháp tu luyện khá tốt đấy trong mạch khoáng linh thạch cũng phát ra lượng linh khí lớn tống thư hàng thuận miệng hỏi thất tu tôn giả có mỏ quạng ở gần đây sao không có những mỏ quạng còn lưu lại ở gần đây đều là những mỏ linh thạch cấp thấp thuộc loại mỏ bỏ đi không đáng để thất tu tôn giả bỏ công sức đi khai phá bạch ngọc sư tử liếm láp móng vuốt của mình bắt đầu dùng móng vuốt quào mặt ngươi là mèo đấy à nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi ngày năm viên linh thạch tam phẩm đấy, hay là đi đào quặng nhỉ? Trong lòng Tống thư hàng bắt đầu dục dịch. Tuy rằng năm viên linh thạch tam phẩm là không nhiều lắm, nhưng thử nghĩ mà xem một quyển công pháp tu chân căn bản như Thổ Linh Côn, Khai Lãng Trưởng cũng chỉ cần hai viên linh thạch tam phẩm là mua được. Nói cách khác, chỉ cần có thể vào mỏ quặng linh thạch làm công nhân khai thác quặng, một vị tu sĩ nhị phẩm chịu khó một chút Linh Thạch kiếm được trong một ngày đào quặng đủ để mua một quyển công pháp căn bản. Quyển công pháp căn bản này mà giao cho người thường thì chính là tiên duyên rồi. Không đúng, nâng cao thể chất mới là việc quan trọng nhất của hắn bây giờ, làm gì có thời gian để mà đi đào quặng chứ. Sau đó, Tống thư hàng mang lý âm trúc về phòng của cô ấy. Rồi hắn và Bạch Ngọc sư tử cùng nhau đi gặp thất tu tôn giả. Ở bên kia, tại nơi tập trung các tu sĩ Tin tức về hồn yêu hồ bị người của Thất Tu phủ lấy đi đã được truyền ra. Đồng thời tin tức truyền ra còn có 14 linh hoàng kim đan trong tiểu đội của Thiên Nham tán nhân và Vô Cực Ma Tông, Bảo Bình Phong chủ sông vào Thất Tu phủ thất bại, bị người của Thất Tu phủ bắt đi đào quặng rồi. Tuy nhiên, bị bắt đi đào quặng nói không chừng cũng là một cơ duyên, bởi vì đó là mỏ quặng của Thất Tu tôn giả, tu luyện ở trong mỏ quặng cũng là một chuyện làm ít được nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như vệ hồn yêu hồ đã vào thất tu phủ, rồi thì những người khác cũng đành phải từ bỏ ý định tranh cướp vệ hồn yêu hồ này mà thôi. Đây chính là động phủ của một vị tôn giả, trừ phi là chán đời hoặc bị úng não, muốn đi đào quặng với đám người thiên nham tán nhân, nếu không thì ai lại muốn xông vào động phủ của tôn giả cơ chứ. Cứ như thế, những tu sĩ tập trung đến quanh mặt trang vì sự kiện yêu hồ đã bắt đầu lũ lượt trở về trái đất. Sau khi những tu sĩ đi tìm bảo vật rời khỏi, những tu sĩ bày dạp bán hàng cũng không buôn bán được, vì thế nên cũng lần lượt rời đi. Chỉ trong thời gian vẻn vẹn nửa ngày, mặt trang ồn ào suốt mấy ngày qua chớp mắt một cái chỉ còn lại bóng dáng của mười mấy tu sĩ mà thôi, nhìn có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhóm Cửu Châu số 1. Hiến công cư sĩ, có đạo hữu nào tìm thấy tin tức của Long Ma chưa? A à, Còng Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà tán nhân, hiến công tiền bối, gần đây có tin tức có vài con ngoại vực thiên ma sắp xuất hiện nhưng đều là cốt ma và bạch ma, không thấy có dự báo, long ma, sẽ đáp xuống. Cảm ơn bác Hà Tán Nhân, vất vả cho vị đạo hữu đó của ngươi rồi. Hiến công cư sĩ gửi kèm theo một ai cần thở dài. Cư sĩ lại nói, vậy thì, có ai có tin tức của Long Ma Chi Huyết không? Ta có thể trả giá cao để mua lại. Đúng rồi, bây giờ có ai đang ở trung tâm giao dịch tu sĩ không? Ta định treo cái nhiệm vụ máu Long Ma đây. Bắc Hà tán nhân, ta sẽ để ý thay hiến công tiền bối một chút, nếu như có máu của Long Ma thì ta sẽ báo cho tiền bối. Ngoài ra, ta gửi cho tiền bối trang web giao dịch của tu sĩ nhé, có thể đăng ký một tài khoản rồi thử giao mua máu của Long Ma ở trên đó xem sao. Cảm kích vô tận, hiến công cư sĩ nói. Sau khi hiến công cư sĩ tán phét không lâu thì linh điệp Đảo Vũ nhu tử online, nick chat của cô ấy biến thành Vũ nhu tử cơ nguyệt tiên tử. Linh điệp tôn giả Thật sự bắt đầu đặt cho con gái mỗi ngày một đạo hiệu sao? Vũ Nhu tử Cơ Nguyệt Tiên tử các tiền bối, hôm nay bọn ta lại chỉnh trang lại chờ xuất phát, đi vào di tích đó lần nữa, hôm nay ta sẽ cố gắng nỗ lực hết mình. Bắc Hà tán nhân, Vũ Nhu tử, chúc các ngươi may mắn. Vũ Nhu tử Cơ Nguyệt Tiên tử, xin Bắc Hà tiền bối hãy gọi ta là Cơ Nguyệt Tiên tử, cảm ơn lời chúc tốt lành của tiền bối, chúng ta nhất định sẽ may mắn, sau đó thu hoạch thật nhiều thì mới ra bắc hà tán nhân bạch tôn giả vũ nhu tử chuẩn bị xuất phát rồi mọi người đều ở dưới lầu chờ chỉ còn chờ ngươi nữa thôi đấy vâng bạch tôn giả ta xuống lầu ngay đây vũ nhu tử cơ nguyệt tiên tử nhanh chóng trả lời lại bạch tôn giả ai cần mỉm cười đúng rồi a còng lưu huỳnh tiên tử thư hàng tiểu hữu đã vào trong vũ trụ rồi à đúng vậy tiền bối lưu huỳnh tiên tử xuất hiện nói hai ngày trước ta đã đưa tầm đạo thư sinh vào trong vũ trụ rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả cho tiên tử rồi, đồng thời cũng chúc tiên tử may mắn. Bạch Tôn giả cười nói: "Mấy ngày nay, Lưu Huỳnh tiên tử đang làm một chuyện rất quan trọng, là chuyện riêng." "Cảm ơn lời chúc phúc của Bạch tiền bối." Lưu Huỳnh tiên tử cười đáp. Đúng lúc này, Kim Cương quân tử đao ngoi lên, vị tiền bối nào vừa nhắc đến ta thế? Tống thư hàng đã cài đặt hàng loạt những từ quan trọng liên quan đến hắn như: "Thư hàng, Tống tiểu hữu." Thư Sơn áp lực đại và bảy cái đạo hiệu ở trong nhóm. Cho nên, cứ mỗi lần các vị tiền bối trong nhóm nhắc đến hai chữ, thư hàng, hắn liền bị tác vào. Lướt lại lịch sử trò chuyện, kim cương quân tử đao, bạch tiền bối, mọi người lại định đi thám hiểm di tích đó nữa à? Bạch tôn giả, các vị đạo hữu chỉ bị thương ngoài ra, đã hồi phục rồi, vì thế hôm nay lại vào di tích lần nữa, người đã thích ứng được với cuộc sống trên vũ trụ chưa? Không thành vấn đề, tuy rằng có chút chuyện, còn nữa, hiện ta đang ở quý phủ của thất tu tiền bối, đang trong quá trình cường hóa thể chất. Tống Thư Hàng đáp. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại nghĩ đến một số chuyện. Kim cương quân tử đao, đúng rồi, bạch tiền bối. Ta muốn hỏi một chút, ngoài việc đào quảng ra thì có cách kiếm linh thạch nào phù hợp với ta không? Tốt nhất là có thể kiếm được linh thạch trong thời gian ngắn ấy. Bạch tôn giả, biện pháp nhanh nhất trong thời gian ngắn chính là đi vay linh thạch của các tiền bối ta có thể cho ngươi vay. Tống Thư Hàng, những tiền bối khác trong nhóm hình như cũng không có đề nghị nào khác những phương pháp kiếm linh thạch bọn họ biết đều không phù hợp với Tống Thư Hàng. Ví dụ như cách của dược sư hay của phủ chủ thất sinh phù đều là tuyệt học độc môn. Bác Hà Tán Nhân thì thật sự đang suy nghĩ phương pháp kiếm linh thạch phù hợp với Tống Thư Hàng, vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp. chương 521, trời nắng đẹp, phơi pháp bảo nào. Tống Thư Hàng đoán rằng có thể là vì hộp gỗ chứa vạn lý phi độn thuật của mình đã hấp dẫn toàn bộ phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả, khiến cho chúng bay hết về phía của hắn. Bất quá, có một số phi kiếm dùng một lần đã bay vào vũ trụ gần một tháng rồi kia mà. Với tốc độ của phi kiếm dùng một lần thì chắc là phải bay tới mấy hành tinh khác ở bên ngoài hệ mặt trời rồi mới phải, tại sao chúng vẫn còn quay vòng vòng quanh mặt trăng là sao? Tất cả phi kiếm dùng một lần đều quay lại à? bản thân bạch tôn giả cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Sau khi hắn phóng mớ phi kiếm đó vào trong không gian xong thì không để ý tới chúng nữa. Dù sao thì bình thường ai lại đi để ý tới mấy thứ đã bị mình ném đi cơ chứ. Bạch tôn giả suy ngẫm một lúc rồi nói, có lẽ là thế này đây, 10 ngày trước, trước lúc mà ta đưa các người tới sở ra để theo dõi cuộc chiến đoạn tiên tài đó, không phải trong lúc bay hoài bay mãi thì ta đột nhiên bế quan tu luyện hai ngày sau. Lần bế quan đó, ta đã sáng chế ra một kiếm trận rất thú vị, kiếm trận này có liên quan tới nhân quả. Chắc là vì cái kiếm trận nhân quả này đã triệu hoán toàn bộ phi kiếm dùng một lần có liên quan tới ta về đấy. Lúc ngủ, à không, là bế quan chừng hai ngày thì tạo ra được một kiếm trận nhân quả sao? Bạch tôn giả ngài châu bò như vậy thì chúng ta biết chịu thế nào được đây? Nhưng những phi kiếm có thể triệu hoán về chắc đều là mấy phi kiếm dùng một lần mà ta mới phóng ra gần đây thôi, ha ha. Bạch Tôn Giả cười gượng hai tiếng. Số phi kiếm mà Bạch Tôn Giả phóng ra ngoài hơn 100 năm trước không thể nào bị triệu hồi về được nữa. Tây Si Thành thật nói, đúng là chỉ toàn số phi kiếm dùng một lần mới được phóng ra gần đây thôi, nhưng số lượng hình như nhiều hơn so với tưởng tượng của ta dữ lắm. Có thể khẳng định rằng, sau khi đã tháo banh trành toàn bộ mớ đồ điện ở chỗ của dược sư xong, Bạch Tiền Bối còn phá thêm một mớ đồ điện ra dụng không biết lấy được ở đâu ra nữa. Ha 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 cứ kệ xác mớ phi kiếm dùng một lần này đi, hơn nữa qua 10 ngày thì chắc là lực ảnh hưởng của kiếm trận nhân quả kia chắc cũng sẽ biến mất. Khi ấy chúng sẽ tự mình rời khỏi, không nói nhiều nữa, bọn ta lại tiếp tục tổ đội đi thăm dò cái di tích kia tiếp đây, khi nào quay lại thì nói tiếp nhé. Bạch tôn giả gửi lên một cái ai cần vẫy tay. Tạm biệt bạch tiền bối, tống thư hàng đáp. Sau đó, ngay khi tống thư hàng chuẩn bị cất điện thoại di động thì trong nhóm lại có một vị tiền bối khác online. Tô thì a thất, thư hàng tiểu hữu có online không thế, ngươi còn nhớ cái bọc đồ mà ta giao cho ngươi khi bắt được tên cảnh mạch đà chủ của vô cực ma tông kia làm tù binh không? Lúc ấy, tống thư hàng dùng phi kiếm dùng một lần để đâm xuyên qua bán hồ đạo nhân, sau đó lại bị cảnh mạch đà chủ ép phải dùng tới vạn lý phi độn thuật. Kết quả si em vẫn đuổi theo không buông, thề phải bắt cho bằng được tống thư hàng. Đuổi theo một đường, cuối cùng đuổi tới chỗ của bạch tôn giả, chấm dứt cuộc đời suối quẩy đáng thương của mình sau đó bảo vật trên người hắn bị Tô Thị A thất lột sạch sẽ, phong ấn lại giao cho Tống Thư Hàng trên những vật phẩm này có mang theo ấn ký cá nhân, nếu như không xử lý thì cho dù Tống Thư Hàng có cầm cũng không thể nào dùng được. Lúc ấy A thất tiền bối có dặn dò Tống Thư Hàng, đợi chừng 1-2 tháng sau, hắn xử lý tên CM si kia xong thì Tống Thư Hàng có thể mở phong ấn, lấy mấy vật phẩm bị phong ấn ở bên trong. Cái túi kia ta vẫn còn đang giữ đây, bây giờ có thể mở ra được rồi à? Tống Thư Hàng hỏi thử. Tô Thị A thất nói, ừ, em đã bị Tô Thị gia tộc xử lý xong xuôi rồi. Hơn nữa, dưới tác dụng của cái phong ấn do ta lập ra, những ấn ký cá nhân của hắn trên mớ đổ đó đã bị lau đi rồi, người cứ yên tâm mà dùng. Vâng, tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A thất, ngoài ra, cảm ơn mớ long cốt khô đằng của tiểu hữu ngươi đã đưa lần trước nhé, thương thế của A thập lục đã ổn định hơn nhiều, hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Thế thì tốt quá, Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Rốt cuộc thì sự cố gắng của hắn cũng không lãng phí. Chắc là vẫn còn cơ hội gặp lại Tô Thị A thập lục rồi nhỉ. Chấm. Tống Thư Hàng vừa nhanh tay gõ lóc cóc trên màn hình di động, vừa đi theo tứ tu. Lúc này, phía trước lại truyền tới giọng của thất tu tôn giả, tiểu hữu đang nói chuyện với đạo hữu ở trong nhóm cửu châu số 1 đấy à. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, chợt thấy tứ tu Bạch Ngọc Sư đã dừng lại, đang liếm láp móng vuốt của mình. Ở trước mặt hắn là một sân bóng đá rất lớn. Sau đó, thất tu tiền bối đang phơi pháp bảo. Không phải bày pháp bảo ra để chụp ảnh đăng lên mạng sống ảo, mà là thật sự đang bày hết bảo vật ra phơi nắng. TB sắn tay áo lên, chuyển một đống bảo vật kỳ lạ ra từ trong động phủ của mình, bày chúng ra la liệt trên bãi đất trống. Có vô số cây trượng gỗ có tạo hình kỳ quái, mấy thứ vật phẩm có hình tháp với đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, các loại gương với đủ chất liệu, mấy chục cái pháp bảo treo lủng lẳng trên sào, vô số dương lá bùa. Trên mỗi món vật phẩm đều có sóng linh lực cường đại những vật phẩm này đều là pháp bảo ngũ phẩm đổ lên cả. Pháp bảo cấp bậc tầm này, với tu vi của Tống Thư Hàng bây giờ, chỉ cần giơ tay giờ nhẹ lên chúng một cái thôi cũng sẽ bị phản phệ nặng. Đủ loại pháp bảo có hình dạng khác nhau, Thư Hàng nhìn mà hoa hết cả mất. Thất tu tôn giả đặt một khối tượng đá phượng hoàng xuống cái đùng rồi phủi hai tay. Tiền bối, ngài đang làm gì thế? Tống thư hàng hỏi không phải là đang phơi pháp bảo thật đấy chứ? Chẳng lẽ pháp bảo của tu sĩ cũng phải thường xuyên lấy ra phơi nắng để chống nổi mốc à? Thì như ngươi thấy đấy, ta đang sửa sang lại bảo khố của mình, xem xem có thứ gì có thể bán lại cho người ta hay không? Lâu lắm rồi ta không sửa sang lại bảo khố của mình rồi, giờ phát hiện ra có rất nhiều thứ không dùng được nữa. Đúng lúc có thể soạn hết chúng ra, đem đi đổi linh thạch. Thất tu tôn giả nói. Thất tu tôn giả cũng không thiếu linh thạch, hắn là người đàn ông đang nắm trong tay rất nhiều mỏ linh thạch, mỗi giây trôi qua đều đúc túi mấy trăm vạn viên linh thạch có phẩm chất cao cấp đây. Bởi vì thế cho nên hắn không hề thiếu linh thạch, số linh thạch hắn có hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tu luyện của hắn hàng ngày. Nhưng tiếp theo hắn phải đi gặp cái tên thương nhân thần bí, có thể bán bất kỳ thứ nào kia. Nghe đồn rằng, nếu như có đủ linh thạch thì ngay cả thuốc bất tử cũng có thể mua được ấy chứ cái gọi là thuốc bất tử kia, không phải là loại ăn vào là có thể trường sinh bất tử. Trên đời này, ngoại trừ thiên đạo và những kiếp tiên thiên tài đã tạo ra được, đạo của riêng mình, lĩnh ngô ra được cảnh giới trường sinh thì không còn ai có thể bất tử cả. Mạnh như kiếp tiên cửu phẩm, tuổi thọ có thể đạt tới được ngàn vạn năm. Nhưng nếu như không thể nào ké thừa thiên mệnh, hóa thân thành thiên đạo, hoặc là tạo ra con đường của riêng mình, lĩnh ngộ được trường sinh thì vẫn sẽ chết mà thôi mà tác dụng của thuốc bất tử A ấy chính là sống lại một kiếp khiến cho thọ nguyên vốn đã khô cạn lại có thể lặp lại lần nữa. Tựa như cây khô gặp mưa xuân, hồi sinh sống lại. Nếu như vào lúc thọ nguyên sắp kết thúc mà kiếp tiên cửu phẩm ăn được một viên thuốc bất tử thì có thể sống khỏe mạnh thêm ngàn vạn năm nữa. Đáng tiếc chính là cái thứ này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Bằng không, chỉ dựa vào việc cắn thuốc này thôi cũng có thể thật sự biến thành bất tử rồi. Chỉ cần có đủ linh thạch thì có thể mua được bất kỳ thứ gì. Đối mặt với một người có tiếng, cái gì cũng có, như thế, dù có chuẩn bị bao nhiêu linh thạch đi nữa thì đều cảm thấy không đủ dùng. Hơn nữa, bây giờ thất tu tôn giả đang cần mua gấp một loại bảo bối, loại này nghe đâu đã tuyệt chủng mất rồi, nhưng loại bảo vật này lại rất quan trọng đối với việc tấn cấp lên bát phẩm của hắn. Bây giờ, cũng chỉ ở chỗ của cái gã thần bí, cái gì cũng có, này thì mới có hy vọng mua được loại bảo vật đó. Chấm. Lúc này, Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu đang lăn qua lăn lại ở trên một món pháp bảo được làm từ gia thú, vừa lăn vừa nói, thất tu, thư hàng tiểu hữu đã giành được một cái phệ hồn yêu hồ đấy. Ồ, chính là cái hồ lô đó à? Thất tu tôn giả nhìn về chỗ tay của Tống Thư Hàng. Trong tay Tống Thư Hàng còn đang cầm thanh phi kiếm dùng một lần bản 004. Bên trên có một cái hồ lô màu đỏ sẫm đang phát ra ánh sáng màu đỏ lập lòe, Thông qua bộ dạng của hồ lô, Tống Thư Hàng có thể khẳng định rằng, đây chính là cái hồ lô nằm trong tay của gã bán hồ đạo nhân lúc trước đã bị Tống Thư Hàng đâm xuyên người. Bất quá, thi thể của bán hồ đạo nhân chê phi kiếm đã biến đâu mất tăm, vị trí mà chiếc hồ lô nằm cũng khác trước. Có khi nào là bởi vì lúc đám người thiên nham tán nhân đuổi theo kiếm quang đã tiện tay xử lý thi thể của bán hồ đạo nhân luôn rồi nhỉ? Hoặc có lẽ là trong lúc cái hồ lô này trôi giạt trong không gian đã làm rất mất thi thể của bán hồ đạo nhân tiền bối đang tìm kiếm cái hồ lô này sao? Tống Thư Hàng dơ cả phi kiếm dùng một lần lẫn cái hồ lô về phía thất tu tôn giả cái hồ lô này có lai lịch đến thế kia á? Ngay cả tôn giả mà cũng đi tìm nó sao? Thất tu tôn giả vươn tay đón lấy phệ hồn yêu hồ, rồi giải thích không phải là ta đang tìm cái hồ lô này, mà là đang tìm một người đã từng tiếp xúc với cái hồ lô này trong khoảng thời gian gần đây. Sau đó hỏi mua một thứ mà ta muốn ở trong tay của người đó. Sau khi đón lấy cái yêu hồ xong, Thất Tu Tôn giả cười nói, hóa ra đây là series phi kiếm dùng một lần của Bạch Đạo Hữu đây à, chẳng trách mớ phi kiếm kia lại bay bu lại quanh thư hàng tiểu hữu như thế. Bạch Tiền Bối nói có thể là vì một cái kiếm trận nhân quả mà hắn vừa mới lĩnh ngộ ra được vào 10 ngày trước gây nên, thế cho nên sắp tới, số phi kiếm mà hắn đã bắn vào vũ trụ cũng sẽ quay lại. Tống thư hàng đáp, Thất Tu Tôn giả ho nhẹ một cái, cái hồ lô này cũng là do Bạch Đạo Hữu đưa vào trong vũ trụ đấy à. Không phải, cái này là do ta đưa vào trong vũ trụ." Tống thư hàng nói xong thì lại kể một lượt chuyện giữa mình về bán hồ đạo nhân, giải thích cho thất tu tôn giả hiểu. Thất tu tôn giả vỗ nhẹ lên thanh kiếm gỗ, chuyện này đúng là hữu duyên với thư hàng tiểu hữu. Cái hồ lô của bán hồ đạo nhân là do Tống thư hàng đưa vào trong vũ trụ. Lúc hồ lô bay lên không gian thì lại tiếp xúc với cái tên, cái gì cũng bán được kia. Sau đó, hình như cái hồ lô này sinh ra biến dị, sau đó lại quay về trong tay của Tống Thư Hàng. Đây cũng không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Như thế, nếu như có thể tìm được cái kẻ được gọi là cái gì cũng có thể bán kia, thì nếu đưa Tống Thư Hàng tiểu hữu theo thì chắc sẽ có thêm thu hoạch gì đó. Thư Hàng tiểu hữu này, tạm thời cho ta mượn cái hồ lô này nghiên cứu một quãng thời gian có được không?" Thất Tu Tôn giả hỏi. "Không thành vấn đề." Tống Thư Hàng đáp, dù sao thì thứ này vốn cũng có phải của cô đâu thư hàng tiểu hữu thật sảng khoái. Thất tu tôn giả cười ha ha, tay phải ấn một cái, một đạo phù văn phong ấn phủ lên hồ lô, phong ấn nó lại, để vào bên trong trang bị không gian. Tiểu hữu hôm nay còn muốn chiến đấu với 100 người khổng lồ nữa không? Đương nhiên rồi, ta phải nhân cơ hội nhanh chóng nâng cao thể chất mới được. Tống thư hàng gật đầu nói. Thất tu tôn giả hỏi, nói về thể chất, ta nhớ, thư hàng tiểu hữu người có tu luyện, kim cương bản bản quyền pháp, và nguyên bộ Bất Động Kim Cương Thân, đúng không? Đúng vậy. Chương 522, Cương thủ. Phần giới thiệu của thất tu tôn giả về bộ công pháp này khiến cho Tống thư Hàng nghĩ ngay đến Tuyệt Học Chấn Phái, chiến Phật chân thân của đấu chiến Phật tông mà Tạo hóa pháp phương đã dùng. Tạo hóa pháp phương dựa vào thân thể cấp bậc Linh Hoàng ngũ phẩm mà có thể lột đồ chống chọi với Huyết Ma lục phẩm. Tiền bối, đó công pháp gì vậy? Tống thư Hàng hỏi. Thất tu tôn giả đáp, Cương thủ Tống thư hàng, tên của công pháp đó là Cương thủ, tu sĩ có phẩm cấp nhị phẩm là có thể tu luyện được rồi. Một khi tu luyện thành công, thể chất của tu sĩ có thể tăng lên một đoạn, đặc biệt là đôi tay có thể trở nên cứng rắn hơn, thủy hỏa bất xâm, song trưởng có thần lực, có thể dùng tay không chống lại các loại pháp bảo nhị phẩm. Thất tu tôn giả nói, đừng xem thường công pháp Cương thủ này, tuy rằng tên của nó nghe hơi cùi bắp thật, nhưng nó là công pháp bắt buộc của đệ tử huyền trọng phái, một đại tông thượng cổ chuyên chế tạo vũ khí đấy. Thì ra là thần kỹ của tuyệt kỹ rèn sắt của tông môn luyện khí. Sau khi đệ tử của huyền trùng phái học được, cương thủ, thì sư phụ rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng tương lai đệ tử sẽ bị ế chồng mông nữa, cho dù đoạt cũng phải đoạt được một đạo lữ về. Người có muốn học không? Thất tu tôn giả cười ha hả nói. Tống thư hàng cắn răng nói, muốn. Cương thủ thì cương thủ, nghe hay hơn mấy cái tên như Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam gì nhiều. Hơn nữa, công pháp này có lợi cho hắn, tội gì mà không học chứ? Tiền bối, học cương thủ, này cần bao nhiêu linh thạch? Chỉ là một môn công pháp nhị phẩm mà thôi, coi như là thù lao ngươi cho ta mượn hồ lô nghiên cứu đi. Thất tu tôn giả cười khẽ nói, công pháp nhị phẩm, đối với thất tu tôn giả mà nói đã là chuyện của dĩ vãng xa lắc xa lơ rồi. Sứt lời, Tôn giả giơ tay điểm nhẹ lên không trung, trong mắt hắn lóe lên tia sáng màu vàng. Tia sáng màu vàng này từ trong mắt Tôn giả chiếu vào hư không, hóa thành một phần khẩu quyết công pháp. Tứ tu ở bên cạnh há miệng, phun một quyển giấy trắng ra. Ngón tay của Tôn giả sờ lên trang giấy trắng đó, khẩu quyết công pháp trong hư không cũng lập tức rơi xuống bên trên tờ giấy trắng. Đây là khẩu quyết và công pháp của cương thủ, tu luyện rất đơn giản lắm, có chỗ nào không hiểu thì cứ việc hỏi Tứ tu thất tu tôn giả nói. Vậy thì xin cảm ơn tiền bối, ta sẽ không khách khí nữa. Tống Thư Hàng nhận tờ giấy trắng này. Mặc dù nó chỉ là công pháp có phẩm cấp nhị phẩm, nhưng cũng không phải là thứ mà mấy loại công pháp tầm thường như khai lãng trường và thổ linh côn có thể sánh bằng. Giá trị của bộ công pháp này ít nhất cũng phải cỡ chừng vài viên linh thạch ngũ phẩm, thậm chí còn cao hơn nữa hắn cứ cảm giác gần đây mình không khách khí, với các vị tiền bối hơi nhiều nên nhân tình mà hắn nợ cũng tăng lên một mớ. Chấm. Sau đó, tứ tu dẫn Tống Thư Hàng đến sân tu luyện của động phủ, tiếp tục khiêu chiến cái phó bản 100 người khổng lồ nọ. Sở sở và Ngư Kiều Kiều cũng đang bắt đầu tu luyện ở đây. Trên đường, Tống Thư Hàng tìm cơ hội mở gói hàng Tô Thị A thất nhắc đến. Bảo vật của cảnh mạch đà chủ không có bao nhiêu, dù sao thì không có mấy thứ như trang bị không gian và túi thu nhỏ một tấc, đồ mà cảnh mạch đà chủ có thể mang theo bên người cũng không nhiều lắm. Đầu tiên là một thanh phi kiếm màu đen nhánh, đây là phi kiếm chung của vô cực ma tông. Miễn cưỡng cũng đạt tiêu chuẩn tứ phẩm, tốc độ phi hành bình thường, nhưng hiệu quả, đánh lén thì lại rất tốt. Vượt đến môn phái nhỏ bé như hư kiếm phái cũng có thể trở thành bảo vật chấn tông. Một pháp khí phi hành dạng vân vụ, chỉ cần tới cảnh giới tứ phẩm là có thể sử dụng. Tốc độ của pháp khí phi hành này cũng rất tốt, lúc ấy cảnh mạch chính nhờ có nó mà đuổi theo sát nút Tống Thư Hàng đang trong trạng thái vạn lý phi đột. Nhưng Tống Thư Hàng không dùng nó được, con rối ngân long của hắn có ngoại hình đẹp mắt, tốc độ còn nhanh hơn, hơn nữa có thể sử dụng ngay bây giờ luôn. Sau khi đến tứ phẩm, Tống Thư Hàng có thể ngự kiếm phi hành, càng không cần đến cái thứ này. Có lẽ có thể bán nó đi để đổi lấy chút linh thạch trăng. Tiếp theo, trong cái gói còn một ít đan dược, đều dùng để chữa trị các vết thương. Cuối cùng còn có linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch cấp bậc tứ phẩm nữa. Tổng cộng có 12 viên, trong đó có một viên đã được sử dụng để tu luyện, linh lực bên trong chỉ còn lại khoảng phân nửa. Nếu như trả nợ 9 viên linh thạch hắn đã vay của Bạch Tiền Bối thì sẽ còn dư lại 3 viên. Đúng là đáng mừng. Sau khi Tống Thư Hàng đi vào sân tu luyện, tứ tu khởi động hình thức tu luyện của hắn. Thành cổ to lớn lại xuất hiện lần nữa. Một trăm người khổng lồ với đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau cũng được triệu hồi ra. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, hét to lên, bắt đầu chiến đấu một trận mới với mấy người khổng lồ. Hôm nay hắn đã nhanh nhẹn hơn hôm qua nhiều. Thân ảnh của hắn di chuyển qua lại giữa những người khổng lồ. Thân Pháp, quân tử vạn lý hành, được thi triển phát huy đến cực hạn. 10 phút sau, xoạt đao quang hiện lên, chỉ là vận dùng đao Pháp cơ bản bình thường thôi nhưng bảo đao bá toái sắc bén chém rách tầng phòng ngự của người khổng lồ, chém vào nhược điểm chí mạng trên người nó. Máu tươi phun trào, người khổng lồ ngã xuống ầm ầm. Con thứ 18, Tống thư Hàng thở hồng hộc, thân hình chạy nhảy lên trên tường thành, mượn độ cao của tường thành. Hắn đột nhiên nhảy vọt lên, bảo đao bá toái chém vào đỉnh đầu người khổng lồ thứ 19. Sau khi trải qua một ngày tôi luyện, Tống thư Hàng đã tiến bộ thần tốc. Ngày hôm qua hắn còn mệt mỏi gắng sức chống đỡ người khổng lồ, hôm nay đã có tiến bộ vượt bậc, cho dù trong tình huống bị người khổng lồ bao vây, hắn vẫn có thể tìm được khe hở, chui ra khỏi vòng bao vây. Thậm chí lúc đột phá vòng vây, còn có thể tiện tay giết luôn một người khổng lồ. Hơn nữa, trên người hắn còn mang theo, mộ đạo thạch, mỗi lần linh quang lóe lên trong lúc xuất đao, trải qua một lần được mộ đạo thạch tăng cường xong sẽ biến thành một phần lĩnh ngộ, điểm kinh nghiệm đao pháp đang tăng lên vèo vèo áp lực lớn bao nhiêu, thì tiềm lực bị ép ra cũng được bấy nhiêu, lời này quả thực không sai. Thư hàng tiểu hữu tiến bộ nhanh thật đấy. Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu cười lớn nói, như vậy tiếp theo, ta sắp sửa tăng trọng lực rồi đấy nhé. Trọng lực trực tiếp tăng lên gấp 5, ta tin người có thể làm được mà. Gì cơ, trọng lực gấp 5 á. Tống Thư Hàng lập tức gào lên, tứ tu tiền bối, người đừng có làm bậy. Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy thân thể của mình nặng hơn thân thể vừa nhảy lên giữa không trung thì đột nhiên rơi phịch xuống dưới, ngã lăn quay trên mặt đất. Đau quá, đằng sau còn có cơn đau dữ dội hơn đang chờ hắn, 10 người khổng lồ nhân cơ hội bao vây tống thư hàng. Bàn chân của 10 người khổng lồ kia giáng xuống từ trên trời, hung hăng dẫm nát người tống thư hàng, cứ đẻ đầu hắn ra mà đánh. Không bao lâu, hộ thuẫn trên người tống thư hàng sáng lên. Khiêu chiến thất bại, Tống Thư Hàng nằm trên mặt đất như cá ươn, không thể động đậy. Cho dù là ai đi chăng nữa, bị 10 người khổng lồ hung hăng dẫm đạp một trận, cũng không thoải mái được. Hơn nữa, không biết có phải Tống Thư Hàng bị ảo giác hay không, hình như mấy người khổng lồ này đều bị thối chân cả. Lúc Tống Thư Hàng cực khổ tu luyện, thông nương trên người hắn cũng đang vất vả tu luyện. Cô có thể cảm nhận được, mình vẫn còn thiếu chút năng lượng nữa mới có thể hóa thân thành hình người được. Nhưng bây giờ vấn đề rất đối nghiêm trọng mà thông nương đang lo lắng nhất chính là sau khi biến thành hình người rồi, mộ đạo thạch sẽ ở chỗ nào trên người cô đây? Sẽ không phải biến thành sỏi trong người cô đấy chứ? Ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng, một viên linh thạch tứ phẩm chạm vào con rối hình người tinh xảo mà Tống Thư Hàng lấy được ở sâu bên trong hang động dung nham nọ. chương 523, thất tu hướng dẫn thám hiểm cổ mộ. Con rối hình người của Mạc Môn, cần phải có nguồn năng lượng truyền vào để khởi động. Con rối càng mạnh, thì lại càng cần nhiều linh thạch hơn để có thể khởi động được nó. Con rối hình người này, sau khi hấp thụ một viên linh thạch tứ phẩm xong, thì chỉ có mỗi mình hai đôi mắt của nó hơi sáng ngời, sau đó lại lắng xuống. Một viên linh thạch tứ phẩm đủ để cho con rối ngân long phi hành một tháng không ngừng nghỉ rồi, nhưng lại không đủ để khởi động được con rối hình người này. Con rối hình người này, rất cường đại nó vẫn cần thêm rất nhiều linh thạch nữa. Ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng, vẫn còn lại 11 viên viên linh thạch tứ phẩm. Con dối hình người không cách nào động đậy, nhưng lúc Tống Thư Hàng vận động đánh nhau kịch liệt với người khổng lồ, 11 viên linh thạch tứ phẩm còn lại, tất cả đều có lúc va vào nó. Chỉ cần chạm nhẹ vào một cái thôi thì linh thạch đều bị nó hấp thu vào. Mà lúc này, toàn bộ tâm trí của Tống Thư Hàng đều tập trung vào việc đấu với người khổng lồ trong điều kiện trọng lực tăng gấp 5 lần, nên vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường trong túi thu nhỏ. Không biết sau khi kết thúc huấn luyện, trong túi của Tống Thư Hàng có thể còn thừa lại được mấy viên linh thạch nữa đây. Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đó mà đã hết nửa ngày. Hơn nửa ngày trời phải đấu với người khổng lồ trong điều kiện trọng lực gấp năm thế này, khiến cho cả người Thư Hàng dã rời. 8 giờ tối tính theo giờ hoa hạ. Trong phòng của Thư Hàng, trong tay hắn mở quyển bí tịch cương thủ ra, nhân lúc buổi tối rảnh rỗi, chuẩn bị học môn tuyệt học này. Mà bên cạnh thư hàng, ba người Lý Âm Trúc, Sở Sở và Ngư Kiều Kiều thì đang ngồi chơi bài. Buổi sáng Lý Âm Trúc đã ngủ nửa ngày rồi, bây giờ là lúc cô tỉnh táo nhất. Sau khi cô tỉnh ngủ thì lập tức chạy ngay sang phòng của thư hàng, không chịu rời đi. Sở Sở vì chăm sóc cô nên cũng phải đi theo. Ngư Kiều Kiều thì vẫn luôn ở cùng một chỗ với Tống thư hàng. Sau đó, ba cô gái nhàm chán bắt đầu chơi bài với nhau, cũng không biết mấy cô này lấy bộ bài từ đâu ra. Các cô không phải chơi bài tú lơ khơ, mà là chơi kiểu bài cào, đếm nút xem ai lớn thì ăn, người thắng có thể búng vào chán hai người thua. Thực ra cách chơi rất bình thường. Nhưng, hi hi hi, ta thắng rồi, ngư kiều kiều đắc ý nói. Sở sở mặt mày trắng bệch, cô đau khổ vén tóc phần tóc mái ngắn của mình lên. Sau đó, ngư kiều kiều gập móng vuốt búng vào chán cô một cái một tiếng tùng trong trẻo vang lên a a a sở sở hét toáng lên cả người bị bắn bay ra ngoài tiếp theo là lý âm trúc hai mắt cô ngấn lệ từ từ đưa chán về phía ngư kiều kiều tùng a a a lý âm trúc cũng bị bắn bay ra ngoài so với sở sở thì tình hình lý âm trúc tốt hơn nhiều bởi vì cô cũng có cảnh giới tứ phẩm thể chất tương đối mạnh sở dĩ cô bị bắn văng ra là bởi vì cô đã bỏ hết phòng ngự chơi lại, sở sở xoa cái chán của mình, bỏ quay lại. ừ, lý âm trúc gật đầu thật mạnh. một lúc sau, aha, à à à, sở sở lại kêu thảm, bị bắn bay ra. ha ha ha, lần này người bị búng khác là ngư kiều kiều, cho dù cô chủ động buông lực phòng ngựa xuống, nhưng cô là hậu duệ giao long, lực phòng ngựa của thân thể cũng rất kinh người. lý âm trúc búng mạnh một cái, nhưng với cô mà nói cũng chẳng khác nào gãi ngứa. Tống Thư Hàng ở bên cạnh lặng lẽ buông bí tịch, cương thủ, xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đây là không muốn để cho người ta học bí tịch mà. Chấm chấm. Vô cực ma tông là đại tông ma đạo của giới tu sĩ. Bên trong một tông lại được chia làm ba đường. Mỗi một đường lại do rất nhiều phong chủ quản lý. Mỗi một đường chủ của ba đường đều đạt được tu vi cấp bậc chân quân lục phẩm. Lúc này, ở trong cửu nhãn giả ma đường của nhị đường, tượng thần cửu nhãn già ma được thờ cúng ở giữa đại điện, dưới ma tượng, còn có một ngọn lửa âm u. Xung quanh ma tượng, có hơn 20 vị phong chủ ngồi vây thành vòng tròn, vây quanh tượng thần tựa như sao vây quanh mặt trăng. Đường chủ của cửu nhãn già ma đường ngồi xếp bằng trong ngọn lửa dưới tượng thần. Thân ảnh của hắn hư ảo, gần như hòa thanh một thể với tượng thần cửu nhãn già ma ở đằng sau. Con người của già ma đường chủ trầm xuống, nói tám vị linh hoàng kim đan đều bị bắt cả sao đó là tám vị linh hoàng kim đan chứ không phải tám hạt đậu vàng cho dù là đại tông ma đạo như vô cực ma tôn thì linh hoàng cũng là lực lượng trung kiên trong môn phái mỗi một người đều cực kỳ quý báu nếu trong nháy mắt đã mất đi tám vị linh hoàng kim đan thế này sẽ khiến cho cửu nhãn già ma đường của hắn lập tức trở thành đường yếu kém nhất trong ba đường của tông môn nhất định phải cứu tám vị phong chủ về đường chủ của già ma đường trầm giọng nói đối phương là thất thu tôn giả nhân vật vô cùng cường đại cấp tôn giả, nếu như có thể, hắn cũng không muốn dây dưa với loại tu sĩ có cấp bậc thế này. Nhưng, hắn bắt buộc phải cứu tám vị kim đan linh hoàng về. Đám phong chủ bên dưới nhỏ giọng nghị luận. Một lúc sau, có một vị phong chủ trả lời, đường chủ, theo tin tình báo của chúng ta đang ở mặt trăng truyền về, thì hình như thất tu tôn giả muốn sai tám vị phong chủ đi làm thợ đào quạng. Nếu như vậy thì chúng ta có thể chặn cướp thuyền tiên ở giữa đường để cứu các vị phong chủ về. Đường chủ già ma đường gật đầu, nói, ba tiếng sau, trình tin tình báo cáo lên quan lên đây. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tham gia kế hoạch cứu viện này. Rõ, tất cả các phong chủ bắt đầu hành động, vô số mệnh lệnh được truyền xuống. Bên trong ngọn lửa u ám, đường chủ âm thầm thở dài. Hắn cần phải chuẩn bị cho kỹ càng mới được. Đồng thời lúc chuẩn bị kế hoạch cứu viện, hắn còn chuẩn bị thêm một số linh thạch nữa. Nếu như cứu viện thất bại, thì cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn đi chuộc tám vị phong chủ về, khi ấy nhất định phải trả một cái rác không nhỏ. Dưới cửu nhãn giả ma đường, trên đỉnh ma hầu phong thứ 69. Ở trên vách núi bị mây mù che phủ, hình nhân phân thân của công tử Hải đang đứng cùng một hình nhân khác. Từ sau khi lấy được huyết Hải Ngọc xong, bản thể của công tử Hải đã bắt đầu trùng kích cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm rồi. Mà hình nhân phân thân này, lại ở lại đại diện giải quyết những việc cấp bách thay cho công tử Hải lúc hắn bế quan. Mây mù bay bay, một đám mây đen từ trong biển mây chui ra, đây chính là phân thân của An Chi Ma Quân. Ma công của An Chi Ma Quân tu luyện rất kỳ lạ, hắn có thể phân thân ra được rất nhiều, những phân thân này đều có chung suy nghĩ với bản thể, phân tán khắp nơi ở Hoa Hạ, thu thập tình báo cho An Chi Ma Quân. Vừa mới nhận được tin này, cửu nhãn giả ma đường của chúng ta có 8 vị phong chủ bị, thất thu tôn giả, bắt giữ. Phân thân của An Chi Ma Quân dừng lại chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, nguyên nhân còn là vì thư sơn áp lực đại. Ma Quân dùng phương pháp, truyền âm nhập mật, để phòng ngừa người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Hình nhân phân thân của công tử Hải hơi động, cũng dùng truyền âm nhập mật, lại là thư sơn áp lực đại à. Hắn có quan hệ với thất tu tôn giả sao? An Chi Ma Quân nói, quan hệ thân thiết hơn so với tưởng tượng của ta, sau khi thư sơn áp lực đại đi lên mặt trăng, thì vẫn luôn ở trong động phủ của thất tu tôn giả. Hình nhân của công tử Hải trầm mặc chốc lát, hình như còn suy nghĩ một vài vấn đề. Một lúc sau, công tử Hải lại hỏi, đường chủ chuẩn bị xử lý những phong chủ bị bắt làm tù binh thế nào? An Chi Ma Quân đáp, tất nhiên là định cứu tám vị phong chủ đó rồi. Hình nhân phân thân của công tử Hải nói, tám vị phong chủ bị bắt đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt. Chúng ta cần nắm lấy cơ hội này, cho nên, không thể để cho tám vị phong chủ kia quay về toàn bộ được. Trong vô cực ma tông, chỉ cần sau khi thăng lên phẩm cấp linh hoàng ngũ phẩm, thì có thể trở thành một vị phong chủ trong ma tông. Nhưng, phong chủ mới, cần phải tự tiêu hao tinh lực, đi gầy dựng nên một ngọn núi của riêng mình. Điều này cần phải đầu tư tinh lực, nhân lực và vật lực rất lớn. Tất nhiên, Lúc xây dựng ngọn núi mới, Vô Cực Ma Tông cũng sẽ phát cho một chút tiền, nhưng chút tiền đó quá ít, cùng lắm cũng chỉ đủ để làm lớp nền của ngọn núi mới. Kế hoạch của công tử Hải là trong thời gian ngắn để ba người của mình trở thành cấp cao ở trong Vô Cực Ma Tông. Bọn họ không thể lãng phí thời gian, tinh lực đi xây dựng ngọn núi mới được. Vì vậy, nếu như có thể kế thừa ngọn núi của phong chủ khác thì không còn gì tốt hơn, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người, sức của và tài nguyên tám vị phong chủ bị bắt đi, nếu không thể quay về đủ, thì sẽ có chống ra mấy vị trí phong chủ. Mà chỉ cần ba người bọn họ có thể kịp thời thăng cấp phong chủ, như thế thì có thể thuận nước đẩy thuyền. Tiếp nhận thế lực và ngọn núi của vị phong chủ cũ. Quá trình tiếp nhận thế lực cũ, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng dễ dàng hơn nhiều so với xây một ngọn núi mới. An Chi Ma Quân ngay lập tức hiểu ra ý của công tử Hải. Nói cách khác, tám vị phong chủ kia ít nhất phải để lại ba người trong đó đi đào quặng cho thất tu tôn giả. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Phân thân của An Chi Ma Quân cười gian. Để ta suy nghĩ kỹ cái đã. Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ trên người của vị, thư sơn áp lực đại, đạo hữu kia. Hình nhân của công tử Hải Xoa cầm nói. An Chi Ma Quân, ra tay thế nào? Tiết lộ kế hoạch của đường chủ cho, thư sơn áp lực đại, sao? Không được, trực tiếp bán đồng đội rất dễ khiến chúng ta bị lộ. Hơn nữa, Ngộ Nhớ sau khi thất tu tôn giả lấy được tin tình báo, đích thân ra tay, bắt luôn cả Đường chủ đi đào quặng thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Công tử Hải đáp, hắn phải nghĩ ra cách ổn thỏa nhất, để cho Đường chủ chỉ có thể cứu viện được một nửa số phong chủ về. Chấm chấm. Khu Giang Nam hoa hạ. Ngón tay cao mỗ mỗ đang lướt nhanh trên bàn phím ghi lại chuyến đi đến đảo thổ dân lúc trước, quá trình dạy đám thổ dân biết chứ? khiến cho linh cảm trong đầu cao mỗ mỗ tuôn ra ảo ảo. Khổ nỗi trên đảo lúc ấy không có máy tính, cậu TTA cũng không có cách nào biến những linh cảm đó thành văn được. Hôm kia, đưa bạn gái nhà y về nhà xong. Sau đó, cậu ta ở trong lì phòng của mình suốt 3 ngày liên tiếp, liều mạng gõ chữ. Khi trong đầu có linh cảm, hạ bút như có thần phù hộ, đặc biệt trôi chảy. Đã quá, một ngày hai vạn chữ, ba ngày viết được 6 vạn chữ sau đó một ngày đăng 6 vạn chữ, có thể đăng được 10 ngày. Ha 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 ha, cao mỗ mỗ cười đắc ý. Cậu ta lưu mấy chương mà mình đã viết mấy hôm nay vào trong thư mục hẹn sẵn, đặt trước giờ tự động đăng chuyện luôn. Có được nhiều bản thảo như vậy, ngày mai có thể hẹn nha y đi chơi rồi. Lần này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng tuần trang mật của mình và nha y nữa. Gì mà ra cát nguyệt, ra cát trung dương, đều biến qua một nên. Ha 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 chỗ để hưởng trang mật cậu ta cũng đã chọn xong rồi, du lịch nghỉ mát sơn trang 3 ngày 3 đêm, mới nghĩ thôi đã cảm thấy kích động muốn chết rồi, lúc đầu muốn chọn đi biển, nhưng gần đây biển hay động mạnh. Cho nên, thôi thì đổi lại thành đi rừng sâu núi thẳm thôi. Sau khi hẹn giờ đăng chuyện xong, Cao Mỗ Mỗ mở phần mềm chat trên máy tính ra. Tiện tay gửi cho ba người bạn phòng là Tống Thư Hàng. Thổ ba, Lý Dương Đức mấy cái ai cần hỏi thăm ân cần. Sau khi không thấy ai online trả lời, thì cậu ta đóng phần mềm chat trên máy tính đi. Tiếp theo, Cao Mỗ Mỗ lại đăng nhập vào tài khoản chat chuyên dùng cho tác giả của cậu ta, cái tài khoản này cậu ta chỉ dùng để thêm mấy độc giả trung thành của mình, khá kín tiếng, không hề thêm bất kỳ người quen nào ở ngoài đời hết. Khi Cao Mỗ Mỗ mở tài khoản nói chuyện ra. Tinh tinh tinh, đây là có người thêm hắn làm bạn tốt hoặc nhắc nhở thêm vào nhóm. Lại có bạn đọc thêm tôi à? Cao Mỗ Mỗ ấn mở tin nhắn thông báo ra lòng nữ ngư kiều kiều xin thêm bạn làm bạn tốt tin nhắn kèm theo thêm ta thêm ta mau thêm ta đi ngư kiều kiều nhìn tên chắc là của em gái nào đấy nhỉ cao mỗ mỗ thầm nghĩ thời gian cậu ta đang nhập cái tài khoản không nhiều lắm hơn nữa tài khoản này cũng chưa từng công bố ra ngoài những người thật sự tìm được tài khoản của cậu ta rồi thêm cậu làm bạn tốt đều là độc giả đáng tin cho nên chỉ cần là độc giả cậu ta đều tiện tay thêm làm bạn Cao mỗ mỗ tiện tay ấn đồng ý yêu cầu kết bạn. Nhưng, đối phương xin làm bạn vào mấy ngày trước, bây giờ hình như không online. Sau đó cao mỗ mỗ tiện tay gửi một icon mặt cười qua. Tiếp theo cậu lại mở nhóm bạn đọc của mình ra, bắt đầu tán phép buôn chuyện trong nhóm một lúc. Sau khi nói chuyện với trong nhóm xong, cao mỗ mỗ mới cảm thấy mỹ mãn tắt phần mềm chat đi. Sau đó cậu ta bắt đầu gọi điện cho bạn gái nha y, bắt đầu một kế hoạch hẹn hò mới. Chấm. Ngày hôm sau, thứ ba ngày 30 tháng 7, thời tiết không biết, bởi vì bây giờ Tống Thư Hàng đang ở trên mặt trăng. Đạo hiệu của hắn hôm nay là bá đao Tống nhất, do Bạch Tôn giả đặt cho. Buổi sáng, sau khi thức dậy, Tống Thư Hàng liền thử tu luyện công pháp cương thủ. Cương thủ là công pháp cấp bậc nhị phẩm, lúc tu luyện khó hơn, kim cương bản bản quyền pháp nhiều. Tống Thư Hàng thử suốt mấy chục lần, chỉ biết được sơ sơ lúc hắn đang tu luyện thì ở xa xa lại truyền đến giọng nói của thất tu tôn giả thư hàng tiểu hữu chuẩn bị xong chưa có chuyện gì à thất tu tiền bối tống thư hàng cảm thấy nghi hoặc không phải đã hẹn à hôm nay cùng nhau đi thăm dò lục tu tôn giả chi mộ thất tu tôn giả nói suýt nữa thì quên hôm trước hắn đã hẹn với thất tu tiền bối hôm nay sẽ đi thăm dò lục tu tôn giả chi mộ chỉ vì hai ngày nay hắn luôn đánh nhau với người khổng lồ đánh đến hoa mắt váng đầu quên hết mọi việc luôn. Không thành vấn đề, tiền bối, ta lúc nào cũng có thể xuất phát được." Tống Thư Hàng nói, hôm qua từ sau khi dùng trọng lực gấp năm để đấu với người khổng lồ xong, thể chất của Tống Thư Hàng cũng đã tăng lên một bậc. Bây giờ, cảm giác chứng đau trong đan điền của hắn đã giảm hẳn, đau đớn ở mi tâm cũng giảm đi rất nhiều. Chân khí đã có thể vận dụng, Hỏa Diễm Đao, Nghịch Lân Đao pháp cũng đều có thể sử dụng rồi. Tinh thần lực thì còn cần phải làm dịu thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi thể chất tăng thêm một bậc mới có thể tu luyện pháp môn minh tưởng bình thường được. Vì vậy, mấy loại đạo thuật cần kết hợp với tinh thần lực như trường tâm lôi thì vẫn không thể thi triển được. Chương 524, chìa khóa điều khiển từ xa của cửa cổ mộ. Từ sau khi một vị tu sĩ thượng cổ phát minh ra loại cổ mộ tu sĩ có thể di động này xong, những vị tu sĩ am hiểu định vị phong thủy thượng cổ kia lập tức dầu thúi ruột. Lúc đó rất nhiều tu sĩ phong thủy tầm bảo rất khó để có thể xác định được vị trí cổ mộ, sau đó lúc chuẩn bị xong xuôi để đi vào mộ rồi, thì cổ mộ dưới chân không biết lại chạy đi đâu. Làm cho người ta cảm thấy đặc biệt bực dọc phiền muộn. Nhưng, dù cổ mộ tu sĩ có tự di chuyển đi nữa thì cũng có cần phải chạy thẳng vào trong không gian thế này không? Sở sở cô nương ở một bên đã sớm ngớ người ra, vừa rồi cô nghe thấy lục tu tôn giả chi mộ đúng không? tiếp theo các cô phải đi thăm dò cổ mộ của một vị tôn giả. Loại chuyện này thế này, trước đây sở sở căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng từ sau khi tiếp xúc với Tống Thư Hàng, cô đã gặp được đến mấy vị tôn giả rồi. Còn sống cũng có, chết rồi cũng có. Sau khi thuyền tiên bay đi thật lâu, thì rốt cuộc cũng đã bắt đầu chậm lại. Thất tu tôn giả chỉ vào một khối thiên thạch phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa, nói, đến rồi, chính là ở đằng trước có nhìn thấy khối thiên thạch to phát sáng kia không? Chính là vị trí của lục tu tôn giả chi mộ đấy. Bên trong thiên thạch sao? Tống Thư Hàng lại muốn buột mồm chửi thề lần nữa, cổ mộ của một tu sĩ rốt cuộc là dùng cách nào để di chuyển thì mới có thể chui vào bên trong một khối thiên thạch ngoài vũ trụ chứ? Hơn nữa phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa mù mắt này, lẽ nào các tu sĩ dạo chơi trong vũ trụ gần đây đều là đám mù à? Cứ nhiên không có bất kỳ ai phát hiện ra lục tu tôn giả chi mộ, này. Thuyền tiên dừng lại cạnh thiên thạch, lúc này Tống Thư Hàng mới phát hiện, lấp ánh sáng màu vàng kim chói lóa kia là một tầng kết giới phòng ngự, thuyền tiên không cách nào tiến vào trong được. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, chân khí của ngươi đã có thể vận dụng được rồi chứ. Trước khi đi vào lục tu tôn giả chi mộ, đúng lúc ta muốn dạy ngươi một pháp thuật nhỏ, khi ở trong cổ mộ nhất định sẽ dùng đến. Thất tu tôn giả cười nói. Tiền bối, pháp thuật gì vậy? Tống Thư Hàng hỏi chính là truyền âm nhập mật trước đây ta hứa với ngươi nếu ngươi đánh thắng trăm người khổng lồ kia thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi đấy nói là pháp thuật nhưng truyền âm nhập mật chỉ là một loại kỹ xảo vận chuyển chân khí đơn giản mà thôi học nó nhanh lắm thất tu tôn giả nói hả nhưng tiền bối ta chưa đánh thắng được trăm người khổng lồ kia mà thất tu tôn giả cười nói ha ha thật ra lúc tứ tu điều chỉnh tăng trọng lực lên gấp năm lần thì đã tính ngươi qua cửa rồi Trọng lực tăng gấp 3 lần, Tống thư Hàng đã nắm vững được kỹ xảo giao chiến với sinh vật khổng lồ rồi, dựa vào địa thế đã có thể dễ dàng chém giết vào nhược điểm chí mạng của người khổng lồ. Lúc đó, nếu như tứ tu không tăng trọng lực lên gấp 5 lần, thì chắc chắn thư Hàng sẽ có cơ hội giết hết toàn bộ 100 người khổng lồ kia. Cho nên, trước khi đi vào, Lục tu tôn giả chi mộ, thất tu tôn giả bắt đầu dạy Tống thư Hàng sử dụng kỹ xảo truyền âm nhập mật. Truyền âm nhập mật chính là vận chuyển chân khí thành một đường, trực tiếp truyền lời mình muốn nói vào tai người khác thông qua đường chân khí đó. Rất bí mật, rất thực dụng, đặc biệt là khi ở trong vũ trụ, khi không có cách nào truyền âm thanh, thì kỹ năng này quả thực vô cùng thần kỹ. Như lời tôn giả đã nói, học truyền âm nhập mật cũng không khó chút nào. Ngón tay của thất tu tôn giả điểm xuống, 5 phút sau, Tống Thư Hằng cũng đã nắm giữ được đại khái kỹ xảo, truyền âm nhập mật này. Tuy lúc sử dụng, âm thanh hơi đứt quáng, còn có cảm giác cứng ngắc như giọng người máy. Nhưng ít nhất, thì người khác có thể nghe hiểu. Như vậy đủ rồi. Sau khi đợi tống thư hàng học truyền âm nhập mật xong, thất thu tôn giả lại nói, như vậy tiếp theo, chúng ta phải nghĩ cách phá bỏ tầng kết giới này, nếu không chúng ta không thể đi vào lục tu tôn giả chi mộ được. Ngư Kiều Kiều hỏi, phá bỏ thế nào đây? Rất đơn giản, các ngươi nhìn chắm chằm vào kết giới màu vàng kia, có phát hiện ra cái gì không? thất tu tôn giả chỉ cái kết giới màu vàng kia. Nhóm người tống thư hàng nhìn sang cái kết giới màu vàng đó. Rất nhanh, mọi người đã nhìn ra chỗ khác biệt ở trên kết giới. Trên kết giới màu vàng, thấp thoáng hiện ra hình dạng của một ô cửa sổ. Mà trong ô cửa sổ đó, có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi. Hí, tống thư hàng đột nhiên dùng mình, vừa mới nhìn thấy bóng dáng cô gái này thì hắn lập tức cảm thấy toàn thân rét run. Chuyện gì thế này? chỉ là nhìn thấy bóng dáng của cô gái này thôi mà toàn thân đã lạnh run là sao? Đó là gì vậy? Thất tu tôn giả nói, ảnh của người chết, thứ thường thấy nhất trong cổ mộ của tu sĩ. Sau khi tu sĩ cường đại tử vong, thì trên người phát ra khí thức tử vong, sẽ liên kết làm một với cấm chế trên cổ mộ của mình, hóa thành một loại ảnh của người chết thế này. Mà nếu muốn đi vào kết giới của cổ mộ thì đầu tiên phải qua được cửa ảnh của người chết này. Lúc này, sở sở cũng lên tiếng nói sao cứ cảm thấy vừa nhìn thấy ảnh người chết này thì toàn thân lập tức rét run thế này không chỉ mình thư hàng cảm thấy toàn thân lạnh run tống thư hàng nhớ lại những ký ức có liên quan tới kết giới từ ký ức của gã tiên sinh xá lam của thiên thủ môn kia nhưng kết giới ở trong mơ đều bị xóa phông hết cả hơn nữa trong ký ức của xá lam khi thăm dò lục tu tôn giả chi mộ lúc phá kết giới này thì hắn đã dùng tới cách khá bạo lực để mở mà ý tứ trong lời nói của thất tu tôn giả cho thấy không thể dùng bạo lực để phá giải cái kết giới màu vàng kim này sao? Thuyền tiên dùng lại, cửa thuyền mở ra. Thất tu tôn giả phóng, quy tức thuật và trận pháp phòng ngự lên thân thể đám người tống thư hàng, đảm bảo bọn họ có thể sống trong vũ trụ, không cần lo lắng vấn đề hít thở và áp lực hay phóng xạ gì. Toàn bộ đám người sở sở, tống thư hàng, ngư kiều kiều, lý âm trúc đi xuống khỏi thuyền tiên, đáp xuống sát phiền kết giới. Phải mở kết giới này như thế nào đây? Có muốn thử chút bí pháp của tộc chúng ta không? Giao bá chân quân cha ta rất có kinh nghiệm phá giải phong ấn đấy." Ngư Kiều Kiều nói. Lúc nói chuyện, móng phải của cô ngoắc một cái, bên trên xuất hiện năm quả bóng nước, bí pháp Hắc Hà thủy. Trong truyền thuyết, Thiên Phủ thượng cổ có một dòng Hắc Hà. Nước sông trong đó có thể rửa sạch tất cả phong ấn, phù văn. Cho dù là rơi vào trong pháp bảo mạnh thế nào, phù văn trên đó đều bị nước Hắc Hà tẩy sạch cuối cùng biến thành vũ khí bình thường. Bí pháp, hắc hà chi thủy của giao bá chân quân cũng có được công hiệu xóa bỏ phong ấn như nhau. Lúc móng phải của ngư kiều kiều đang ra sức tìm hiểu, trên kết giới vàng kim kia, ảnh người chết đột nhiên di chuyển qua, từ bên trên kết giới nháy mắt đi đến trước mặt ngư kiều kiều. Sau đó, cô ta giơ tay vỗ nhẹ lên phía trước một cái. Bí pháp hắc hà chi thủy của ngư kiều kiều bị phá vỡ, thân thể của cô cũng bị ảnh của người chết đập bay đi thất tu tôn giả ở đằng sau nói, không thể cứng rắn được, đây là kết giới cổ mộ cấp bậc tôn giả, không dễ cưỡng chế mở ra đâu. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Sở sở hỏi. Thất tu tôn giả, hay là thử giao lưu với ảnh của người chết trên kết giới vàng kim này xem sao, nói không chừng có thể nhận được gợi ý thì sao? Tống Thư Hàng. Vì sao hắn lại cảm thấy giống như thất tu tôn giả là đang chỉ dẫn thám hiểm, hoặc là tiến công chiếm đóng thế nhỉ? Theo sự chỉ dẫn của thất tu tôn giả, sở sở thử giao lưu khai thông với ảnh của người chết trên kết giới màu vàng kim nọ, quả thật là thành công. Ảnh của người chế dễ dàng nói chuyện đến bất ngờ, sau khi cống hiến một viên linh thạch tứ phẩm, ảnh của người chết đưa ra chỉ dẫn, ở bên trên của kết giới cổ mộ có một cái giếng cạn. Đào cái giếng cạn này lên, có thể lấy được một khối kim loại mảnh. Đó chính là chìa khóa để mở kết giới cổ mộ này. Tống thư hàng ra mặt giao một viên linh thạch tứ phẩm sau khi giao viên linh thạch xong, hắn nghi hoặc không hiểu vì sao linh thạch của hắn chỉ còn có lại 11 viên. Quái lạ, sao tự dưng lại thiếu mất một viên? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Không thể nào, hắn nhớ rõ ràng là có tổng cộng 12 viên linh thạch tứ phẩm, trong đó có một viên đã dùng hơn phân nửa. Viên linh thạch bị thiếu kia rất đâu mất tiêu rồi. Chỉ là bây giờ, không phải lúc để tìm hiểu linh thạch bị mất. Sau khi tống thư hàng ngẫm nghĩ kỹ, bèn cầm linh thạch còn lại trong, túi thu nhỏ một tấc ra, để vào túi áo bịt kín có khóa kéo. Sau đó, nhìn về phía miệng giếng cạn. Dựa theo chỉ dẫn của ảnh người chết nọ, sau khi mấy người đào cái giếng đó lên, quả thật đã đào được một khối kim loại mỏng. Trên khối kim loại kia có khắc hai loại đồ án chim và cá. Cái chìa khóa này dùng thế nào? Tống thư hàng cầm tấm kim loại này lên, tò mò đưa tay chạm vào hình vẽ chim, kỳ lạ trên đó. Két 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 kết giới màu vàng kia phát ra tiếng như người ta nghiến răng, cuối cùng mở ra đường vào cao 3 mét. Không chỉ có kết giới, mà trên thiên thạch to cũng xuất hiện một cửa vào, đây chính là cửa vào cổ mộ. Tống Thư Hàng lại thử ấn vào hình vẽ cá trên tấm kim loại nọ. Âm ầm ầm, cửa lớn của kết giới vừa mới mở và đường vào trên thiên thạch đều đóng lại. Hai nút, một đóng một mở. Tống Thư Hàng, chìa khóa điều khiển từ xa à. Rất nhiều kỹ thuật vô cùng hiện đại hóa, nhưng ở thời đại thượng cổ đã bị các tu sĩ cổ chơi chán rồi tống thư hàng lại ấn cái hình con chim nhỏ kia kết giới mở ra đoàn người nối đuôi nhau đi vào sau khi đi vào thông đạo ở bên trong thiên thạch bọn họ nhanh chóng đi tới cửa chính của cổ mộ có một tấm bia mộ được dựng lên ở chỗ cửa vào bên trên viết sáu chữ cổ lục tu tôn giả chi mộ chỉ là trong sáu chữ cổ này lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng cường đại sở sở cảm thấy chỉ hơi đến gần tấm bia mộ này một chút thôi, đã phải bị uy áp cực kỳ cường đại ảnh hưởng, tim đập càng ngày càng nhanh. Mãi khi đến được chỗ này rồi, hoàn cảnh xung quanh mới giống với với cảnh trong mơ của Tống Thư Hàng. Tiếp sau đây, mới thật sự bắt đầu nguy hiểm, Tống Thư Hàng nhớ rõ ràng, xá lam, tiên sinh, của thiên thủ môn, dựa vào bí kỹ tinh xảo, một đường loại bỏ cảm bẫy đi sâu vào trong cổ mộ. Nhưng còn chưa đến khu vực, cổ mộ, thật sự, thì đã bất thần dẫm phải bẫy, tứ chi bị chém lìa, biến thành nhân côn. Lúc này, thất tu tôn giả nói, tiếp theo đây, mọi người phải cẩn thận, từ chỗ này là chính thức tiến vào phạm vi của, của mộ lục tu tôn giả, rồi, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm đấy, đi vào thôi. Chính thức thể nghiệm kích thích khi đi thăm dò cổ mộ tu sĩ đi. Đợi chút đã, sở sở cô nương, đằng trước 10cm bên phải của cô có một cạm bẫy, đừng dẫm lên nó. Thư hàng tiểu hữu chú ý quan sát xung quanh. Tuy rằng đây chỉ là phần ngoài rìa của cổ mộ, nhưng xung quanh vẫn ẩn giấu rất nhiều thứ thú vị lắm đấy. Chương 525, Thánh quang kiếm thuật. Mặc dù từ sau khi biết về sự tồn tại của Ngũ Tu chân quân chi mộ và Bạch Ngọc sư tử tứ tu, Tống thư hàng đã từng hoài nghi giữa lục tu tôn giả và thất tu tôn giả có quan hệ gì đó. Nhưng bây giờ, thất tu tôn giả thuộc như lòng bàn tay, chỉ dẫn mấy người Tống thư hàng đi vào trong cổ mộ thế này. Một đường chỉ dẫn tận tường ở đây có bẫy này, chỗ kia giấu bảo vật đất. Đây là là gì đây? Đây giống như chuẩn bị chơi một trò chơi kinh điển trên máy chơi game, chưa chơi thì đã xem xong hướng dẫn trước rồi, kết quả lúc bắt đầu chơi thật thì phát hiện trò chơi không còn thú vị chút nào nữa. Tình trạng của đám người tống thư hàng chính là như vậy. Vốn là một chuyến thám hiểm cổ mộ tu sĩ đầy kích thích và mạo hiểm, bây giờ lại biến thành du lịch ngắm phong cảnh. Quỳ lại cách gợi ý trò chơi của thất tu tiền bối luôn nhưng thật ra đám người tống thư hàng cũng thu hoạch được ít thứ linh tinh. Sở sở nhận được một mũi tên, phá ma tiến, giống như phù bảo vệ, một khi bắn ra thì có lực sát thương gần với cấp bậc ngũ phẩm. Ngư kiều kiều nhận được một viên, quy châu, thủy hệ, đeo lên người có thể duy trì độ ẩm cho cơ thể. Cái này giúp cho ngư kiều kiều sống được ở trên đất liền trong môi trường khô hanh, có thể tiết kiệm chút pháp thuật thường dùng trong quá trình duy trì độ ẩm của thân thể, tiết kiệm được rất nhiều pháp lực. Lý Âm chúc nhận được một vật có hình dáng giống quả bom, chỉ cần ném ra thì sẽ lan ra một luồng khói kịch độc. Những đồ vật này cũng không phải bảo vật thuộc về, Lục Tu tôn giả chi mộ, nói thế nào thì cũng là một ngôi mộ của tôn giả, bảo vật bên trong không thể nào là những đồ chơi cấp thấp như vậy được. Những bảo vật này đều là những tu sĩ thám hiểm trước đây mang vào, sau khi xảy ra sự cố trong cổ mộ, những đồ vật này cũng rơi vào trong cổ mộ. Còn Tống thư hàng thì nhận được một quyển bí tịch kiếm thuật Bí thuật kiếm thuật mà hắn đã khát khao bấy lâu nay. Không phải là cái loại bí tịch thông thường đâu. Nó có tên là Thánh Quang kiếm thuật. Nghe cái tên thì cảm thấy không phù hợp với phong cách của tu sĩ hoa hạ chút nào. Đây là một quyển bí thuật kiếm pháp không tồi, phong cách quang minh chính đại, uy lực chính diện khá tốt. Tổng cộng có 6 chiêu, nhị phẩm dùng đến lúc lên tới tứ phẩm cũng không có vấn đề gì. Đây là lời đánh giá của thất tu tôn giả về quyển bí tịch kiếm thuật này nhưng mà có một vấn đề nhỏ ở đây bản thánh quang kiếm thuật này không phải là sản phẩm của tu sĩ hoa hạ mà bản kiếm thuật này vốn là của kỵ sĩ thánh đường của phương tây thời cổ sau khi lưu truyền đến hoa hạ được một vị tu sĩ cao nhân sửa đổi mà thành kiếm thuật vẫn lưu giữ lại phong cách và đặc sắc kiếm thuật của kỵ sĩ thánh đường phương tây nói cho dễ nghe thì kiếm thuật này gọi là kiểu trung tây kết hợp nhưng trên thực tế loại phong cách kiếm thuật này không phù hợp với kiếm tu của hoa hạ khi tống thư hàng mở trang thứ nhất của quyển thánh quang kiếm thuật ra chiêu thứ nhất thánh quang chảm ác kiếm kiếm quyết thánh quang kẻ tà ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận tiếp tục mở trang thứ hai chiêu thức thứ hai thánh quang thập tự kiếm kiếm quyết đối thủ đáng kính vì vinh quang mà chiến đấu cái đậu má đây là thứ gì vậy có phải là quyển sách kiếm thuật này vào nhầm sang trường quay không vậy? Tống Thư Hàng có xúc động muốn xé nát bản kiếm thuật này ra cho rồi. Nhưng sau một phút suy nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn cất bản thánh quang kiếm thuật này vào. Dù sao thì nó cũng là một bản kiếm thuật, nếu thật sự rảnh rỗi không có gì làm, thì tập bừa cũng được. Hơn nữa, thánh quang kiếm thuật này cũng không tồi, ít nhất sau khi luyện thành kiếm pháp này thì có thể tăng cơ bắp cơ cấp săn chắc hơn thì có thể nâng cao thể chất tu sĩ theo. Cùng lắm coi nó là công pháp luyện thể thôi. Trên đường đi, trò gợi ý thất tu hướng dẫn thám hiểm cổ mộ diễn ra không ngừng, khiến cho đám người Tống thư Hàng tránh thoát được phần lớn cạm bẫy, dễ dàng đi ra khỏi một mê cung, cách xa từng nguy cơ ẩn nấp. Quả nhiên, lục tu tôn giả chi mộ, này là nhà ngài mở ra đúng không, thất tu tiền bối. Tống thư Hàng dám bảo đảm, chỉ cần đi theo thất tu tiền bối thôi một đường qua cửa đến chỗ sâu nhất trong cổ mộ thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. nhưng trò chơi gợi ý này của thất tu tôn giả không thể thuận lợi từ đầu đến cuối. sau khi đi qua phía ngoài xa nhất của cổ mộ, lúc chính thức đi vào phạm vi cổ mộ thật, trước mặt đám người tống thư hàng xuất hiện bảy đường đi. sở sở có tới bảy lối rẽ sao? ngư kiều kiều chọn đường nào đây? tống thư hàng nhìn thất tu tiền bối tiền bối đi thế nào đây? khụ chim ưng non kiểu gì cũng phải rời tổ, vỗ cánh bay xa. Trên đường đời của mỗi con người, chúng ta không thể dựa vào trưởng bối mãi được, có lúc mình cũng phải tự lựa chọn nữa. Thất tu tôn giả nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tống Thư Hàng nói, được rồi, chúng ta chọn thế nào, bỏ phiếu hay ném cành cây đây? Sở sở, ném cành cây đi, rút phiếu rất phiền, vì ở đây có 7 con đường mà. Ngư Kiều Kiều, đồng ý, ném cành cây đi, ai may mắn, người đó sẽ đến ném lý âm chúc túng góc áo tống thư hàng không phát biểu ý kiến sở sở đáp ta cảm thấy vận khí của mình bình thường không ném đâu tống thư hàng im lặng ngẩng đầu ta thì thôi đi hắn là chàng trai thường xuyên gặp phải xui xẻo có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ thích ta nói này tại sao mà nhất định phải ném cành cây nếu trước mắt có bảy con đường lúc này không phải nên phân ra à mỗi người chọn một đường thì sao thất tu tôn giả đứng ở một bên nhịn không được bèn nói. Tống Thư Hàng là người tôn trọng ý kiến tiền bối, thế nên hắn nói với mọi người, tách ra đi nhé. Ngư Kiều Kiều, được rồi, tách ra đi. Sở sở, vậy chúng ta tách ra đi đi, nhưng thật ra ta cảm thấy tách ra đi là hành động ngu ngốc. Giống như nội dung phim kinh dị ấy, mỗi lần mấy diễn viên diễn tới cảnh nguy hiểm thì lúc nào cũng đưa ra đề nghị tách ra, rõ ràng đi cùng nhau thì sẽ tốt hơn mà. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tống thư hàng, thất tu tôn giả. Cuối cùng đoàn người Tống thư hàng vẫn tách ra, mỗi người tự chọn một đường riêng. Dù sao thì đây cũng là đề nghị của người hướng dẫn, thất tu tôn giả mọi người đều biết thất tu tôn giả có quan hệ với Lục tu tôn giả chi mộ, cho nên cần phải xem trọng ý kiến của hắn. Sở Sở chọn đường thứ 5, cô quay đầu lại nhìn Lý Âm Trúc sau đó chui đầu vào. Ngư Kiều Kiều chọn đường thứ 2. Lý Âm Trúc chọn con đường đầu tiên trước khi đi vào cô nhìn tống thư hàng với vẻ lưu luyến không rời tống thư hàng thì chọn con đường thứ bảy bóng dáng bốn người biến mất ở trong các con đường bạch ngọc sư tử tứ tu liếm móng vuốt nói cả bốn người đều đã đi vào rồi thất tu tôn giả nói chúng ta cũng nên đi vào đi tứ tu chú ý chiếu cố mấy người thư hàng tiểu hữu nhé đừng cho bọn họ chơi hăng quá mà gặp chuyện nhé lần trước ở trong ngũ tu chân quân chi mộ tam lãng đạo hữu chơi hăng quá suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Tứ tu, ta cảm thấy người tìm đường chết giống như tam lãng, trên đời này chẳng có mấy đâu. Thất tu tôn giả, lo trước khỏi họa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, thư hàng tiểu hữu cũng là thành viên trong nhóm cửu châu số 1. Mấy ngày trước ta login lên mạng xem nội dung chat, đạo hữu trong nhóm đang bàn luận về đạo hiệu của hắn, trong đó có một đạo hiệu là bá đao tống tam. Đạo hiệu này làm ta nghĩ đến tam lãng, nên phải đề phòng một chút audio điện tử võ tấn bền hết chương 525